thần cấp ở rể. chương 221, kết thúc nguy cơ của nhà máy hạt nhân. Nếu nghe lời tôi, bà đây dĩ nhiên sẽ cưng chiều cô thật tốt. Tử cung Mỹ địch cười khẩy, ngón tay nhẹ vỗ lên mặt của Bạch Tinh Đồng. Không biết từ lúc nào, tay của Bạch Tinh Đồng ở phía sau thò qua. Tay của cô không phải là bị trói rồi sao? Lỏng ra từ lúc nào vậy? Trong lòng tử cung Mỹ địch cả kinh, xoay tay lại định tóm lấy tay Bạch Tinh Đồng. Cạch, một tiếng, cổ tay đã bị một còng tay lạnh lẽo cùng chặt. Trong lòng cô ta hoảng hốt, mở mắt ra lại thấy bạch tinh đồng cười lạnh, quỷ cái, cô trúng kế rồi. Tử cung Mỹ địch quát một tiếng, duỗi một tay ra bắt bạch tinh đồng, người phía sau ùm một tiếng đã giống như cá nhảy xuống nước. Người trước này đứng lên muốn đuổi theo, nhìn thấy một bàn tay đã bị còng chắc vào trên mép thuyền. Bạch tinh đồng lợi dụng khoảnh khắc mê ly tà dâm của cô ta, dùng lưỡi dao giấu trong quần áo cắt đứt dây thừng, sau đó còn dùng còng tay còng chắc tay đối phương lại ở bên mép thuyền. Tử cung Mỹ địch giấy ruộng mấy cái, còng tay lại càng lúc càng chặt. Cô ta tức giận la hét ẩm ý, lục tìm súng của mình ở xung quanh muốn bắn vỡ còng tay này để thoát ra. Bạch tinh đồng từ trong nước ló đầu ra, nâng súng ở trong tay lên, đừng tìm nữa, ở chỗ của tôi rồi. Nói xong lập tức bắn một phát xả kích về phía người kia. Tử cung Mỹ địch cúi người nằm xuống, duỗi chân trái qua điều khiển tay lái thuyền, chân phải ấn mở chân ga, chiếc thuyền đổi hướng, rít lên âm thanh, vèo vèo, quái dị, xông về phía của Bạch Tinh Đồng. Cô ta muốn dùng cánh quạt máy mà chém nát người kia ra, thứ phụ nữ không biết điều, xem tôi có đâm cô chết không. Bạch Tịnh Đồng bắn hai phát súng nhưng đều không trúng tử cung Mỹ Địch, chiếc thuyền đã xoay đầu quay lại, gầm thét xé nước mà lao về hướng của cô ta. Bạch Tinh Đồng giơ súng lục lên nhưng không thể nào nhắm được vào đối thủ. Bởi vì cô ta ở trong nước, còn đối phương ở trên thuyền, hơn nữa còn dùng tư thế nằm thẳng mà lái thuyền đâm tới. Khẳng định là không kịp để trốn nữa rồi, Bạch Tinh Đồng tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, lại bình tĩnh mà nhắm thẳng vào vị trí của bình xăng. Đung, một tiếng, phát súng thứ ba cuối cùng cũng bắn trúng mục tiêu, lửa cháy, bùm, một tiếng. Cả con thuyền nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm, tử cung Mỹ địch còn bị còng chắc ở trên thuyền, cô ta thét quái lên the thế, giống như là đang cười, nhưng còn khó nghe hơn cả khóc audio điện tử võ tấn bền. Máy bay trực thăng vũ trang mang phu nhân an toàn trở về địa điểm xuất phát, cùng lúc đó đã có một chiếc máy bay trực thăng khác chấp hành nhiệm vụ, phụ trách xuất phát đến cứu viện Bạch Tinh Đồng. Ban đêm, chiếc thuyền cháy ở trên biển nhanh chóng thu hút được tầm nhìn của máy bay trực thăng vũ trang kia bay tới, dọi đèn pha chiếu qua. Bạch Tinh Đồng ngâm mình trong nước biển nửa ngày, nhìn thấy có máy bay đi tới lập tức vội vã nổ súng chỉ thiên, thông báo cho phi cơ biết vị trí của mình cả người bạch tinh đồng mềm nhũn bò lên thang dây. Cô ta có hơi kiệt sức, vừa lên máy bay đã sụi lơ, nhanh, cho tôi uống tí nước. Đội trưởng bạch, đây là dịch dinh dưỡng glucose bổ sung dinh dưỡng, cô uống trước chút đã. Một người chiến sĩ vũ trang đưa glucose cho bạch tinh đồng. Bạch tinh đồng tuôn nửa bình nước, cuối cùng cũng cảm thấy thể lực được cải thiện, nhà máy năng lượng nguyên tử như thế nào rồi. Chiến sĩ vũ trang nói: Diệp vô phong đã đánh bại được tên cầm công tác kích nổ rồi, thật nguy hiểm ghê. Còn nữa, tên quỷ Nhật Bản quyết đấu với anh ta cũng bị giết chết rồi. Nhà máy năng lượng hạt nhân bình an vô sự. Bạch tinh đồng giống như chút đi được một gánh nặng, một nụ cười lan một vùng khắp cả khuôn mặt. Diệp vô phong, tôi biết anh nhất định có thể thắng mà. Nguy cơ của nhà máy năng lượng hạt nhân được trừ khử, phu nhân Trần được cứu viện an toàn, không thể không kể tới công lao của Diệp vô phong anh vẫn theo lẽ thường ngày không cho phép giới truyền thông phỏng vấn mình. Anh yêu cầu cảnh sát nhất định phải thay mình giữ kín bí mật. Thư ký quách nắm lấy tay của Diệp Vô Phong, nói, Vô Phong, lần này thật sự là đã khiến cậu cực khổ nhiều rồi. Nếu như không có cậu, bã xã của tôi nhất định không sống nổi, 8 triệu dân ở thành phố Tam Giang này đều có khả năng sẽ biến thành cho bụi. Buổi trưa hôm nay tôi làm chủ, sao hả? Diệp Vô Phong lại nói, Thư ký quách, ý tốt của ông thì tôi xin nhận nhưng tôi nghĩ rằng điều mà ông nên làm hiện tại, chính là cố gắng an ủi gia đình của những chiến sĩ đã hy sinh, chứ không phải là tổ chức lễ chúc mừng gì đó cho tôi. Vẻ mặt già nua của thư ký quách đỏ lên, xấu hổ nói, vô phong. Cậu phê bình đúng lắm, cậu có cống hiến rất lớn đối với nhân dân thành phố Tam Giang, tôi sẽ ghi lòng tạc giả. Thế này đi, tôi đi làm những chuyện tôi nên làm trước, đợi qua quãng thời gian này, tôi sẽ mời cậu dùng một bữa cơm đạm bạc. Diệp vô phong nở nụ cười, thư ký quách, lần sau lúc ông mời cơm, tôi sẽ không khách sáo đâu. Ha ha, tối hôm qua huyết chiến cả một đêm, Diệp vô phong cũng mệt lừ, rời khỏi mặt trận tiền tuyến mà lui trở về nhà. Điều khiến cho anh không thể ngờ tới chính là Lâm Thư Âm và Tả Tiểu Thanh đang bận thu dọn hành lý. Diệp vô phong hỏi, Thư Âm, hai người đang làm gì vậy? Sao nhìn giống như phải dọn nhà đi thế? Lâm Thư Âm lạnh giọng nói, không sai, là dọn nhà. Diệp vô phong kinh ngạc hỏi, chuyển đi dâu, sao anh lại không biết? Lâm thư âm lại nói, không nhất thiết phải nói với anh chứ. Diệp vô phong, đơn ly hôn tôi cũng đã viết xong rồi, cũng để ở trên bàn trong phòng khách. Mẹ, chúng ta đi, đừng để ý tới anh ta. Diệp vô phong có chút mờ mịt, anh cản Lâm Vĩnh Quân đang thu dọn hành lý lại, bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lớ Vĩnh Quân thở dài một hơi, đáp vô phong, con vào trong phòng xem sẽ rõ diệp vô phong nhanh chóng chạy vào trong phòng chỉ nhìn thấy tờ đơn ly hôn mà lâm thư âm đã viết xong đặt trên bàn điều làm anh khiếp sợ chính là bên dưới tờ đơn ly hôn kia có đặt ba tấm hình chụp anh và bạch tinh đồng thân mật diệp vô phong cầm lấy những tấm hình này đi tới trước mặt lâm thư âm thư âm chính là bởi vì những thứ này sao anh không biết là ai gây chia rẽ với em anh xin thề với em giữa anh và bạch tinh đồng thật sự không có gì cả anh với cô ấy làm dáng vẻ như thế là hoàn toàn phối hợp giải quyết vụ án tên háo sắc Hồ Nhạn Tây. Em cũng biết, bọn anh không làm như thế thì sẽ không có cách nào dụ được tên dê sồm đó. Lâm Thư âm vô cảm, nói, Diệp vô phong, hiện tại tôi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Thật ra, Bạch Tinh Đồng thích hợp với anh hơn, cầu xin anh, đừng bám miết lấy tôi như thế nữa. Còn tiếp tục như thế, anh mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi. Diệp vô phong mở ra đôi tay, thư âm, anh thật sự không hiểu nổi sao em lại đột nhiên thay đổi như thế chứ có phải là có người uy hiếp em hay không em nói cho anh biết lâm thư âm lắc đầu một cái những gì nên nói tôi đều đã nói cả rồi diệp vô phong hiện tại tôi chỉ muốn cầu xin anh ly hôn với tôi đi đồ của anh đều thuộc về anh biệt thự sang trọng xe hơi hàng hiệu còn có vẻ vang vô tận tôi thật sự không xứng với những thứ đồ này bố mẹ chúng ta đi thôi Lâm Thư Âm đưa Lâm Vĩnh Quân và Tả Tiểu Thanh lên chiếc xe Passat cũ, lái xe rời khỏi biệt thự trên đỉnh núi Nhạn Tây. Bỏ lại một mình Diệp Vô Phong ở lại đây, đứng ở trong sân nhà, lặng người ngơ ngẩn. Diệp Vô Phong tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, anh cho rằng trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác, Lâm Thư Âm không thể vì mấy tấm hình này mà ly hôn với anh được. Suốt cuộc là ai đã thao túng cô ấy? Lẽ nào là bà cụ? Diệp Vô Phong cũng không có thời gian mệt mỏi, lập tức lái xe tới nhà cũ của nhà họ Lâm, bà cụ đang tưới hoa ở trong sân. Ồ, vô phong, sao con lại tới đây? Diệp vô phong lo lắng hỏi, bà nội, bà có biết vì sao thư âm lại muốn ly hôn với con không? Bà cụ nghe xong câu này lập tức sửng sốt, vô phong, con nói nhân cuội gì đó. Bà lớn tuổi rồi, lỗ tai không còn nghe rõ nữa, bà không có nghe lầm đó chứ. chương 222, Lâm Thi Mộng đến chơi diệp vô phong thở dài một hơi đưa đơn ly hôn cho bà cụ nhìn bà cụ nhìn xong trợn tròn mắt vô phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hai đứa trước giờ đều tôn trọng lẫn nhau trước đó mấy ngày còn vào sinh ra tử cùng nhau đồng cam cộng khổ sao lại có thể đột nhiên gây nhau tới ly hôn chứ chẳng lẽ là tà tiểu thanh cái bà mẹ chuyên gia làm chuyện xấu đó của con làm diệp vô phong cẩn thận thoáng nhớ lại nói không thể nào đâu cả một nhà bên ngoại của thư âm con đều chăm sóc cho từng người một, bất luận là ai trong bọn họ cũng không thể có oán hận gì đối với con. Bà nội, con kỳ thật nghĩ không ra, thư âm rốt cuộc là bị sao vậy? Diệp Vô Phong lại đưa mấy tấm hình cho bà cụ nhìn, đồng thời giải thích nguyên do, bà cụ nói, con đã giải thích với thư âm về mấy tấm hình này, con bé cũng không phải là kiểu phụ nữ không nói lý lẽ, tại sao lại như vậy chứ? Vô Phong, con có nghĩ tới là ai đưa cho thư âm mấy tấm hình này không? Diệp vô phong gật đầu nói, bà nội nhắc nhở chí phải. Người đã cung cấp mấy tấm hình này cho thư âm nhất định là người muốn chia rẽ bọn con. Con đi điều tra ngay đây. Diệp vô phong quay trở lại căn biệt thự mà lúc đầu lâm thư âm đã ở, đáng tiếc, lại đóng cửa miễn tiếp. Lâm Vĩnh Quân lặng lẽ nói với Diệp vô phong, vô phong, thư âm vẫn còn đang nóng giận, còn con, trước hết đừng có vội. Con cũng mệt mỏi rồi, về nhà yên tâm ngủ một giấc đi. Phía bên này, bố và mẹ của con sẽ cố gắng khuyên nhủ nó. Có thể qua một hai ngày, tâm trạng của Thư Âm bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo tình cảm mà con dành cho nó, sẽ tha thứ cho con thôi. Diệp Vô Phong gật gật đầu, nói, "Được thôi, bố, vậy phiền bố cực khổ chút rồi, chăm sóc cho Thư Âm ăn ngủ thật tốt, con về trước đây ạ." À. Diệp Vô Phong trở lại biệt thự số 9, cả người kiệt sức nằm trên ghế sofa, nghĩ về chuyện của Lâm Thư Âm một chút, sau đó từ từ ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại trời đã xế chiều rồi, Diệp Vô Phong ngó nhìn bầu trời đã nhanh chóng sụp tối rồi, cảm thấy bụng rất đói, tự mình xuống bếp làm vài món ăn, mở một chai rượu đế, uống tới say khướt. Đột nhiên, ngoài cửa có người nhấn chuông, Diệp Vô Phong dùng bộ điều khiển từ xa mở cửa, nhìn thấy một cô gái mặc váy màu đen từ ngoài cửa đi vào. Thoáng nhìn qua còn tưởng là Lâm Thư Âm, đợi tới lúc người kia tới gần mới phát hiện không phải Lâm Thư Âm, mà là Bạch Tinh Đồng. Diệp Vô Phong hỏi, "Tiểu Đồng, cô tìm tôi có việc à? Bạch Tinh Đồng ngồi xuống nói, Diệp Vô Phong, vốn dĩ tôi định tối nay sẽ làm lễ chúc mừng cho anh, ai có ngờ đâu vừa nãy gọi điện thoại cho Lâm Thư Âm mới biết hai người ở nhà cãi nhau ầm ý. Tôi cố ý qua đây hỏi thăm anh một chút, anh ở nhà một mình sao lại uống nhiều như thế? Diệp Vô Phong lại rót thêm cho mình một ly rượu, tiểu đồng, cô uống một ly với tôi đi. Bạch Tinh Đồng hỏi, rốt cuộc anh và Thư Âm đã xảy ra chuyện gì? Diệp vô phong lấy mấy tấm ảnh kia đưa cho Bạch Tinh Đồng nhìn, người kia sau khi xem xong, cả giận ném sắp ảnh đi, rốt cuộc là ai là. Tôi tìm thư âm nói lý lẽ. Diệp vô phong lắc lắc đầu, hiện tại cô ấy đang nóng giận, vốn dĩ không chịu nghe đâu. Cô ấy còn nói muốn tôi ly hôn với cô ấy cưới cô, cô thích hợp hơn cô ấy. Bạch Tinh Đồng cũng tức giận, thư âm thật sự là quá không hiểu chuyện rồi, sao lại như thế chứ? Vô duyên vô cớ đi nghi ngờ chúng ta, Tôi cũng bị cô ta làm tức chết rồi. Vậy anh cứ dứt khoát rời khỏi cô ta đi, ta gả cho anh." Diệp Vô Phong nở nụ cười chua xót, "Cô đừng nói nhảm nữa. Được rồi, uống rượu cùng với tôi đã, một chén say mà giải được nghìn sầu." Bạch Tinh đồng thở dài, ngồi xuống ăn uống no say cùng với Diệp Vô Phong. Không quá bao lâu, Diệp Vô Phong đã say mềm rồi, không có dùng nội công để khống chế lượng cồn. Sau khi uống say, Diệp Vô Phong cũng có dáng vẻ giống như người bình thường. Cả người loạn choạng, ngồi cũng không vững. Diệp Vô Phong, anh uống nhiều quá rồi, đừng uống nữa. Tôi dìu anh trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Diệp Vô Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác đầu đau như búa bổ, bản thân mình đã nhiều năm rồi không có say rượu. Nguyên nhân là vì anh biết rõ có rượu vào thì sẽ làm hư công việc, cho nên dù có gặp phải trường hợp bắt buộc không uống không được, trong lúc uống anh sẽ dùng nội lực hóa giải cồn trong người trong mấy năm gần đây chính là lần đầu tiên anh say tới bí tỉ như thế. Diệp vô phong rũi tay mò mẫm phát hiện bên cạnh có một cơ thể nhẫn bóng, thư âm không phải dọn đi rồi sao. Trong lòng Diệp vô phong kinh ngạc, vội vàng mở mắt ra, rụi rụi mắt nhìn kỹ lại, người phụ nữ nằm ngủ bên cạnh anh lại chính là Bạch Tinh Đồng. Thoáng nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh nhớ mang máng lúc mình uống rượu, Bạch Tinh Đồng có tới. Sau đó cô ta ngồi xuống uống rượu cùng với anh, không ngờ rằng. Diệp Vô Phong khẩn trương đánh thức Bạch Tinh Đồng, người kia sau khi tỉnh lại, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, vẻ mặt lại cực kỳ dịu dàng vươn tay ra ôm lấy Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong trầm mặc nói: "Tiểu Đồng, chuyện tối ngày hôm qua, tôi uống quá nhiều, chúng ta phạm sai lầm không nên phạm phải, chuyện này phải giải thích rõ ràng với thư âm." Bạch Tinh Đồng lại nói: "Diệp Vô Phong, tình trạng như bây giờ dù cho chúng ta có muốn giải thích rõ ràng cũng không thể giải thích rõ ràng được." Diệp Vô Phong tôi cũng không phải cố ý muốn thành ra như vậy tối hôm qua sau khi uống được một lúc tôi không muốn uống nữa nhưng anh lại không có ép tôi uống lo lắng anh cảm thấy khó chịu trong lòng tôi cứ uống cùng với anh kết quả xảy ra tình trạng như bây giờ diệp vô phong mặc lại quần áo đàng hoàng tiểu đồng tôi không thể làm gì khác ngoài nói xin lỗi với cô tôi không thể chịu trách nhiệm với cô tôi phải tới xin lỗi thư âm cô cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe nhìn Diệp vô phong mặc quần áo rời đi, Bạch Tinh Đồng không nhịn được rơi nước mắt, trong lòng anh ấy chỉ có một mình Lâm Thư Âm. Tối ngày hôm qua lúc triền miên cùng mình, trong miệng anh ấy đều gọi tên của Lâm Thư Âm. Diệp vô phong, trong lòng của anh, không có chút hình bóng nào của tôi sao? Diệp vô phong đi tới khách sạn lớn Hoàng Triều tìm Lâm Thư Âm, thế nhưng Diệp tử mạch lại nói đã hai ngày nay Lâm Thư Âm vẫn luôn không có tới làm, có công việc đều giao hết cho anh ta xử lý. Diệp Vô Phong quay trở về biệt thự của tìm Lâm Thư Âm, cô lại đóng cửa không có ở nhà. Anh bất lực vô cùng, giống như một thằng nhóc không có nhà để về, một thân một mình lái xe trên đường lớn đi dạo. Đã ba ngày liên tiếp rồi Diệp Vô Phong không nhìn thấy Lâm Thư Âm, điện thoại cũng luôn gọi không được, xem ra cô thực sự là quyết tâm muốn ly dị cùng với anh rồi. Chiều hôm đó, một mình Diệp Vô Phong ngồi đờ đẫn ở phòng khách, đột nhiên, Lâm Thi Mộng từ ngoài cửa lớn đi vào. Anh rể, em nghe nói anh và chị Thư âm giận nhau, em cố tình qua thăm anh. Lâm Thi Mộng thả túi sách xuông, cởi áo khoác ra ngồi cạnh Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong gật gật đầu, chị cô không biết chạm dây thần kinh nào đó, nhất định đòi ly hôn với tôi. Lâm Thi Mộng nói, em nghe nói, quan hệ giữa anh với cô cảnh sát họ bạch kia có chút mở ám. Diệp Vô Phong cười lạnh, đều là tin vịt của người khác. Lâm Thi Mộng lại nói, anh rể, cho dù giữa anh và chị em có xảy ra chuyện gì, anh đều phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Nhà họ Lâm bọn em tất cả đều phải cậy nhờ vào anh. Bà nội biết được mấy ngày nay anh xa suốt tình thần, cố ý bảo em tới chăm sóc cho anh. Diệp vô phong gật gật đầu nói, cô nói với bà nội, tôi có thể chịu được. Cho dù tôi và thư âm thật sự ly hôn rồi, cả nhà họ Lâm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì không may đâu. Ly Ninh Ken, chuông cửa vang lên. Anh rể, anh vẫn chưa ăn cơm tối nhỉ? Lúc em tới có gọi thức ăn ở ngoài, Lâm Thi Mộng đi tới mở cửa. Chương 223, cáo trạng. Lâm Thi Mộng đã dọn mấy món thức ăn mua về, lại mang hai ly rượu lên, tự tay rót một ly đầy đưa cho Diệp Vô Phong, "Anh rể, em biết tâm trạng của anh rất tệ, người ta nói uống rượu thì có thể giải sầu đó. Em uống với anh hai ly nhé, hy vọng anh có thể sớm lấy lại tinh thần. Dù sao, nhà họ Lâm cũng không thể không có anh." Diệp Vô Phong gật đầu, lấy một ly thì uống một ly. Một chai rượu cứ từ từ vơi dần cho tới khi cạn sạch. Lâm Thi Mộng cũng đã say bảy phần rồi, anh rể, trong phòng này nóng quá. Không biết Lâm Thi Mộng là cố ý hay là vô ý, đột nhiên lại cởi áo sơ mi ra, phía trong là áo ngực màu đen ôm trọn lấy cặp ngực căng tràn, đẹp đẽ. Diệp Vô Phong liếc mắt về phía cô ta, nói Thi Mộng, không còn sớm nữa, tôi cũng ăn no rồi, cô cũng về nhà đi. Lâm Thi Mộng làm gì mà chịu đi, cô ta hôm nay chính là muốn gạo nấu thành cơm hai tay vòng ra sau lưng, lại kẹt cởi dây áo ngực ra. Anh rể, em thật sự thích anh. Hôm nay để em ở bên cạnh anh, được chứ? Lâm Thi Mộng vui đầu vào trong ngực Diệp Vô Phong. Nào ngờ, Diệp Vô Phong đẩy cô ra, Thi Mộng, xin cô tự trọng. Đừng quên, tôi là anh rể cô. Lâm Thi Mộng thoáng giật mình, cô ta không ngờ rằng Diệp Vô Phong lại không có hứng thú với cô ta. Lẽ ra khi một người đàn ông phải chịu cảnh bí bách trong chuyện tình cảm, hơn nữa còn trong tình huống đã uống hết nửa bình rượu đế thì vốn dĩ không thể kìm chế nổi bản thân mới đúng. Diệp vô phong cầm quần áo lên, cô mặc quần áo vào, đi lập tức. Nếu không, cô sẽ hối hận. Diệp vô phong nói xong, lập tức đứng dậy khập khánh đi về phía lầu trên. Lâm thi mộng tức giận khẽ cắn răng, mặc quần áo xong lại luyến tiếc mà rời khỏi biệt thự biệt thự số 9. Lên tới trên xe, cô ta tức giận gục người lên vô lăng hòa khóc hu hu, Diệp vô phong, tôi có chỗ nào không sánh được với lâm thư âm chứ tôi đối với anh hết lòng hết dạ anh lại không có chút cảm tình với tôi tôi hận anh đang khóc lóc đột nhiên cô ta nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng biệt thự của diệp vô phong từ bên trong xe một người phụ nữ mặc đồ thể thao tóc buộc đuôi ngựa bước xuống lâm thi mộng dụi dụi đôi mắt đây không phải là bạch tinh đồng sao cô ta tới đây làm gì lâm thi mộng nhìn thấy bạch tinh đồng đi vào trong biệt thự của diệp vô phong ngay sau đó đèn phòng khách tắt phụt, lại nhìn thấy bóng dáng của bạch tinh đồng lên lầu 2. Đèn trong phòng ngủ của Diệp vô phong hắt sáng lên rèm cửa sổ hai bóng người đang vào nhau thành một bóng, lâm thi mộng hoảng sợ nói, bạch tinh đồng, cô thật sự lại có mối quan hệ này với Diệp vô phong. Lâm thi mộng lập tức nổ máy xe ô tô, phóng nhanh như chấp tới chỗ ở của lâm thư âm. Chị, chị nhanh đi với em, em muốn chứng thực với chị một chuyện. Lâm thư âm trao mày, thi mộng, chuyện gì? sao em lại gấp gáp như thế lâm thi mộng kéo tay lâm thư âm đi lên xe của mình chị lên xe đã rồi nói lâm thư âm nhìn thấy cô gấp gáp như vậy còn tưởng rằng là bà nội ngã bệnh đợi tới lúc lâm thi mộng đang lái xe trên đường mới nói cho cô biết chị bạch tinh đồng kia là thứ đê tiện bây giờ cũng đã tới nhà của chị rồi chị còn chưa tin ảnh chụp em đưa cho chị là thật sao chị thật sự là ngốc quá rồi lâm thư âm sửng sốt làm sao em biết Lâm Thi Mộng nói, "Chính mắt em nhìn thấy." Lâm Thư Âm nói, "Chị đã muốn ly hôn với Diệp Vô Phong rồi, anh ấy muốn yêu ai thì cứ yêu người đó, chuyện này không liên quan tới chị. Thi Mộng, lái xe về đi, chị không muốn quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này nữa." Lâm Thi Mộng lại nói, "Chị, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng ở trong nhà chị gian díu, lẽ nào chị không tức giận chút nào ư? Chị chấp nhận để bạn học của mình cắm sừng mình sao?" Dù gì thì Bạch Tinh Đồng cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chúng ta đi bắt gian, sau đó nói chuyện bê bối này của cô ta cho cục trưởng của bọn họ biết, xem thử cô ta có còn dám bắt nạt chị không. Đang lúc nói chuyện, xe đã tới biệt thự số chính của núi Nhạn Tây. Ngôn tình tổng tài, Lâm Thi mộng dừng xe lại, chỉ tay lên phía trên lầu chị, em tận mắt nhìn thấy Bạch Tinh Đồng đi lên lầu. Thời gian nãy, bọn họ nhất định là đã cùng nhau ngủ rồi, chính là lúc mà chúng ta bắt gian. Lâm Thư Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu đầu bù tóc rối. Cô là một người hết mực chú trọng tới dáng vẻ của mình, hiện tại mình như thế này, làm gì còn sót lại chút dáng vẻ nữ thần đệ nhất nào của thành phố Tam Giang nữa chứ? Cô nhìn mình trong gương, sửa sang đầu tóc lại một chút, ngẩng đầu thêm lần nữa nhìn gương mặt của mình trong kính chiếu hậu, thật giống như một người phụ nữ ai oán bị bỏ rơi, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có một loại đau thương không rõ. Bạch Tinh đồng thật sự ở trong nhà cô sao? nằm ở trên chiếc giường mềm mại thuộc về mình, lăn lộn cùng với người đàn ông mà mình thương yêu ư. Trong lòng Lâm Thư Âm giống như bị dao cắt, thế nhưng, đây là do tự tay cô tạo nên mà. Không thể trách tội bất kỳ trong bọn họ. Bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa, không phải điều mình hy vọng nhất là Bạch Tinh Đồng có thể chăm sóc cho Diệp vô song sao. Vô phong, anh ấy đã trả giá vì mình quá nhiều rồi, nếu mình chết rồi, làm sao nhẫn tâm để anh ấy ở lại lẻ loi một mình chứ? bạch tinh đồng hy vọng cô chăm sóc cho anh ấy thật tốt lâm thư âm đi tới sảnh lại dừng bước chân nói với lâm thi mộng chị không đi lâm thi mộng tức giận chị đã tới rồi vì sao lại không đi em nhất định phải xem thử người phụ nữ không biết xấu hổ như bạch tinh đồng đã quyến du anh rể bằng cách nào chị chị ngại không đi em đi em liều mạng với cô ta lâm thi mộng nhanh chân tiến về gian phòng lâm thư âm không yên tâm lo sợ lâm thi mộng sẽ chọc giận diệp vô phong lập tức vội vã chạy theo hai người lên trên lầu lâm thi mộng đẩy cửa phòng ngủ ra nhưng cảnh tượng trước mắt lại là bạch tinh đồng đang ứa lệ ngồi ngay ngắn ở cạnh diệp vô phong hai mắt người kia trống rỗng nằm ở trên giường nhìn lên phía trần nhà không phải là khung cảnh trong tưởng tượng lâm thi mộng có hơi khó hiểu diệp vô phong thấy có người xông vào lập tức ngồi bắn người dậy bạch tinh đồng cũng xoay người lại nhìn thấy lâm thư âm đứng tại cửa ra vào diệp vô phong vui mừng nói thư âm em quay về rồi đã bị phát hiện rồi lâm thư âm lại tối sầm mặt nhìn diệp vô phong lại nhìn qua bạch tinh đồng bạch tinh đồng cô tới đúng lúc lắm tôi đang muốn tán gẫu với cô đó bạch tinh đồng thoáng cười nhạt nói thư âm tán gẫu với tôi tán gẫu về mấy tấm hình đó sao tôi thật sự xem thường cô uổng cho cô có chỉ số iq cao như thế lại bị người khác rắt mũi chỉ có mấy tấm hình đó đã khiến cô tin rằng tôi và diệp vô phong có quan hệ sao lâm thư âm nói như thế vậy hiện tại cô xuất hiện ở chỗ này thì giải thích như thế nào sắc mặt bạch tinh đồng sa sút đưa đơn từ trước ở trên bàn qua hôm nay tôi tới đây là muốn tạm biệt với diệp vô phong cho dù người khác có thấy thế nào nghĩ như thế nào tôi và anh ấy cũng chỉ là đồng đội thân thiết kề vai sống chết có nhau tôi không muốn bởi vì mấy tấm hình này phá hủy đi cuộc sống hạnh phúc của anh ấy. Lâm Thư âm cầm lấy đọc kỹ, quả nhiên là đơn từ chức của Bạch Tinh Đồng. Hơn nữa, trên đó có nói rõ Bạch Tinh Đồng dự định chuyển công tác về quê nhà ở thành phố Liêu Đông của vùng Đông Bắc Trung Hoa. Bạch Tinh Đồng, cô đã lập được nhiều chiến công như thế, tức khác có thể đảm nhận chức vị cục trưởng rồi. Cô chấp nhận từ bỏ tất cả những vinh quang đó, thật sự muốn rời khỏi thành phố Tam Giang ư. Bạch Tinh Đồng cười khổ một tiếng, nói không sai. Hôm nay, tôi chính là cố ý tới đây nói tạm biệt với mấy người. Thư âm, hy vọng cô đừng vì sự tồn tại của tôi mà làm tổn thương tới tình cảm của Diệp Vô Phong. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này, không ai sánh được. Cố mà trân trọng đi, tôi đi đây. Bạch Tinh Đồng thở dài đứng dậy, chậm rãi đi xuống lầu. Chương 224, bệnh tình của Lâm Thư Âm chuyển biến xấu, Lâm Thư Âm cầm đơn từ chức của Bạch Tinh Đồng, một mảng ngỡ ngàng đứng tại nơi đó. Bản thân mình khổ sở bày cách, không ngờ rằng lại có kết quả như thế. Đột nhiên, cô cảm thấy đát trời quay cuồng một trận, đầu đau nhức dữ dội, trước mắt tối sầm, ngất xỉu trên đất. Diệp vô phong hoảng sợ, vội vàng đỡ lâm thư âm, lớn tiếng lay gọi, thư âm, thư âm. Thi mộng, mau gọi xe cứu thương. Mười phút sau, lâm thư âm được mang lên xe cứu thương. Bạch tinh đồng còn chưa rời khỏi chỗ đó cũng cảm thấy bất ngờ. Diệp vô phong, thư âm xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên ngất xỉu? Có phải là khoảng thời gian trước bị thương, não vẫn còn chưa khỏi hẳn? Diệp vô phong lo lắng nói, tôi cũng không rõ nữa. Chờ tới bệnh viện hỏi bác sĩ mới nói tiếp đi. Lâm thư âm được đưa vào phòng bệnh cấp cứu, Diệp vô phong và Bạch Tinh Đồng lo lắng chờ ở ngoài hành lang. Lâm thi mộng tranh thủ gọi cho tả tiểu thanh, người kia nghe xong lập tức chạy tới cùng với Lâm Vĩnh Quân viện trưởng lương đi ra từ phòng bệnh diệp vô phong vội vàng đi tới hỏi viện trưởng lương thư âm sao rồi viện trưởng lương trách móc diệp vô phong bệnh tình của vợ cậu nghiêm trọng tới mức độ này sao cậu lại có thể để cô ấy mang bệnh đi làm chứ phải nên sớm nằm viện để điều trị diệp vô phong kinh ngạc hỏi thư âm bị bệnh gì viện trưởng lương kinh ngạc nói chẳng lẽ cậu không biết diệp vô phong ngơ ngác lắc đầu nói không biết Viện trưởng Lương thở dài nói, xem ra cô ấy không có nói cho anh biết. Thật ra, Lâm âm thư bị u não ác tính, mà lại là giai đoạn cuối. Lần trước lúc cô ấy tới đây nằm viện, chúng tôi đã kiểm tra được rồi. Tôi nói với cô ấy nếu như cảm thấy tình huống không phù hợp thì nên nhập viện để đón nhận trị liệu sớm một chút. Diệp vô phong nghe xong, giống như xét đánh ngang tai, tại sao lại như vậy? Cô ấy sao lại bị u não, sao lại không nói cho tôi biết? viện trưởng lương nói theo lẽ thường với tư cách là chồng của bệnh nhân như anh thì lúc kiểm tra ra được kết quả phải nên nói với anh đầu tiên thế nhưng lại đúng lúc anh có chuyện phải đi tôi cũng đã nói cho cô ấy biết bệnh tình rồi lẽ nào sau đó cô ấy về nhà không có nói cho anh biết diệp vô phong thở dài nói đến bây giờ tôi mới biết viện trưởng lương cũng thở dài nói tổng giám đốc lâm là một cô gái tốt không ngờ lại bị bệnh này diệp vô phong hỏi tình hình cô ấy bây giờ thế nào rồi viện trưởng lương lắc đầu một cai nói tình trạng rất nguy lúc thì tỉnh táo lúc thì hôn mê tôi vào xem thử diệp vô phong tiến vào phòng bệnh nhìn thấy vẻ mặt lâm thư âm trắng bệch hiện tại vừa đúng lúc tỉnh lại đôi mắt ngơ ngác ngó nhìn lên trên trần nhà diệp vô phong lại đau lòng giống như bị một trận dao đâm xối xả anh chưa từng mảy may một giây phút nào nghĩ tới lâm thư âm lại che giấu bệnh tình của mình với anh khối u ác tính còn rất dài nằm ở não đây quả thực là bệnh hiểm nghèo Cô đang ở trong trạng thái tuyệt vọng, che giấu bệnh tình với anh, lẽ nào chuyện cô muốn ly dị với anh cũng là vì đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này? Diệp Vô Phong lập tức có một cảm giác sắp khóc. Anh đi qua nắm chặt tay của cô, "Thư Âm, anh tới rồi." Lâm Thư Âm nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu nhìn lại đã thấy Diệp Vô Phong có mặt ở trước giường bệnh. Đôi mắt của cô trào lên một mảng ướt át, nghẹn ngào nói, "Vô Phong, anh tới rồi." Diệp Vô Phong nói, "Thư Âm, em bị bệnh sao lại cứ mãi không chịu nói với anh. Lâm Thư âm cười khổ một tiếng, nếu em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ hao tâm tốn lực vì em, loại bệnh này không chữa được. Diệp Vô Phong nói, vì thế, em một hai làm ẩm ý muốn ly dị với anh. Mục đích chính là để anh có thể quên em đi. Diệp Vô Phong cắn cắn môi, nước mắt không có rơi xuống. Lâm Thư âm vui vẻ nở nụ cười, không nói gì cả, chỉ nhắm hai mắt lại. Diệp vô phong nói, thư âm, em thật sự rất ngốc. Vì sao lại không nói cho anh biết, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Một mình em phải gánh chịu dày vò đau khổ, sao em có thể chịu đựng được chứ? Thư âm, em sẽ không sao đâu. Tay nghề của bệnh viện cấp thành phố này quá thấp, nói không chừng là đã xem nhầm bệnh rồi. Chúng ta nhanh chóng chuyển viện, hoặc là đi tỉnh thành hoặc là tới thủ đô. Lâm thư âm lại nói, vô phong, không cần đâu, bệnh của em là được bệnh viện tỉnh chuẩn đoán chắc chắn chính xác rồi. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em, sau này cho dù em có chết rồi cũng sẽ không quên những gì tốt đẹp anh đã dành cho em. Tiểu đồng là cô gái tốt, em thật lòng hy vọng sau khi chết rồi, anh có thể ở bên cạnh cô ấy. Bạch tinh đồng đứng ở một bên, nước mắt rơi lá trả, thư âm, cô sẽ khỏe lại. Diệp vô phong là của cô, tôi tuyệt đối sẽ không tranh với cô. Diệp vô phong nói, thư âm, anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em. Tả Tiểu Thanh và Lâm Vĩnh Quân cũng bước tới động viên Lâm Thư Âm, mọi người cùng nhau nghĩ cách, lăn qua lăn lại đã qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vô Phong lại để cho Viện trưởng Lương làm kiểm tra cho Lâm Thư Âm, sau đó mang phim chụp x quang cho chuyên gia ở thủ đô kiểm tra. Bên kia làm kiểm tra xong cũng cho ra một kết quả tương đồng như thế, não của Lâm Thư Âm kỳ thực là có vấn đề, nhưng không thể xác định được có phải là khối u ác tính hay không từ tình trạng sức khỏe của cô mà nói không có gầy đi, không có kén ăn, không có thường nôn ngửa nghiêm trọng, càng không có xảy ra chứng động kinh. Trạng thái của cô chỉ là lâu lâu hay đau đầu, ngất xỉu. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng lặng lẽ gọi anh qua một bên, nói, Diệp Vô Phong, tôi có một người thân, là bác sĩ Miu, chuyên trị những chứng bệnh hiểm nghèo. Nếu như anh tin tưởng tôi, có thể đưa thư âm tới bốc thuốc thử xem. Diệp Vô Phong kéo tay Bạch Tinh Đồng lại, Gọi hỏi, Tiểu Đồng, thật sự có bác sĩ giỏi cứu đời sao? Anh ấy giờ đang ở đâu? Bạch Tinh Đồng nói, là bạn cũ của ông ngoại tôi. Đợi tới lúc sức khỏe của Thư Âm tốt hơn một chút, chúng ta có thể đi tìm vị bác sĩ Miêu kia. Sau khi trải qua điều trị, cơn đau đầu trước đó của Lâm Thư Âm qua tới sáng hôm sau liền hết, sức khỏe nhìn chung cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng loại bệnh này đừng thấy hiện tại không có gì mà xem nhẹ, lúc bệnh tới sẽ giống như núi sập mấy ngày ngắn ngủi của giai đoạn cuối còn có thể sẽ mất luôn mạng. Diệp vô phong bàn bạc với tả tiểu thanh một chút, nói, mẹ, bệnh này của thư âm ở bệnh viện này vốn dĩ là không chữa khỏi được. Con muốn đưa cô ấy đến gặp bác sĩ Miêu, nghe nói người họ Miêu này am hiểu trị liệu những căn bệnh hiểm nghèo, con muốn đi thử xem. Tả tiểu thanh bây giờ đã không có chủ kiến, vô phong à, nếu như con cảm thấy cách đó có thể vậy nhanh chóng đi đi. Chỉ mong Bồ Tát phù hộ, con gái của mẹ có thể vượt qua nạn kiếp lần này. Diệp vô phong nói ý muốn của mình với Lâm Thư Âm, người kia cười khổ, nói, vô phong, anh vẫn nên đừng nhọc lòng vì em nữa. Loại bệnh này làm gì có thể trị khỏi được, đừng mù quáng cật lực vì em. Diệp vô phong nói, Thư Âm, chỉ cần còn một tia hy vọng, anh tuyệt đối cũng không buông bỏ. Bạch Tinh Đồng cũng nói, tôi nghe ông ngoại tôi nói, người bạn đó của ông ấy quả thật có năng lực vượt xa người bình thường, người được ông ta chữa khỏi ung thư không chỉ có một đâu lâm thư âm cản không được cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp bạch tinh đồng không phải cô còn phải quay lại quê nhà ở thành phố liêu đông công tác sao làm sao có thể làm phiền cô chạy chữa giúp tôi chứ bạch tinh đồng nói tôi vừa đúng lúc từ chức công việc ở bên này vẫn chưa có đi làm ở thành phố liêu đông mấy ngày nay vừa hay có thời gian rảnh rỗi tôi dắt hai người gặp ông ngoại của tôi trước sau đó để ông sai người gọi bác sĩ Miêu tới. Thư âm, nhất định cô không được từ bỏ, cô sẽ chiến thắng được bệnh tật. Chương 225, đi xa núi Quan Vân. Ông ngoại của Bạch Tinh Đồng họ Viên, là một vị ẩn sĩ, cũng là thầy luyện võ vỡ lòng của Bạch Tinh Đồng. Ông nội Viên không thích trốn phồn hoa đô thị, vẫn luôn ở sống ở một ngôi làng vùng núi hẻo lánh, mấy năm trước ông chủ qua đời, lẻ loi một mình lại cũng thanh nhàn. Ông nội viên cực kỳ yêu thích đứa cháu gái ngoại Bạch Tinh Đồng này, biết được Bạch Tinh Đồng muốn tới, sớm đã giết gà giết dê, thu xếp một bàn đồ ăn thịnh soạn. Lúc buổi trưa Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm đã đến nhà, sau khi hỏi thăm ông ngoại thân mật, Bạch Tinh Đồng nói ra bệnh tình của Lâm Thư Âm, ông nội viên lo lắng, tuy rằng ông và bác sĩ Miêu có chút tình cảm bạn bè, nhưng người này rất cổ quái, hơn nữa thường xuyên đi vào núi sâu hái thuốc, vừa đi phải mất vài ngày. Trước tiên ông gọi điện thoại dò hỏi một chút Xem ông ta có ở nhà hay không. Ông nội viên gọi điện thoại trong nhà cho bác sĩ Miêu, điện thoại là cháu gái của bác sĩ Miêu nhận, cô bé nói với ông nội viên ngày hôm qua ông nội cô bé vừa mới đi vào núi hái thuốc rồi. Ít nhất cũng phải 2 3 ngày nữa mới có thể trở về. Cuối cùng cô bé nói chờ sau khi ông nội trở về, gọi điện thoại nói cho ông nội viên. Diệp Vô Phong và Bạch Tinh đồng thương lượng, ở lại cũng không biết khi nào vị bác sĩ Miêu kia trở về đành phải ở trong ngôi nhà nhỏ của ông ngoại bạch tinh đồng hai ngày diệp vô phong nói với bạch tinh đồng tiểu đồng cô cũng có chuyện của mình thì đi làm chuyện của cô đi tôi và thư âm ở đây chờ là được bạch tinh đồng nói được rồi tôi dặn dò ông ngoại tôi một chút chờ bác sĩ miêu trở về rồi bảo ông ấy mang hai người đến núi quan vân xem bệnh cho thư âm bạch tinh đồng dặn dò xong diệp vô phong và lâm thư âm cô ta liền trở về thành phố tam giang trước diệp vô phong và lâm thư âm ở trong nhà của ông nội viên cả đêm buổi trưa ngày hôm sau ông nội viên vui vẻ nói với hai người vừa rồi cháu gái thạch anh của bác sĩ miêu gọi điện thoại cho ông nói ông của con bé hái thuốc đã trở về rồi diệp vô phong vui mừng ông nội hôm nay chúng cháu có thể xuất phát hay không ông nội viên nói có thể chứ ông đã dựng xong xe bò rồi đoạn đường phía trước đến núi quan vân ô tô không đi được diệp vô phong cảm kích nói ông nội viên cảm ơn ông nhiều. Ăn cơm chưa xong, ba người liền lên đường, ông nội viên mượn một chiếc xe bò từ những bà con xung quanh, chở Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm mau chóng đến núi Quan Vân. Toàn bộ trại miêu, trải rộng trên toàn bộ núi Quang Vân, có hơn 2.000 dân, cộng chia thành 9 đại đội, mỗi đại đội xinh đẹp giống như một ngôi làng nhỏ tự nhiên. Núi Quan Vân là một ngọn núi lớn, trải dài mấy trăm cây em, dẫn thẳng đến bên biển lớn, nơi này núi cao rừng rậm, nếu không quen thuộc địa hình, Thật đúng là khó tránh khỏi lạc đường. Ông nội viên khu xe bò nói, nhà ta cách chỗ bác sĩ Miêu có mấy chục cây số, đường đi rất khó, nguyên nhân chính là có một đoạn đường chưa được sửa chữa, bình thường xe căn bản không qua được, con trâu già này tràn đầy sức mạnh, kéo chúng ta qua đó không thành vấn đề. Đoạn đường núi này quả thật khó đi, Diệp Vô Phong mới phát hiện, ngoại trừ con đường vô cùng không bằng phẳng sóc nảy ra, thậm chí còn có không ít vũng nước ở giữa, ô tô nhỏ bình thường hoặc là loại xe điện ba bánh này căn bản không thể đi qua. Con trâu già sức lực lớn, kéo ba người đi trên con đường núi điều kiện khắc nghiệt, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng khả năng vượt qua rất mạnh, tuy rằng đường núi gập ghềnh, nhưng Diệp Vô Phong nắm tay Lâm Thư Âm, ngồi trên chiếc chăn bông mềm mại thoải mái trên xe bò, nhưng thật ra lại rất thú vị. Ông nội viên ngồi ở phía trước lùa đàn bò vội nói, trời sắp tối rồi, tôi phải tăng thêm tốc độ một chút. Hai người ngồi chắc đó Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm lên tiếng, ông nội viên lập tức quất roi vào những con trâu nước kia vội vàng chạy băng băng trên con đường đất nhấp nhô gập ghềnh. Xe bò càng thêm nhanh, chiếc xe trở nên càng điên cuồng, Diệp Vô Phong nhìn xương cốt của cơ thể Lâm Thư Âm sóc này đều sắp tan ra, đôi tay cô gắt gao nắm lấy lan can của xe bò. Ông nội viên, khi nào chúng ta đến nơi? Lâm Thư Âm hỏi, cứ tiếp tục sóc này như vậy, Lâm Thư Âm có chút không chịu nổi. Vì đề phòng đầu choáng váng, Lâm Thư Âm đành phải nhắm mắt lại. Ông nội viên nói, sắp đến rồi, còn nửa giờ nữa. Lâm Thư Âm chỉ cần tiếp tục chịu đựng sóc này, đi dọc theo con đường này gần 2 tiếng đồng hồ sóc này, khiến cho xương cốt cả người cô đều ê ẩm, cũng may, cuối cùng sắp tới miêu trại rồi. Xe bò leo trên một đoạn đường núi, phía trước cuối cùng đã thấy được một tòa nhà sàn rộng theo kiến trúc của người miêu, giống như tiên cảnh nhân gian, bồng lai tiên cảnh. Mùa đông trong núi tối sớm, sắc trời dần dần chuyển thành màn đêm ông nội viên giảm tốc độ xe lâm thư âm mới mở to mắt khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp như hoa di chuyển một sao sao tử nghiêng thân mình về phía diệp vô phong lúc đang nhìn đến phía trước trại miêu trên mặt lộ ra ý cười nhẹ diệp vô phong cuối cùng chúng ta đã tới nơi rồi diệp vô phong nói đúng vậy tới rồi ông nội viên khua xe bò đi vào đội sản xuất thứ ba ông nói đây là đội trưởng sản xuất là bạn bè lâu năm của tôi ông ấy có quan hệ rất tốt với bác sĩ Miêu. trước tiên tới nhà ông ấy nghỉ chân một chút. Sau đó đi xin bác sĩ Miu xem banh cho thư âm. Đội trưởng sản xuất biết ông bạn già của mình sắp tới, đã sớm đưa người thân của gia tộc tới, thu xếp cơm tối thịnh soạn. Nam nữ già trẻ hơn 20 người đều mặc quần áo mới tụ tập đầy đủ trước cửa nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Lâm Thu Âm đã bị sự giản dị thuần khiết của dân phong làm cho cảm động, đi lên phía trước bắt tay thân thiết với những người này, bắt chuyện. Điều khiến cho cô cảm thấy khiếp sợ chính là, rất nhiều người miêu lớn tuổi, thế nhưng lại nghe không hiểu ngôn ngữ của cô. Vì chữa bệnh cho Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong có chuẩn bị mà đến, mấy ngày nay nhàn rỗi, mua không ít lễ vật. Trong túi của anh, còn có mười mấy cái máy học tiếng Anh tinh xảo mang theo bên mình, mấy thứ này, ở miêu trại xa xôi, đều là vật hiếm lạ. Bởi vì biết điều kiện nơi này gian khổ, Trường học học sinh trong nhà đều rất nghèo, có rất ít người mua máy học tập cho con cái, cho nên lúc tới đây, Diệp Vô Phong mang tới một ít loại đồ vật này. Đó là quà tặng, tất cả đều đưa cho những học sinh đang đi học tiểu học, càng khiến cho các ông trưởng họ mừng rỡ không khép được miệng. Sau khi đội trưởng sản xuất nói chuyện với ông nội viên, liền đưa Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm tới gặp bác sĩ Miêu. Bác sĩ Miêu không ở đội 3, mà ở phía sau núi đội sản xuất thứ 9, cũng là nơi hẻo lánh nhất trong núi. Ông nội viên nói, Diệp vô phong, thư âm, tôi đã nói với hai cô cậu. Tính tình của bác sĩ Miêu cực kỳ cổ quái. Không phải ai ông ta cũng xem bệnh cho. Hai người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp vô phong kinh ngạc hỏi, vì sao ông ta không chữa bệnh cho người Hán chứ? Ông ngoại, không phải ông cũng là người Hán sao? Ông nội viên nói, lúc xem bệnh cho tôi, ông ta còn chưa lập lời thế này. Hai, hơn nữa, một lời khó nói hết. Đội trưởng sản xuất nói, nhà của bác sĩ Miêu bị đám quan chức người Hán làm khổ, bởi vậy, ông ta chui rúc vào sừng châu, chính là không muốn xem bệnh cho người Hán. Chỉ có điều, mọi người không cần lo lắng, tôi có qua lại tốt với bác sĩ Miêu, đến lúc đó sẽ giúp mọi người xin giúp đỡ. Lâm Thu âm thật ra không quá để tâm, giống như chuyện xem bệnh không liên quan đến cô. Cái cô quan tâm hơn hết là tình hình giáo dục nơi này, liền hỏi đội trưởng sản xuất, trường học hiện tại của mọi người ở nơi này như thế nào có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu thầy cô. Audio điện tử võ tấn bền. chương 226, tính cách cổ quái. Đội trưởng thở dài nói, trong núi nghèo lắm, thầy cô bên ngoài đều không muốn tới nơi này dạy học, trong núi vẫn là noi theo truyền thừa nhiều năm qua, người miêu chúng tôi tự mình giáo dục con cái của mình. Có ba thầy giáo, đều là trẻ em của người miêu chúng tôi, trình độ học vấn cao nhất, cũng chỉ mới học đến cấp 3. Có hơn 200 học sinh, mỗi thầy giáo phải dạy hai lớp, tiểu học đến lớp 6 đều ở trong trại, nếu là cấp 2, phải đến thị trấn bên ngoài núi. Lâm thư âm cho mày, giáo viên sao lại căng thẳng như vậy? Mọi người không phản ánh qua hệ thống giáo dục của huyện sao? Ông nội viên nói, có thể không có sao, nhưng vẫn luôn không có cách giải quyết, người bên ngoài, ai nguyện ý vào núi dạy học đâu. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới đội sản xuất thứ 9 phía sau núi, Ông nội viên dùng tay chỉ vào một ngôi nhà ở rìa của khu trại, nhìn thấy chưa, ngôi nhà trên sườn đồi cuối cùng chính là nhà của bác sĩ Miêu. Diệp Vô Phong nhìn khoảng cách, khoảng cách nơi này ước chừng còn hơn 3 dặm. Còn phải đi trong chốc lát, liền hỏi, "Thư Âm, em mệt không?" Lâm Thư Âm cười, nói, "Em không mệt, không sao, chúng ta đi thôi." Cuối cùng đi đến cửa nhà của bác sĩ Miêu, sân là dùng cây trúc dựng lên, căn nhà nhỏ rất sạch sẽ, cửa lớn rộng mở. Ông nội viên liền gọi một tiếng, có người ở nhà không? Có, trong phòng một cô gái bước ra, cô mặc trang phục truyền thống của người Miêu, tuổi của cô gái ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp to tròn nhấp nháy nhấp nháy nhìn người tới, ông viên ông đã đến rồi. Ông viên giới thiệu, cô ấy là cháu gái của bác sĩ Miêu, cô bé tên là Thạch Anh. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn về phía cô bé Thạch Anh, ai ngờ khuôn mặt Thạch Anh đỏ lên, cúi đầu xuống.

Bác sĩ Miêu đang ở trong viện phơi dược liệu vừa mới hái được, lúc vào núi, ông ta thu hoạch được không ít, hái được rất nhiều thảo dược quý hiếm, ông phải đem đám thảo dược đó phơi khô, gửi lên. Nhìn thấy khách đến trong nhà, bác sĩ Miêu buông dược liệu trong tay, ngồi dậy, "Ha ha, đội trưởng, lão viên là hai người sao?" Ông nội viên mau chóng nói, "Ông bạn già, mục đích hôm nay tôi tới, chủ yếu là tôi có một người bạn bị bệnh, cô ấy bị bệnh nan y, hy vọng ông có thể giúp đỡ." bác sĩ miêu nhìn diệp vô phong lại nhìn lâm thư âm trong lòng lập tức đoán được người bị bệnh mà ông viên đưa tới nhất định là một người trong hai người bọn họ sắc mặt không khỏi đen đi bọn họ đều là người hán bên ngoài tới sao ông viên nói đúng vậy vị này là diệp vô phong vị này chính là vợ của thằng lâm thư âm bác sĩ miêu đen mặt nói trước đây tôi đã từng nói tôi chỉ xem bệnh cho người miêu sẽ không xem bệnh cho người hán vì sao ông còn muốn dẫn bọn họ tới ông viên nói ông bạn già tôi biết quy tắc của ông nhưng cô lâm là người tốt có thể nể mặt tôi mà xem bệnh hay không ông phá lệ một lần sắc mặt bác sĩ miêu lãnh đạm cứng ngắc nói không được diệp vô phong không ngờ rằng vị bác sĩ miêu này không nể mặt một chút tình cảm trong lòng nói ra hai câu khắc nghiệt bị lâm thư âm ngăn lại ông viên khẩn cầu nói tuy rằng cô ấy là người hán nhưng không thù không oán với ông hơn nữa cô ấy là người tốt tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm, ông là thần y, vì sao lại ngồi yên mặc kệ. Bác sĩ miêu hừ một tiếng nói, người Hán không có một ai tốt cả. Các người đi đi, nói xong liền tiến khách. Đội trưởng sản xuất cũng giúp đỡ nói tốt, nhưng bác sĩ miêu chính là không nói tình cảm, thật sự cố chấp. Ông Viên không biết làm thế nào, ông biết tính tình của bác sĩ miêu cổ quái, nếu nói không trị liệu, vậy nhất định là không trị liệu. Ông vỗ vỗ bả vai Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong, Chúng ta đi về trước đi, rồi nghĩ cách tiếp. Diệp Vô Phong có chút chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước nói: "Ông lão, nếu ông là bác sĩ, nên có y đức. Chúng tôi từ nơi xa tới, ông cứ như vậy đuổi chúng tôi ra ngoài cửa, không phải là không có tình người chứ? Người Hán thì đã làm sao? Vì sao ông không chữa bệnh cho người Hán?" Bác sĩ Miêu không nói nhiều lời, chỉ nói: "Tôi đã định ra quy tắc, chính là không chữa bệnh cho người Hán. Các người trở về đi." Lâm Thư Âm nói, "Vô Phong, ông ấy nhất định có điều khó xử của ông ấy, anh không cần cưỡng bách người ta. Chúng ta trở về đi, sau đó lại nghĩ cách." Diệp Vô Phong không còn cách nào, đành phải thất vọng quay trở về. Ba người tạm thời ở trong nhà của đội trưởng sản xuất, sau khi ăn xong cơm tối, Bạch Tinh Đồng gọi điện thoại tới, dò hỏi tình hình xem bệnh của Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong thở dài nói, "Bác sĩ Miêu đã trở về rồi, nhưng ông ấy không xem bệnh cho Thư Âm." Ông ấy có quy tắc, chỉ xem bệnh cho người Miêu, không chữa bệnh cho người Hán. Cho nên, chúng tôi cũng không có cách nào. Bạch Tinh Đồng vừa nghe thấy liền tức giận, lão già đáng chết này, thật là một tên kỳ lạ. Nếu không tôi đích thân đi hỏi một chút, rốt cuộc ông ta có lý do gì khó nói. Diệp Vô Phong nói, vẫn là thôi đi, con đường ở đây không dễ đi, hơn nữa, tôi phát hiện lão già này rất cổ quái, mềm mỏng không thích lại thích biện pháp cứng rắn cho dù cô đặt thanh đao trên cổ ông ta, cũng chưa chắc ông ta sẽ phục cô. Bạch Tinh Đồng càng thêm tức giận, con người bảo thủ này, sao lại như vậy chứ? Nếu không xem bệnh cho, còn mạo danh thần y gì chứ? Anh đem lửa đi đốt nhà ông ta, bảng hiệu đều đốt sạch sẽ, để sau này ông ta vĩnh viễn không cần xem bệnh cho người khác. Diệp Vô Phong nói, cô Bạch Tinh Đồng này tính tình còn nóng nảy hơn anh. Anh vốn dĩ đã đủ bực bội rồi, không ngờ rằng cô ta còn tức giận hơn như vậy. Lâm Thư âm nhận điện thoại nói, tinh đồng, cô không cần thay tôi lo lắng. Phong cảnh núi rừng ở đây đều rất đẹp, tôi nhàn rỗi không có việc gì, có thể sống lâu hơn một chút. Trẻ em trong núi thiếu giáo viên, vừa hay tôi có thể giúp các bé đi học. Ở lại lâu hơn, không chừng bệnh của tôi sẽ từ từ khỏi. Bạch tinh đồng thở dài nói, thư âm, thật là làm khó cô rồi. Bác sĩ Miu không xem bệnh cho Lâm thư âm, Diệp vô phong bởi vì chuyện này cực kỳ sốt ruột, nhưng anh cũng không có biện pháp nào tốt. Lâm Thư âm nói với Diệp vô phong, vô phong, dù sao chúng ta cũng không vội đi. Chờ thêm hai ngày nữa, em muốn nhân dịp hai ngày này không có việc gì, giúp đỡ học sinh của trường học lên lớp. Ông Viên vừa nghe Lâm Thư âm có thể dạy học, lập tức vui mừng nói, cô Lâm, nếu thật sự như vậy, chúng tôi cảm ơn trời đất. Cô không biết, giáo viên của trường học quá căng thẳng nếu tôi nói tin tức này cho tộc trưởng ông ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng diệp vô phong có chút không muốn anh lo cơ thể của lâm thư âm không trụ được nhưng lâm thư âm kiên trì muốn đi đến trường học dạy học vô phong hiện tại em cảm thấy tình hình có thể rất tốt ở đây nhàn rỗi cũng nhàn rỗi đi đến trường học ở bên cạnh bọn nhỏ tâm tình của em sẽ tốt hơn một ít nói không chừng còn giúp đỡ cơ thể của em ấy chứ diệp vô phong đành phải đồng ý ngày hôm sau Lâm Thư Âm nhờ ông Viên đưa cô tới tìm tộc trưởng. Tộc trưởng biết được tin tức này, vui mừng không thôi, liền đưa Lâm Thư Âm tới ngôi trường tiểu học tồi tàn kia. Học sinh của trại dường như đều đọc sách ở đây, vài trăm học sinh tiểu học, chỉ có ba giáo viên, có thể thấy nơi này thiếu giáo viên đến cỡ nào. chương 227, Điều tra ngầm. Lâm Thư Âm gia nhập, hoàn toàn giảm bớt áp lực của ba giáo viên tiểu học này, đặc biệt, Lâm Thư Âm là sinh viên hàng đầu của trường đại học danh tiếng, trình độ cũng cao hơn nhiều so với bọn họ. Điều này khiến cho ba vị thầy giáo cũng đồng thời trở thành học sinh, vào lúc thời gian rảnh rỗi đều hỏi Lâm Thư Âm những vấn đề khó khăn mà bọn họ ngày thường không giải quyết được. Lâm Thư Âm rất kiên nhẫn giải đáp cho bọn họ từng điều, Lâm Thư Âm dạy cho bọn nhỏ làm giáo dục phổ cập, khiến cho toàn trại người miêu khâm phục. Đặc biệt khi bọn họ biết trên người Lâm Thư Âm còn mang theo rất nhiều loại bệnh nghiêm trọng đi dạy học cho bọn trẻ, điều này càng làm cho mọi người vô cùng cảm kích. Diệp vô phong lặng lẽ đi đến lân cận nhà bác sĩ Miêu, suy nghĩ biện pháp khác, cảm hóa vị bác sĩ Miêu này, để ông ấy mau chóng chữa bệnh cho Lâm Thư Âm. Ô, anh, anh ở đây làm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên từ phía sau. Diệp vô phong quay đầu vừa thấy, hóa ra là Thạch Anh, cô gái người Miêu xinh đẹp thanh thuần này, mỗi lần nhìn thấy Diệp vô phong trên mặt đều sẽ có một tia ngượng ngùng. Diệp vô phong nhanh chóng nói, hóa ra là Thạch Anh. Anh, chấm ans tới nơi này không có ý khác vẫn là nghĩ xem có cách nào để ông em chữa bệnh cho vợ anh không thạch anh thở dài nói anh ông nội của em chính là người như vậy ông ấy vô cùng cứng đầu ai cũng không thuyết phục được diệp vô phong có chút buồn bực liền hỏi vì sao ông nội em căm hận người hán bọn anh như vậy không chữa bệnh cho người hán anh đoán ông ấy nhất định đã chịu điều gì quá kích thích hoặc là phát sinh hiểu lầm gì đó thạch anh em có thể nói cho anh biết hay không Thạch Anh nói, em sẽ nói cho anh biết, câu chuyện là như thế này, rất nhiều năm trước, lúc cha em còn nhỏ, bà em bị bệnh qua đời. Tộc trưởng thấy ông nội của em mang theo cha em sống rất khó khăn, liền giúp đỡ tác hợp ông nội của em cưới một người người phụ nữ người Hán. Ai ngờ, người phụ nữ kia tâm địa rắn rết, tính kế thâm độc với kẻ ngoại tình đầu độc ông nội của em. May mắn ông tinh thông y đạo, nhìn thấu độc kế của người vợ. Trong lúc giận dữ, ông đuổi vợ ra khỏi nhà. Người phụ nữ kia chạy theo người tình, không quay trở về. Cha em và ông nội của em, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó ông nội của em thường nói, người Hán không đáng tin cậy. Người phụ nữ nhẫn tâm kia làm ông nội của em bắt đầu căm hận người Hán. Ông nội của em cả đời cứu vô số người, hơn nữa rất ít nhận thù lao, cho nên ông ấy vẫn luôn rất nghèo khó. Cha em mãi cho đến 30 tuổi đều không cưới thêm vợ. Sau đó ở gần trại có một người phụ nữ đã yêu cha em. Vì thế cuối cùng cha em có vợ, mẹ của em là người miêu, ông em tuyệt đối sẽ không cho phép cha cưới một người phụ nữ người Hán. Cứ như vậy, sau khi bố mẹ em kết hôn, vợ chồng Son đều đi theo ông nội của em làm nghề y, bọn họ sinh ra một người con gái, chính là em. Sau đó, bọn họ khai hoang một miếng đất ở dưới chân núi chuyên trồng thảo dược. Vốn dĩ có thể dựa vào thảo dược nhanh chóng làm giàu. Ai ngờ, thị trường phùng của thị trấn sơn hạ dưới chân núi lại có tình cảm với mẹ em mọi cách không thành liền nghĩ ra một cách mảnh đất mà ông nội em khai hoang mắc kẹt ông nội của em đầu tư gieo thảo dược nhìn thấy sắp có thu hoạch bị hắn ta quấy rối mở mắt ra đã thấy ngâm trong nước diệp vô phong mắng thằng chó đó còn có lẽ trời sao thạch anh thở dài thườn thượt hương trường nói người ở trại ra vào núi lớn không thuận tiện phải sửa cầu cho chúng em cần phải trưng dụng nhà của em. Ông nội của em lấy đại cục làm trọng, nhịn đau hy sinh, đem miếng đất kia cho hương trường. Sau này, không biết nguyên nhân gì, hương trường không có tiền tu sửa cầu cho chúng em. Ngược lại là, miếng đất kia của ông nội em bị thị trưởng phùng chiếm lấy. Cha mẹ em đi đến hương nha môn theo chân bọn họ lý luận. Nói trước đây mình khai hoang, đã chào hỏi tộc trưởng của trại, hơn nữa cũng có thủ tục chính thức của thôn chi bộ nhưng tên Phùng Hương Trường lại nói trong trại không có quyền lợi tự hành khai phá đất phần trăm. Dược phẩm, đất đai bị tịch thu toàn bộ. Hơn nữa, lúc trước ông cũng đồng ý đem mảnh đất này nhường cho Hương Trường. Diệp Vô Phong nói, đó là bọn họ muốn tu sửa cầu, nếu không sửa chữa cầu, dựa vào cái gì cho bọn hắn. Bọn họ đây là bắt nạt người, sau đó như thế nào? Thạch Anh tiếp tục nói, cho dù bọn em đưa ra chứng cứ gì, nói đạo lý gì. Hương Trường liền không ủng hộ, trứng trọi đá, cha mẹ em đành phải quay trở về. Ông chuẩn bị suốt đêm thu dọn toàn bộ thảo dược của mình. Khi đó, mẹ em vừa mới bệnh nặng mới khỏi, bà ấy lết cơ thể mỏi mệt, cũng tham gia gặt gấp thảo dược. Bởi vì quê nhà nói, thảo dược cũng phải tịch thu, cái này không thuộc về tài sản của nhà chúng em. Cho nên, liền có người mật báo, cái tên Phùng Hương Trường kia mang theo 7-8 người bảo vệ, tới bắt người cả đêm. Cha em tức giận quá, nói mình thu thảo dược của mình, các ngươi dựa vào cái gì mà làm loạn bắt người hắn ta và phùng hương trường nhếch khóe miệng lên kết quả phùng hương trường đánh cha em cha em rất bực bội cũng đánh phùng p hương trường hai bên đánh nhau mẹ em qua đó khuyên can kết quả bị đẩy một chút lăn từ trên sườn núi xuống khe suối đầu đập vào một khối sắc nhọn trên tảng đá mất ngay lúc đó diệp vô phong kinh ngạc nói cái gì mẹ em cứ như vậy mà chết thạch anh nói tới đây cực kỳ đau lòng Nước mắt lá chả rơi xuống, cái tên xấu xa Hương Trường kia, em hận chết hắn. Sau đó, cha em thừa kiện đám người kia, chẳng những không thắng, còn bị giam lại đi gây chuyện, thêm tội danh làm nhiễu loạn chính phủ bắt lại, lúc thẩm phán còn thêm một tội danh bởi vì đi đầu gây chuyện, dẫn tới một nhân viên công vụ chính phủ cấp 2 bị thương tàn. Thật ra, tên nhân viên công vụ kia vốn dĩ đã bị tàn tật rồi. Đem tội đổ lên đầu cha em. Diệp Vô Phong thở dài nói, nơi này mọi người quá lạc hậu rồi. Thạch Anh tiếp tục nói, nhà chúng em vô quyền vô thế cũng không có tiền, lần kiện tụng này nhất định phải thua. Cuối cùng, bố em bị phán thời hạn 10 năm tù. Anh nói xem có oan không? Con dâu bỏ mình, con trai ngồi đại lao, em cũng bởi vậy mà bỏ học. Ông nội mang theo em sống nương tựa lẫn nhau, đổi lại là người khác, không tức giận. Diệp Vô Phong nghe xong câu chuyện Thạch Anh kể, tức giận mắng, thật là không có lẽ trời, này giúp trời giết đám tham quan ô lại quả thực là mục vô vương pháp anh nhất định phải vì cha mẹ em lấy lại công đạo thạch anh kinh ngạc nói anh anh có thể giúp chúng em sao nhưng bọn họ đều làm quan diệp vô phong nói quốc gia của chúng ta vẫn là coi trọng chính nghĩa chỉ là nơi nào đó vẫn tồn tại một ít thật giả lẫn lộn tham quan ô lại chỉ có bắt tất cả bọn họ quốc gia của chúng ta mới có thể yên ổn nhân dân mới có thể yên ổn xã hội trật tự mới có thể hài hòa con sâu làm giàu nổi canh quyết không thể giữ Diệp vô phong âm thầm thề, phải đem đám tham quan ô lại này chừng trị theo pháp luật. Thạch Anh lau lau nước mắt nói, anh, anh thật sự có thể giúp cha mẹ em giải oan, em liều chết, cũng phải giúp anh thuyết phục ông nội của em, xem bệnh cho chị. Diệp vô phong nghiêm trọng gật gật đầu nói, Thạch Anh đừng khóc, bây giờ anh đi hương nha môn, lấy lại công bằng cho cha mẹ em, giải oan. Chỉ có cởi bỏ thù hận trong lòng ông nội em, mới có thể làm cho ông ấy chữa bệnh cho cô Lâm. Diệp Vô Phong lập tức liền đi đến Hương Nha Môn, Thạch Anh có chút không yên tâm, anh, một mình anh đi tìm Hương Nha Môn. Đám người kia đều không nói lý đâu, nói không chừng còn sẽ bắt anh, anh nghĩ lại có nên nhất định phải làm như vậy hay không, rất nguy hiểm. Chương 228, đi tìm Phùng Chiêm Cường. Diệp Vô Phong nói, Thạch Anh em cứ yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ. Anh cũng sẽ không liều mạng với bọn họ, chuyện này cứ giao cho anh. Ngoài ra em nói với anh năm đó cái tên xảy ra xung đột với cha em tên hương trường kia gọi là gì thạch anh hồi ức một chút nói tên là gì em không nhớ rõ bởi vì lúc ấy em còn nhỏ chỉ là sau này nghe ông nội của em nhắc qua vài lần hình như tên là phùng chiêm cường ngoài ra người này tướng mạo khá dễ nhớ đầu to vẻ mặt dữ tợn một con mắt to một con mắt bé diệp vô phong gật gật đầu được rồi có những đặc điểm này như vậy là đủ rồi thủy tinh Em về nhà trước đi, anh lưu lại số di động, phiền em giúp anh chăm sóc vợ anh một chút, một khi cô ấy xảy ra chuyện, ví dụ như xuất hiện hiện tượng ngất, xin em lập tức nói cho anh biết. Thủy Tinh nói anh, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc chị. Diệp Vô Phong quyết tâm muốn đi hương nha môn, giải oan cho cha mẹ Thủy Tinh. Anh cũng biết, chuyện này nhớ không dễ làm, suy cho cùng đã qua đi 5 6 năm. Lãnh đạo quê nhà phỏng chừng đều thay đổi vài nhậm, ngoài ra mình chỉ là một khách ngoại lai dựa vào cái gì giải oan cho người ta chỉ có điều không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền nếu như anh không đi một chút cơ hội cũng không có cứ như vậy diệp vô phong và đội trưởng sản xuất mượn một chiếc xe đạp sau đó còn cùng anh nghe ngóng hỏi thăm một chút về tên dáng vẻ của tên phó hương kia biết được tên phó hương trường này tên là phùng chiêm cường sau khi nhớ kỹ tên diệp vô phong đi thẳng đến dưới chân núi đi đến hương nha môn đã gần giữa trưa bảo vệ trông cửa ngăn anh lại, hỏi anh làm gì. Diệp vô phong cười theo nói, sư phụ, tôi tìm Phùng Hương Trường. Phùng Hương Trường, chỗ chúng tôi không có. Cậu đi đi, đối phương trả lời cực kỳ dứt khoát. Diệp vô phong nói, sao có thể sẽ không có chứ? Sư phụ, tôi thật sự tìm Phùng Hương Trường có chuyện. Bảo vệ cửa đánh giá Diệp vô phong từ trên xuống dưới vài lần, cười lạnh nói, tôi nói không có là không có, cậu nhắc cái tên Phùng Hương Trường ra, tôi vừa đoán đã biết cậu tới kêu oan phải không diệp vô phong kỳ quái hỏi sao ông biết tôi tới kêu oan bảo vệ cửa nói tôi ở chỗ này đứng gác ba năm nơi hương trường này họ gì đều có chính là không có họ phùng diệp vô phong nghĩ nghĩ nói rất xin lỗi tôi nói vị phùng hương trường này năm năm trước làm phó hương trường ở đây hay là hiện tại không còn nữa hắn ta tên là phùng chiêm cường có người này hay không bảo vệ cửa lại nói thấy tên tiểu tử cậu rất thông minh hỏi vấn đề sao lại ngu ngốc như vậy năm năm trước tôi còn chưa tới nơi này làm việc không rõ ràng lắm cậu đi nơi khác tìm đi diệp vô phong nói vậy cũng đúng tôi vào bên trong hỏi một chút diệp vô phong nói xong liền đi vào bên trong bảo vệ cửa ngăn anh lại này này tôi nói cậu làm gì vậy tìm lý do như vậy định trà trộn vào bên trong sao cậu nghĩ đây là nơi này là nơi nào cậu muốn đi vào là đi vào sao? Ánh mắt Diệp vô phong nghiêm lại, sắc mặt trầm xuống, người đồng chí này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Vì sao tôi không thể đi vào? Ai quy định dân chúng không thể đi vào hương nha môn? Đừng cho rằng tên còn con như hương nha môn các ông, cho dù các ông là ủy ban thành phố tôi cũng đẩy cửa đi vào. Bảo vệ cửa cười lạnh nói, cậu như vậy, còn đi vào ủy ban thành phố sao? Thật là khoác lác, cậu cứ khoác lác đi, dù sao cửa lớn này không thể để cho cậu tiến vào. Diệp Vô Phong hơi tức giận, tôi nhờ ông tìm giúp tôi, ông lại không quen biết. Tôi tự mình đi vào tìm, ông lại không cho vào. Lẽ nào hương nha môn này là nhà các ông mở? Ai quy định hương nha môn không thể bước vào cửa lớn? Bảo vệ cửa cũng không yếu thế, ở đây chúng tôi có quy định, chính là không được tùy tiện đi vào. Cậu có bản lĩnh vào trong huyện cáo tôi đi. Hai người cãi nhau. Đột nhiên một người đàn ông trung niên đeo kính đi tới, nhìn thấy bảo vệ cửa và người khác cãi nhau, liền dừng xe đạp lại hỏi: "Lão Lục, có chuyện gì vậy?" Hai người cãi nhau cái gì? Giả Nãi Lượng quay đầu lại, nhìn thấy người đi tới lại có thể là Hồ Phó Hương Trường, lập tức hạ giọng, cung kính nói: "Trương Hương Trường, người này vô cớ gây rối." "Một hai phải tìm Phùng Hương Trường, anh nói xem, chỗ chúng ta nào có họ Phùng Hương Trường?" Diệp Vô Phong vội vàng tiếp lời: tôi nói Phùng Hương Trường tên là Phùng Chiêm Cường, 5 năm trước Phùng Hương Trường ở đây. Người đeo kính Hương Trường nhìn Diệp Vô Phong, hỏi cậu tìm Phùng Chiêm Cường làm gì? Diệp Vô Phong nghe hắn nói, giống như quen biết Phùng Chiêm Cường liền nói, đương nhiên là có việc. Ông nhất định là quen biết hắn ta. Hồ Phó Hương Trường gật gật đầu nói, chúng tôi đã từng là đồng nghiệp, tôi hỏi cậu, cậu tìm hắn ta có chuyện gì? Biểu cảm trên mặt Diệp Vô Phong nghiêm túc, nhìn trái nhìn phải nói, một hai câu nói cũng không nói rõ được. Xin hỏi, hiện tại hắn không ở Hương Nha Môn, điều đến địa phương nào rồi? Hồ Phó Hương Trường nói, Phùng Chiêm Cường hiện tại là huyện phó huyện trưởng của chúng tôi. Diệp Vô Phong chợt hiểu ra, nở nụ cười lạnh lùng nói, không ngờ rằng loại người này lại có thể thăng chức. Có thể thấy chỗ Hương Nha Môn mấy người khủng khiếp đến nhường nào rồi. Bảo vệ cửa nghe thấy Diệp Vô Phong mắng Phùng huyện trưởng, lập tức tức giận nói, tên tiểu tử nhà ngươi cũng dám mắng huyện trưởng, không sợ bắt anh đi sao? Diệp vô phong nói, ông lại không quen biết hắn, lẽ nào bởi vì nghe thấy tôi mắng hắn, chạy đến trong huyện cáo trạng tôi sao? Hừ, tên Phùng Chiêm cường này ăn cơm của dân không làm chuyện dân, chẳng những tôi muốn mắng hắn, tôi còn muốn tố cáo hắn nữa. Tuy rằng bảo vệ cửa không quen biết Phùng Chiêm cường, nhưng mà nghe hồ phó hương trường nói Phùng Chiêm cường là phó huyện trưởng, vậy khẳng định là quan lớn mình là viên chức của hương nha môn dù sao cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của lãnh đạo chứ liền nói hồ phó hương trường tôi đến đồn công an gọi người bắt tên tiểu tử này lại bên cạnh hương nha môn chính là đồn công an lão lục chỉ cần gọi một tiếng đồn công an cảnh sát sẽ tới bắt người chỉ có điều hồ phó hương đang ở đây ông ta muốn trưng cầu ý kiến của hồ phó hương trường một chút sắc mặt hồ phó hương trường nghiêm trọng không ủng hộ ý kiến của lão lục xua xua tay nói bỏ đi lão lục hơi không tình nguyện căm ghét nhìn diệp vô phong nói hồ phó hương trường loại dân hỗn láo này không giáo huấn một chút là không được đâu hồ phó hương trường nói vấn đề chuyện của lãnh đạo ông cũng không quản được nhiều như vậy lão lục ông làm chuyện của ông đi giao anh ta cho tôi lão lục vẫn là có chút không tình nguyện sắc mặt hồ phó hương trường trầm xuống chừng mắt liếc mắt nhìn ông ta một cái lúc này lão lục mới sợ tới mức không dám nhiều chuyện nữa Hồ Phó Hương Trường nói với Diệp Vô Phong, cậu tìm Phùng huyện trưởng có chuyện gì? Chi bằng nói cho tôi nghe, nếu như cậu cảm thấy nơi này nói chuyện không tiện lắm, vậy đi vào văn phòng tôi cùng tôi. Diệp Vô Phong cảm thấy Hồ Phó Hương Trường này không giống người xấu, ít nhất không phải cùng một ruột với Phùng Chiêm Cường, nếu không, nghe thấy mình mắng Phùng Chiêm Cường, nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Hai, trước tiên tìm hiểu tình hình từ cơ sở cũng rất tốt. Nhìn xem tên phùng chiêm cường này rốt cuộc là người như thế nào. Vì thế, Diệp Vô Phong đi theo Hồ Phó Hương Trường đi vào tòa nhà văn phòng của Hương Nha Môn. Núi Quan Vân thuộc quyền quản lý của huyện Thông Hóa, đây là Hương Nha Môn của Thông Hóa, tòa nhà văn phòng rất đơn giản, tòa nhà 4 tầng, cửa sổ vẫn làm bằng gỗ, trang hoàng cũng cực kỳ đơn giản. Văn phòng của Hồ Phó Hương Trường, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, một bàn làm việc lớn, trên bàn bày quốc kỳ, điện thoại còn có mấy tệp folder, một cái ống đựng bút. Bàn bên cạnh kê hai chiếc ghế dựa bằng gỗ, một đôi ghế sofa đơn cũ kỹ. Hồ Phó Hương Trường chỉ chỉ vào sofa nói, "Mời ngồi." Diệp Vô Phong cũng không khách khí, liền ngồi xuống, Hồ Phó Hương Trường rót một cốc nước cho Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong nói cảm ơn. Liền hỏi, "Hồ Phó Hương Trường, ông công tác ở chỗ này mấy năm rồi?" Chương 229, chuyên án chuyên làm. Hồ Phó Hương Trường suy nghĩ rồi nói, không giấu gì cậu, từ sau khi tôi tốt nghiệp vẫn luôn công tác ở chỗ này, đã 11 năm. Diệp Vô Phong nói, nói như vậy, lúc Phùng Chiêm Cường làm Hương Trường, ông đã công tác ở đây. Hồ Phó Hương Trường gật đầu, nói, đúng vậy. Diệp Vô Phong lại hỏi, có phải ông rất quen thuộc với hắn tay hay không? Hồ Phó Hương Trường cười khổ một chút nói, chúng tôi công tác với nhau đã nhiều năm, lúc hắn là Hương Trường, tôi là chủ nhiệm văn phòng. Diệp Vô Phong đi thẳng vào vấn đề nói, Hồ Phó Hương Trường, có thể nói lại vụ án miêu trại 5 năm trước cho tôi nghe hay không? Hồ Phó Hương Trường sửng sốt một chút, Diệp Vô Phong nói, Hồ Phó Hương Trường, tôi muốn nhắc đến dương cao chính nghĩa của người miêu, chuyện này ông là người trong cuộc, ông không thể bao che cho những tên tham quan ô lại đó chứ. Hồ Phó Hương Trường suy nghĩ, gật đầu nói, 5 năm trước, đã từng xảy ra một chuyện như vậy. Miêu trại có một vị bác sĩ miêu, tự ý khai phá một khối đất hoang trồng các loại thảo dược. Hương nha môn lại nói ông ta lạm dụng cây ruộng, kết quả đã xảy ra xung đột. Con dâu bác sĩ Miêu mất ngoài ý muốn. Sau đó, con trai bác sĩ Miêu tới tìm Phùng Chiêm cường lý luận, không biết vì nguyên nhân gì cũng bị bắt lại, phán trọng hình. Tôi chỉ hiểu biết một chút về chuyện này, tình hình cụ thể như thế nào thật sự không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, thành phố đã phê duyệt một quỹ sửa chữa cây cầu, nhưng số tiền này dường như xảy ra vấn đề gì đó bị tham ô kết quả cây cầu của miêu trại cũng chưa sửa xong hồ phó hương trường đưa cho diệp vô phong một điếu thuốc ông cũng châm lửa hút một hơi dài thở ra một vòng khói diệp vô phong hỏi chuyện miêu trại đó sau này giải quyết như thế nào hồ phó hương trường nói rốt cuộc xảy ra mạng người mặc kệ ai đúng ai sai đều phải vì chịu trách nhiệm với dân chúng sau vụ việc cán bộ này bị khai trừ khỏi đảng cũng bị tạm giam hành chính. Hương Nha Môn cũng đền bù xứng đáng. Diệp Vô Phong hừ một tiếng nói, đẩy người ta xuống núi, dẫn đến cái chết. Cuối cùng chỉ bị tạm giam hành chính, như vậy không qua loa quá chứ. Còn tên Phùng Chiêm Cường kia, tất cả điều này đều là hắn vô cớ gây rối, mới dẫn đến vụ án đẫm máu. Hắn lại có thể không chịu một chút trách nhiệm nào, ngược lại còn được thăng chức. Trong lòng Hồ Phó Hương trường hiểu rõ hơn hết, cha vợ của Phùng Chiêm Cường là ông mộ vừa mới về hưu anh trai ruột của mộ tam gia hai năm trước ông mộ vẫn là phó huyện trưởng thường vụ trong huyện tôi chỉ có thể nói những chuyện này với cậu hơn nữa cũng không cần thiết bởi vì chuyện khác đều là tôi đoán mò không có bằng chứng không thể nói bậy dẫu sao bây giờ phùng hương trường là lãnh đạo của tôi được rồi cảm ơn hồ phó hương trường đã nói những chuyện này cho tôi tạm biệt diệp vô phong rời khỏi văn phòng của phó hương Tâm trạng nặng nề bước đi trên con đường lớn, bước tiếp theo mình nên làm gì? Sau khi đã thận trọng suy xét, Diệp Vô Phong quyết định đi một chuyến đến huyện Thông Hóa. Trước tiên thăm dò tình hình của Phùng Chiêm Cường, chứng thực chứng cứ hắn phạm tội, sau đó thông báo cho thư ký Quách để thư ký Quách đích thân xử lý. Vì thế, Diệp Vô Phong ngồi xe buýt công cộng thẳng đến huyện Thông Hóa. Trên đường đi, Diệp Vô Phong nghĩ thầm, nếu muốn giúp con trai bác sĩ Miêu lật lại bản án, quả thật không dễ dàng. Có lẽ trước tiên mình nên tìm một luật sư, xem kỹ vụ án này từ đầu tới đuôi một chút, sau đó lại tìm chứng cứ phùng chiêm cường phạm tội, minh oan cho Thuyên Tử. Sau khi Diệp Vô Phong đi vào huyện Thông Hóa, cảm thấy bụng hơi đói, định ăn một chút gì đó. Phát hiện bên phố có bán sủi cảo, hỏi giá cả thấy cũng rẻ, lại phát hiện hương vị của sủi cảo rất ngon, liền thèm ăn, ông chủ, cho tôi một phần sủi cảo. Ông chủ bán sủi cảo nhiệt tình tiếp đón, ông chủ Cậu muốn ăn chay hay là ăn thịt? Diệp Vô Phong nói, thịt dê hành tây, tôi ngửi thấy mùi vị ông làm không tồi, liền tới đây. Được rồi, tôi làm ngay, lập tức sẽ xong. Ông chủ bán sủi cảo sử dụng phòng bếp di động, cũng chính là loại xe đẩy nhỏ phổ biến trên phố, bên trong có bếp ga, đun sủi cảo một chút là có thể hạ nồi. Bên cạnh xe có hai cái bàn, còn có mười mấy băng ghế plastic. Diệp Vô Phong ngồi xuống trên ghế. Nhàn rỗi không có việc gì làm, diệp vô phong liền nói chuyện với ông chủ bán sủi cảo ông chủ ông là người địa phương sao ông chủ bán sủi cảo thật thà chất phác cười cười đúng vậy lớn lên ở địa phương này là người địa phương diệp vô phong nói ông chủ xưng hô như thế nào người bán sủi cảo nói tôi tên mã cao cường người khác hay gọi tôi là mã đầu to diệp vô phong nói sư phụ nhìn cơ thể ông thế này nhìn thế nào cũng đều không giống làm nghề này mã cao cường nói đúng vậy trước đây đã từng là binh lính sau này xuất ngũ được bổ nhiệm đến một doanh nghiệp nhà nước nhưng đơn vị của chúng tôi mới đến đó được hai năm đã phá sản không có việc làm cũng chỉ tùy tiện tìm kiếm gì đó để mưu sinh hóa ra đã từng là lính khó trách sống lưng lại thẳng như vậy diệp vô phong nghe ngóng hỏi thăm chuyện phùng chiêm cường từ mã cao cường ai ngờ không đề cập tới phùng chiêm cường còn tốt nhắc tới phùng chiêm cường mã đầu to đã giận sôi máu Ông chủ, tên họ phùng này đúng là xúc sinh, đơn vị của chúng tôi bị phá sản cũng đều là do bị hắn ta phá dối, vốn dĩ hiệu quả và lợi ích của doanh nghiệp nhà nước không tồi, bị hắn một tay xử lý, đó là một nhà máy móc giá trị ít nhất 20 triệu nhân dân tệ. Bị hắn ta định giá với mức giá 6 triệu nhân dân tệ, sau đó bán cho tên em vợ của hắn. Ông chủ mới đối xử tốt với công nhân cũ, chọn những người ưu tú trung tuyển. Rất nhiều người đều đi tặng lễ cho em vợ hắn ta, tôi không có tiền tặng lễ liền thất nghiệp diệp vô phong gật gật đầu xem ra vấn đề của tên phùng chiêm cường này thật đúng là không ít mã cao cường lại nói cha vợ của hắn ta hiệu là mộ lão đại đã từng là huyện phó huyện trưởng của chúng tôi lúc sắp về hưu để bạt hắn ta lên hiện tại phân công quản lý công nghiệp diệp vô phong kinh ngạc hỏi mộ lão đại mã cao cường gật đầu nói lẽ nào anh chưa nghe nói qua chú ba của hắn ta càng lợi hại hơn là nhà giàu số một của thành phố Tam Giang đó. Thì ra là thế, nói như vậy, tên Phùng Chiêm Cường này vẫn là tới ở rể nhà họ mộ, ha ha, điều này càng thú vị hơn. Bỗng nhiên, sắc mặt mã cao cường thay đổi, ông chủ, không xong rồi. Thành quản tới, nói xong, từ xe chạy ra, thu dọn bàn ghế liền phải chuyển đi. Diệp vô phong cũng biết, những chiếc xe hàng ăn lưu động giống như họ đang là đối tượng quản lý trọng điểm của ban quản lý đô thị, hai chiếc xe đẩy của quản lý thành phố đến ngay mã đầu to thấy chuyện chẳng lành liền đẩy xe bỏ chạy còn không kịp hỏi tiền bánh bao của diệp vô phong diệp vô phong cũng hiểu biết không ít về phùng chiêm cường tìm một khách sạn để ở diệp vô phong liền gọi điện thư ký quách thư ký quách theo dõi diệp vô phong kinh ngạc nói cậu em vô phong cuối cùng cậu cũng có thời gian rồi muốn tôi chuẩn bị bữa tiệc lớn cho anh đúng không diệp vô phong lại nói thư ký quách có một chuyện như này Tôi cần cô giúp tôi giải quyết một chút." Thư ký Quách nghe Diệp Vô Phong Trần Thuật xong chuyện của Phùng Chiêm Cường, lập tức tức giận nói, "Sao lại còn có chuyện như này? Quả thực là không có cách nào trị được, như vậy đi, ngày mai tôi đích thân đến huyện Thông Hóa một chuyến. Nhằm vào tên Phùng Chiêm Cường này, chúng ta chuyên án chuyên làm." Diệp Vô Phong nói, "Thư ký Quách, cô thật là người quan phụ mẫu tốt vì dân làm chủ, tôi ở huyện Thông Hóa chờ cô." Thư ký Quách suy nghĩ rồi nói, "Diệp Vô Phong chỉ bằng anh đến cục công an của huyện Thông hóa trước, điều tra hồ sơ vụ án năm đó một chút. Chương 230, về nhà. Diệp Vô Phong nói, "Thư ký Quách, tôi đi, người ta sẽ để ý đến tôi." Thư ký Quách nói, "Để lát nữa tôi sai Tiểu Trần, thư ký của tôi, nội trong đêm nay đi chứng thực giấy tờ cho anh. Anh hãy cầm thẻ thông hành đã được chứng thực qua đó, xem coi ai dám ngăn cản anh." Diệp Vô Phong nói, "Vậy tôi xin cảm ơn thư ký Quách." Tối hôm đó Tiểu Trần, thư ký của thư ký Quách đến đưa cho Diệp vô phong một thẻ thông hành. Trên mặt tấm thẻ thông hành này được đóng lên con dấu của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trực thuộc thành phố. Diệp vô phong cũng cảm ơn Tiểu Trần. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì Diệp vô phong đã đeo tấm thẻ thông hành kia lên cổ mà đi vào cục cảnh sát huyện thông hóa. Có thẻ thông hành thì quả thật là không ai dám cản Diệp vô phong, anh đi vào phòng họp mà nói các người đi lấy hồ sơ vụ án liên quan đến nhà bác sĩ Miêu ở núi Quan Vân của 5 năm trước lại đây, tôi muốn xem." Nhân viên công tác không dám không nghe Diệp Vô Phong, có mấy người thì đi lấy hồ sơ, còn lại mấy người thì đi báo cáo chuyện Diệp Vô Phong đến điều tra vụ án lại cho Phùng Chiêm Cường. Phùng Chiêm Cường khi nghe được thì trợn tròn mắt. "Sao cơ, thanh tra của ban kỷ luật đến điều tra vụ án liên quan đến bác sĩ Miêu? Một vụ án của cả năm 6 năm trước?" cái lão già mắc dịch nhà họ miêu đó vậy mà dám đi báo án lên ủy ban cấp trên xem ra tôi gặp phải phiền phức rồi phùng chiêm cường lập tức chạy tới cục cảnh sát thành phố lúc ông ta chạy tới cũng là lúc diệp vô phong đang ở trong văn phòng xem xét hồ sơ phùng chiêm cường giật nảy mình đây không phải thằng con rể ở đậu nhà họ lâm của thành phố tam giang diệp vô phong gì kia sao bác ba của mình còn bị thằng này hại cho ngã bệnh nằm liệt giường khiến cho chuyện làm ăn của cả dòng họ bị kéo theo thua lỗ thảm rồi. Thằng nhãi này sao còn dám giả mạo thanh tra của ban kỷ luật đi đến cái huyện thông hóa này. Thằng này nó đang quan tâm đặc biệt tới mình à, nhưng mình chỉ là một tên nhãi nhép mà mình cũng có trêu chọc nó bao giờ đâu. Tại sao thằng này phải quyết một trận sống mái với mình? Ê, cậu không phải là tổng giám đốc Diệp sao? Sao lại bùm một cái hóa thành người của chính phủ vậy? Diệp vô phong liếc mắt nhìn sơ qua phùng chiêm cường, rồi anh lạnh giọng nói: "Hiện tại tôi là trợ lý đặc biệt của thư ký Quách, tấm thẻ thông hành này cũng là do thư ký Quách phát cho. Nếu như ông không tin thì có thể gọi điện hỏi thẳng chuyện này." Phùng Chiêm Cường nào dám gọi điện thẳng cho thư ký Quách mà tra hỏi, ông ta cũng biết hiện tại Diệp Vô Phong đã là một nhân vật nổi danh đầy quyền lực rồi. Đến cả bộ máy quản lý đồ sộ của tỉnh Quốc An bị thằng nhãi này xử lý xong mà còn không dám bật lại nó thì đủ hiểu mà quan hệ giữa thư ký Quách của thành phố Tam Giang với Diệp Vô Phong cũng không hề bình thường. Chỉ là ông ta không hiểu nổi, tại sao Diệp Vô Phong lại phải ra mặt cho cái lão bác sĩ Miêu kia. Vào ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cũng có người hô to. "Thư ký Quách tới." Phùng Chiêm Cường bị dọa cho run rẩy lên, ông ta quay đầu lại nhìn thì thấy thật sự là thư ký Quách đích thân đến đây. Một số nhân vật nổi trội hàng đầu của huyện Thông Hóa cũng nối đuôi sau lưng thư ký Quách mà đến trong lòng Phùng Chiêm Cường chỉ còn cảm giác mát lạnh, hôm nay nhất định sẽ có chuyện xấu xảy ra. Thư ký Quách hỏi, Diệp Vô Phong, điều tra được gì rồi? Diệp Vô Phong trả lời, 5 năm, năm trước, án mạng xảy ra ở thôn Nhiêu, chồng của nạn nhân chẳng những không nhận được đền bù mà còn bị bắt giam vào tù. Vụ án này bị khép lại 5 năm, năm trời không ai xử lý, sự thật bị che đậy nếu không giải quyết triệt để vụ án này thì thư ký quách ông thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với tất cả người dân ở thành phố tam giang này đâu thư ký quách nói vậy hôm nay chúng ta hãy giải quyết vụ án này đi huyện trưởng trương ông đi thông báo cho các ban ngành liên quan đều phải đến họp nếu hôm nay còn chưa tra hỏi hết được thì chúng ta thức trắng đêm làm tiếp không giải quyết dứt khoát được vụ án này thì hôm nay tôi không thể ngủ một giấc ngon huyện trưởng trương của huyện thông hóa vội vàng đáp lời tôi lập tức đi thông báo cho bên sở công an, phòng tư pháp, viện kiểm soát trực thuộc huyện Thông Hóa và những người phụ trách chính bên nhà họ Miêu đến tham dự, phối hợp với thư ký Quách giải quyết vụ việc ngay tại phòng họp. Thư ký Quách tự thân giải quyết vụ án thì còn ai dám qua loa. Với tình hình hiện tại thì còn ai dám không nghiêm chỉnh chấp hành. Ban ngành tổ chức nào liên quan cũng phải đến trình diện báo cáo rõ ràng, dám lập lờ thiếu trách nhiệm là bị bãi trước tại chỗ nha. Diệp vô phong ngồi một bên dự thính, con trai của bác sĩ Miêu, thuyền tử, ông ta cũng bị áp giải từ nhà tù đến đây. Tất cả mọi người có liên quan đến vụ án năm đó đều đã có mặt. Chỉ là chuẩn bị cho buổi họp mặt mà đã tốn hơn 2 tiếng đồng hồ, cộng thêm quy trình thẩm tra lại từ đầu tốn thêm một đống thời gian. Một tiếng sau đó, chi tiết vụ án được làm rõ. Vụ án này đã đọa đầy cả một gia đình, họ liên tục kêu oan mấy năm, vụ oai sai đến cả gần 10 năm không được ai xử lý rạch ròi này chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã được giải quyết. Mọi người có mặt ở đây đều biết chuyện, năm đó, bác sĩ Miêu khai hoang trồng thảo dược, thôn Miêu cũng đã làm xong các thủ tục chính quy. Nhưng mà bên Phùng Chiêm Cường lại cố ý bày mưu gây chuyện, khi thảo dược của bên nhà họ Miêu sắp đến mùa thu hoạch thì Phùng Chiêm Cường đến phá. Hai bên ẩu đả, con dâu của bác sĩ Miêu trong cuộc xung đột đó không đối chọi lại được Phùng Chiêm Cường mà bị phe ông ta đẩy té xuống khe suối. Thuyên Tử, con trai của bác sĩ Miêu, thì lãnh án tù 10 năm. Bởi vì tất cả những người liên quan đến vụ việc đều bị triệu tập đến cuộc họp, người đã tự đứng ra nhận tội danh đẩy vợ của thuyên tử cũng xuất hiện. Người này khai ra là đã nhận tội thay cho Phùng Chiêm Cường, sau đó thì Phùng Chiêm Cường cho người đó 90 triệu. Người đó lúc đầu bị đuổi khỏi biên chế nhà nước, nhưng một năm sau lại được Phùng Chiêm Cường nâng đỡ cho quay trở về vị trí ban đầu. Hiện tại người này đã leo lên được bộ máy chính quyền trực thuộc huyện, cũng rất dốc lòng dốc sức làm việc cho huyện thành bây giờ người này muốn lập công nên còn vạch trần chuyện Phùng Chiêm Cường tham ô 3 tỷ ngân sách nhà nước. Tất cả tội ác của Phùng Chiêm Cường đều bị vạch trần từng tí một. Trong lòng Diệp vô phong tự nhủ, thiện ác đều sẽ có báo ứng, quan lại dám tham ô ắt sẽ bị chỉ tội. Vụ án ở thôn miêu này thật ra không hề phức tạp, lại bị một thẩm phán đứng đầu như thư ký quách xử lý thì mọi sự thật bị che giấu đằng sau cũng được lôi hết ra ngoài ánh sáng. Thư ký Quách sau khi nghe xong báo cáo thì tức giận đến mức muốn hộc máu. Sắc mặt ông ta xanh lè xanh lét rồi lại tái mét mặt mày. Cái thằng chó đẻ Phùng Chiêm Cường quả thật không còn là con người nữa rồi. Mỗi một tội ác tên này gây ra đều khiến cho người biết đến phải tức chết. Hiện tại đã có nhân chứng vật chứng, Phùng Chiêm Cường không thể nào thoát được tội nghiệp này. Phùng Chiêm Cường thấy tình thế không ổn thì vội vàng quỳ xuống đất ông ta biết hôm nay ông ta đã không thể chạy tội được nữa nên tự lấy tay tát lên mặt. Thư ký quách, tôi nhất thời hồ đồ, xin các vị rộng lòng thương tha thứ cho tôi. Thư ký quách mang lòng quyết tâm tuyệt không tha thứ cho cái ác, muốn giải quyết thì phải làm cho triệt đề. Thư ký quách còn bắt cả bố vợ của Phùng Chiêm Cường vừa mới rút lui khỏi vị trí hàng hai của nhà họ mạc tới, một lúc áp giải hai người đến ủy ban kiểm tra kỷ luật trực thuộc thành phố để điều tra. Vụ án này cuối cùng cũng được giải quyết, thuyên tử, con trai của bác sĩ Miêu cũng lập tức được xóa bỏ tội danh rồi đưa khỏi nhà tù. 5 năm gần 6 năm của thuyên tử bị uổng phí trong nhà tù, lại thêm hoàn cảnh mất vợ, tòa án quyết định bồi thường 3 tỷ cho ông ta. Đối với thuyên tử thì giá trị đồng tiền rất nhạt nhòa, ông ta chỉ nói. Tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt bố tôi, muốn được nhìn thấy con gái tôi. Diệp vô phong nói với ông ta. Thuyên tử, bố ông ở nhà rất khỏe mạnh, thủy tinh cũng sống rất tốt hai ta cùng đi ăn chưa đi rồi tôi sẽ đưa ông về nhà vì còn một số thủ tục kéo theo cần phải giải quyết nên thuyên tử cũng không thể rời đi ngay được thế là ông ta đành phải chấp nhận đợi đến chiều tối mới rời đi mọi chuyện đã được giải quyết diệp vô phong nói với thư ký quách thư ký quách ông đã vất vả rồi vụ án này đã được làm rõ cũng không nên để những người liên quan ở lại dây dưa tiếp thư ký quách cũng nhanh chóng ra lệnh để mọi người có mặt tiếp tục chức trách của bản thân việc của ai thì đi đường người ấy. Đám nhân viên công chức có tội thì bị áp giải về nơi tạm giam chờ viện kiểm sát đưa ra phán quyết cuối cùng. Xế chiều ngày hôm đó, Diệp Vô Phong đưa thuyền tử về lại thôn Miêu. Người phía bên thôn Miêu cũng được thông báo sơ qua mọi chuyện. Diệp Vô Phong đã gọi điện cho cô Thủy Tinh, nói rằng hôm nay nhất định giúp cho thuyền tử, là bố của cô ấy thắng kiện, sau đó sẽ đưa ông ta về lại nhà. Toàn bộ cái thôn đều biết chuyện Diệp Vô Phong dẫn đầu giúp đỡ bác sĩ Miêu thực hiện vụ án của Thuyên tử. Nhưng chuyện vụ kiện cáo này sẽ thắng hay thua thì trong lòng mọi người đều không suy đoán ra được. Lâm Thư Âm không biết rõ tình huống bên huyện thành, nhưng khi cô ấy nhận được cuộc gọi từ Diệp Vô Phong, nói là vụ án oan của con trai bác sĩ Miêu đã được giải quyết thì trong lòng cô ấy cũng vui vẻ vô cùng. Thế là Lâm Thư Âm lập tức báo lại tin này cho Thủy Tinh. Thủy Tinh vui mừng khôn xiết. Chị dâu anh Diệp thật sự đã giúp bố em thắng được vụ kiện này. Có phải là em đang nằm mơ không? Lâm Thư âm đáp lại. Là thật đó Thủy Tinh, mau chóng thông báo lại cho ông nội em đi, hôm nay bố của em đã có thể về nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 231, cả gia đình đoàn tụ. Tâm trạng cả nhà họ miêu sốt ruột vô cùng, từ sau khi hai người bác sĩ Miêu và Thủy Tinh nhận được cuộc điện thoại thông báo thì họ vẫn luôn đứng chờ trên vỉa hè trước cửa nhà. Bố mình là chịu án oan, vụ kiện lần này thật sự đã thắng được sao? Hôm nay bố mình đã có thể về nhà, mình đã có thể được gặp mặt bố sao? Trong lòng Thủy Tinh vô cùng kích động, đây là sự thật sao? Cô ấy đã chưa được gặp mặt bố của cô một thời gian rất dài. Lần cuối hai người được gặp nhau là thời điểm hết Tết. Cô ấy đến nhà tù gặp mặt bố, cô còn nhớ rất rõ bố cô tiểu tụy vô cùng. Suốt một buổi chiều, Thủy Tinh cứ đứng mãi ở đấy, còn bác sĩ Miêu với mái đầu đã lấm tấm bạc thì đứng sau lưng cô. Bác sĩ Miêu hỏi, Thủy Tinh, có tin tức gì về bố cháu không? Thủy Tinh xoay người lại nhìn qua ông nội của cô, cô ấy nhẹ nhàng đáp lời. Anh Diệp vô phòng đã nói, nếu thắng được vụ kiện này thì bố cháu nhất định sẽ được tha ra. Bác sĩ Miêu nhìn qua bầu trời mịt mờ đang tối dần, ông ta khe khẽ thở dài đứa cháu ngốc này, cả một bộ máy chính quyền bao che cho nhau, bố của cháu bị lũ khốn nạn đó tuyên án 10 năm, chuyện này rất khó. Đôi mắt của Thủy Tinh bỗng đẫm lệ, nhưng cô ấy vẫn cố chấp nói. Ông nội, anh Diệp vô phong đã chính miệng nói cho cháu, bố cháu nhất định sẽ về nhà. Giọng của cô ấy rất nhỏ, đôi mắt cô cũng gần như không dám nhìn thẳng mắt bác sĩ Miêu. Khi nhìn thấy đứa cháu nội này dám kiên quyết nói ra như vậy, nội tâm bác sĩ Miêu cũng khẽ rung động có người bố nào lại không mong muốn con cái ông ấy bình an vô sự chứ? Bản thân bác sĩ miêu nắm trong tay mớ tri thức kinh động thế gian nhưng lại không thể cứu lấy con của ông. Những năm nay, nội tâm ông ấy vẫn luôn đau đớn vô cùng. Thủy Tinh, ông cũng mong cho bố cháu có thể trở về. Cả gia đình ta được đoàn tụ là cảnh tượng ông muốn thấy nhất. Đáng tiếc, bác sĩ miêu thở dài. Tận sâu trong lòng, bác sĩ miêu đã biết, coi như Diệp Vô Phong là người tốt, nhưng luật pháp có khuôn chỉ dựa vào một cá nhân mà muốn giải án oan cho con trai ông ấy còn là được lập tức sạch tội rời khỏi nhà tù thì giấc mơ này cũng quá hão huyền rồi bác sĩ miêu nhẹ than một tiếng thủy tinh lời người hán nói là không thể hoàn toàn tin tưởng trong lòng thủy tinh rất khó chịu cô ấy đáp lại ông nội anh diệp vô phong đã nói nhất định có thể thắng kiện bố cháu nhất định có thể trở về thủy tinh cắn môi nước mắt chạy loạn trong hai vành mắt Bác sĩ Miêu giữ chặt tay thủy tinh, ông ta không tiếp tục đả kích thủy tinh nữa. Hai người cứ như vậy đứng trên đường núi mà lặng lặng chờ. Cũng không biết thời gian đã qua được bao lâu, đột nhiên, tiếng hoan hô vang lên trong thôn, thậm chí còn có cả tiếng trống. Nếu trong thôn Miêu không gặp được chuyện đáng ăn mừng thì sẽ không được gõ trống. Nhưng rồi tiếng trống vang khắp cả thôn khiến cho trái tim bác sĩ Miêu phải nhảy nhót theo. Tiếp sau đó, một thân ảnh quen thuộc chạy ra từ trong rừng núi. Bác sĩ Miêu đã lớn tuổi rồi, thị lực của ông ta không còn tốt nữa nên cảnh vật ở quá xa sẽ không thể thấy rõ được. Nhưng hai con mắt của Thủy Tinh còn rất nhạy bén, cô ấy bất ngờ chỉ ngón tay về phương xa mà vui mừng nói. Ông nội, ông mau nhìn xem, bố cháu về rồi. Thuyên tử về rồi sao? Trong lòng bác sĩ Miêu vô cùng kích động, ông ta nhìn theo ngón tay cô cháu gái đang chỉ, ông ta căng mắt lên nhìn thì thấy có một đám người đang chạy tới chỗ này. Phía trước đám người đó, cái thân ảnh chạy nhanh nhất càng ngày càng trở nên quen thuộc. Bác sĩ Miu lờ mờ nhận ra được người này, đây chính là đứa con trai số khổ của ông ta, là Thuyên Tử. Tâm trạng bác sĩ Miu trở nên vui vẻ vô cùng. Thật sự là Thuyên Tử, mình không phải đang nằm mơ đó chứ. Thuyên Tử đã ngồi tù hơn 5 năm, khuôn mặt trẻ trung giờ đã trở nên già nua vô cùng, nửa mái đầu của nó cũng đã bạc cả rồi. Nhưng đây đúng thật là con mình, là đứa con trai Thuyên Tử của mình thủy tinh vui đến mức lên giọng hô to. Bố ơi, là bố kìa, ông nội, bố cháu về rồi kìa. Nói xong thì thủy tinh gấp đến không chờ được chạy tới. Bố ơi, thật sự là con của mình, không nghĩ tới mình còn sống được đến ngày thấy con mình về nhà. Bác sĩ miêu lau nước mắt, ông ta tập tễnh bước đến nghênh đón. Thủy tinh mang theo khuôn mặt đẫm lệ mà nhào vào lòng bố cô ấy. Thuyên tử duỗi hai tay ra đón lấy đứa con gái của ông thuyên tử đúng là nằm mơ cũng không thấy được cái ngày ông ta có thể thấy lại ánh mặt trời. Hai bố con gặp nhau mà khóc như mưa, những giọt nước mắt hạnh phúc chan chứa bao niềm vui tuôn rơi trên mặt hai người. Thủy tinh chạy tới xà vào lòng thuyên tử, cô ấy vui mừng ôm bố cô mà thủ thỉ. Bố, rốt cuộc bộ cũng đã về, con rất nhớ bố. Thuyên tử với khuôn mặt già nua ôm trầm lấy thủy tinh, ông ta không cầm được nước mắt mà nghẹn ngào. Thủy tinh, bố cũng rất nhớ con. Bác sĩ Miêu nhìn thấy cảnh tượng hai bố con thủy tinh đoàn tụ mà xúc động đỏ mắt. Bác sĩ Miêu thật sự không ngờ được con trai ông đã trở về thật rồi. Ông trời thật sự đã chịu mở mắt, từ 5 năm trước đó, khi con trai ông bị công an bắt đi, bác sĩ Miêu cảm thấy toàn thân đau đớn, ông ta chỉ thấy thế gian này ngập tràn bóng tối. Trước giờ vẫn luôn là dân không thể đấu lại quan, dù cho y thuật của bác sĩ Miêu có cao thâm đến đâu, nhưng để xử lý những chuyện này thì ông ta thật sự bó tay diệp vô phong đi theo phía sau anh nhìn cảnh tượng ba đời nhà họ miêu đoàn tụ mà trong lòng cũng dâng lên nỗi cảm động vô bờ bác sĩ miêu căm hận người hán giận cá chém thất không chữa bệnh cho người hán nhưng ngay tại giờ phút này trong lòng ông ta cũng đã có sự thay đổi thuyên tử kéo tay thủy tinh đi tới trước mặt của bác sĩ miêu rồi ông ta quỳ dạp xuống đất bố con là đứa bất hiếu thuyên tử con trai ngoan của bố mau đứng lên đi con đã chịu oan khuất rồi bác sĩ miêu ôm đầu con trai mà khóc lên con trai ngoan về là được rồi về là được rồi cả gia đình chúng ta đã được đoàn tụ rồi lâm thư âm nhìn cảnh tượng gia đình bác sĩ miêu được đoàn viên vành mắt cô ấy cũng không khỏi đỏ lên người tốt cuối cùng cũng có báo đáp đội trưởng đội sản xuất mời cả gia đình bác sĩ miêu đến nhà của ông ta ông ta cũng mời cả trường thôn tới ở đó họ bày trí mấy bàn tiệc rượu linh đình tiếp đãi thiên tử trên bàn tiệc ông trưởng thôn dùng ánh mắt mang hàm ý sâu xa nói với bác sĩ miêu ông anh của tôi hôm nay tôi không thể không nói với anh mấy câu này bác sĩ miêu mang vẻ mặt xấu hổ mà gật đầu trưởng thôn tôi nghe đây trưởng thôn nói thuyên tử chịu oan ức tất cả chúng ta cũng đã chịu nhiều khó khăn trong lòng tất cả cũng tại đám quan lại tham ô kia nhưng là người hán cũng có quan chức tốt thư ký quách chính là một người như vậy diệp vô phong càng là một người tốt nếu không có diệp vô phong cả đời này anh cũng đừng mơ gặp lại được con trai anh đã đến gần này tuổi rồi liệu còn có thể chờ được tới lúc thuyên tử mãn hạn tù sao bác sĩ miêu gật đầu chỉ sợ tôi không đợi được trường thôn lại nói tiếp cho nên là tôi khuyên anh hãy sửa lại quy định của anh đi làm một bác sĩ thì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp anh nói có đúng không bác sĩ miêu đáp lại tôi nghe theo trường thôn ăn xong bữa cơm này tôi sẽ xem bệnh cho cô lâm đây diệp vô phong nghe xong thì hết mực vui vẻ bác sĩ miêu cảm ơn ông bác sĩ miêu quả nhiên biết giữ lời sau khi ăn cơm xong thì ông ta đưa lâm thư âm vào nhà làm một cuộc kiểm tra tổng quát đông y không thể so với tây y cách bác sĩ miêu kiểm tra chủ yếu là bắt mạch sau cuộc trần bệnh bác sĩ miêu nói với diệp vô phong quả thật là trong não của cô ấy có tồn tại một khối u nhưng khối u này rất là kỳ lạ, không thể dùng thuốc thường để xử lý loại này được. Diệp Vô Phong cũng lấy hồ sơ bệnh án bên phía bệnh viện ra. "Bác sĩ Miêu, đây là kết quả chụp CT của bệnh viện, ông xem qua chút đi." Bác sĩ Miêu nói: "Tôi xem cũng không hiểu, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, bên phía Tây y dựa theo hồ sơ bệnh này mà chẩn đoán là ung thư não." "Tôi nói không sai chứ?" Diệp Vô Phong khẽ cắn môi, anh nhìn qua khuôn mặt điềm tĩnh của Lâm Thư Âm. Trong lòng anh nổi lên cảm giác đau khổ. Diệp Vô Phong nói: "Đúng vậy, các bác sĩ chuyên môn của tỉnh cũng nói là ung thư não." Bác sĩ Miêu cười nhạt một tiếng rồi nói: "Đây chính là điểm khác biệt giữa Đông và Tây y, tôi không cho rằng đây là ung thư não." Tất cả mọi người có mặt đều bị bất ngờ, đến cả Lâm Thư Âm cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. "Bác sĩ Miêu, ý của ông là tôi không có bị ung thư não?" nhưng biểu hiện trên mặt bác sĩ Miêu lại trở nên buồn bã, ông ta gật đầu, rồi lại thở dài. Bác sĩ Miêu nói, nhưng là, trong mắt của tôi thì bệnh này so ung thư còn đáng sợ hơn. chương 232, nguyên nhân gây bệnh thật sự. Cả đám người vốn dĩ đang vui mừng, nhưng khi nghe bác sĩ Miêu nói thì lại trở nên lo lắng vô cùng. Diệp vô phong hỏi, ông bác sĩ, chuyện là như thế nào? Ông hãy nói cho chúng tôi biết, đừng để chúng tôi mãi buồn bực trong lòng, Bác sĩ Miêu bắt đầu nói. Thứ trong đầu cô ấy không phải khối u, là là một con côn trùng. Tất cả mọi người vừa hoảng sợ lại vừa ngạc nhiên, là côn trùng sao? Tại sao một con côn trùng có thể chui vào não người được? Bác sĩ Miêu nói, chắc chắn là khi cô ấy tuổi còn nhỏ hoặc vào thời thiếu niên đã từng uống phải nước suối trên núi, mà trong nước đó có mang theo loại trứng sâu kỳ quái này. Loại sâu này gọi là sâu kim tuyến, trứng sâu xâm nhập cơ thể người hoặc động vật theo đường uống. Rồi nó lại theo mạch máu mà chạy khắp toàn thân, ngẫu nhiên đậu lại một chỗ. Sau đó ấu trùng bắt đầu trưởng thành, trải qua nhiều năm về sau mà nó dần dần thành hình. Con côn trùng này có bề ngoài là một đường thẳng với thân thể màu vàng, nên gọi nó là sâu kim tuyến. Tây y kiểm tra đo lường ra được nó có hình dạng của một khối u là vì phạm vi hoạt động trong não bộ của nó quá nhỏ nên phải cuộn tròn cơ thể lại thành một khối cầu bất quy tắc. Loại sâu này có chứa độc nhưng dù nó không có độc thì một con côn trùng to như vậy nằm ở trong đầu cũng đã đủ để uy hiếp đến tính mạng của cô ấy rồi. Diệp vô phong vội vàng hỏi lại. Bác sĩ Miêu có cách nào để giết con côn trùng này hay không? Có thể thông qua phẫu thuật để loại bỏ nó hay không? Bác sĩ Miêu trả lời. Nơi con sâu này phát triển nằm quá gần khu thần kinh trung ương của đại não, tỷ lệ phẫu thuật thành công là rất nhỏ. Mà loại côn trùng này có khả năng nhận thức nếu như thực hiện phẫu thuật sẽ khiến nó cảm thấy nguy hiểm mà liều mạng chui sâu hơn vào trong não bộ. Lỡ xuất hiện sơ sẩy sẽ khiến nó cắn nát động mạch chủ trong đại não hoặc các dây thần kinh, như thế lại càng hỏng chuyện. Diệp vô phong tiếp tục hỏi. Vậy phải trị liệu bằng cách nào? Bác sĩ Miêu nói. Trong sách ghi học cổ truyền của gia đình tôi có ghi chép, có một loại thuốc chuyên môn dùng để khắc chế sâu kim tuyến. Chỉ cần uống thứ thuốc này thì sau một tháng con sâu kim tuyến đó sẽ bị hòa tan thành máu, người bệnh cũng được chữa khỏi. Diệp vô phong lại hỏi tiếp. Là thuốc gì, bao nhiêu tiền? Bác sĩ Miêu trả lời. Loại thuốc này cũng không mắc lắm, nhưng muốn điều chế lại rất khó. Cần có bột nghiền từ vảy của con kim lân. Loài kim lân này quanh năm sống sâu trong núi, hoàn toàn không có cách để tìm ra. Diệp vô phong lại hỏi. Kim lân là con gì cơ? Sao chúng tôi chưa từng nghe nói đến? Bác sĩ Miêu đáp là một loại động vật trông giống con kỳ lân, nhưng cơ thể nó chỉ to chừng con thỏ. Cách nó di chuyển cũng rất kỳ quái, mà lại sống sâu trong những hang động ở trên các ngọn núi lớn, rất ít khi ló mặt ra ngoài. Muốn bắt một con kim lân thì so chúng sổ số còn khó khăn hơn." Diệp Vô Phong nói. "Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn tôi cũng muốn thử một lần. Bác sĩ Miêu, ông hãy nói cho tôi biết tôi có thể đi đâu để bắt loài kim lân đó đây?" Bác sĩ Miêu trả lời: cách thôn miêu chúng tôi khoảng 15 cây số có một nơi gọi là núi Kỳ Lân. Khoảng mười mấy năm trước tôi đi hái thuốc trên ngọn núi đó thì bắt gặp một con kim lân. Chỉ là đã qua mười mấy năm rồi, cũng không biết con thú nhỏ đó có còn trên núi hay không. Ông lão nhà họ viên hỏi. Lỡ con thú kia chết rồi thì sao? Loài thú này có thể sống bao nhiêu năm? Bác sĩ Miêu trả lời. Tuổi thọ của loài thú này chỉ ít cũng phải mấy trăm tuổi, nếu không bị thương tổn từ môi trường bên ngoài thì nó sẽ không bất ngờ chết đi mặt khác loài này là thần thú muốn giết được nó cũng khó vô cùng cho nên dù có phái người đi săn bắt cũng không nhất định sẽ tìm được đáng tiếc tuổi tôi đã quá cao không thể leo núi được nữa nếu không tôi có thể tự đi tìm một lần diệp vô phong nói nếu biết nơi có thể bắt gặp được con thú này thì tôi nhất định phải đi thử một chuyến trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối tôi tin rằng khi chúng ta cố gắng hết sức thì nhất định có thể bắt được cái con kim lân này bác sĩ miêu nói nếu cậu nhất định phải đi thì tôi sẽ để thủy tinh dẫn đường cho cậu được tối hôm nay hai chúng tôi sẽ xuất phát diệp vô phong hà quyết tâm ông lão nhà họ viên nói tiếp thế thì diệp vô phong tôi sẽ đi cùng với cậu diệp vô phong đáp lời ông viên tuổi tác của ông cũng đâu còn nhỏ gì ông vẫn nên ở nhà chờ tin tức đi một mình tôi đi là được rồi ông lão nhà họ viên tiếp lời một mình cậu đi sao diệp vô phong tôi nhất định phải đi chung với cậu thủy tinh cũng nói theo anh vô phong lúc trước em từng đi cùng ông nội đến ngọn núi đó để hái thuốc để em dẫn đường cho anh thuyên tử nghe thấy con gái ông ta cũng muốn đi thì lòng không nỡ nhưng mà diệp vô phong đã cứu ông một mạng nhà ông lại giúp đỡ cậu ta là điều hiển nhiên Cơm nước xong xuôi thì ba người Diệp Vô Phong chuẩn bị cho chuyến đi. Lâm Thư Âm cũng muốn đi, nhưng tình trạng của cơ thể cô đã ngày càng kém cỏi, bước đi một bước thôi cũng đổ đầy mồ hôi. Thế là bác sĩ Miêu không cho phép Lâm Thư Âm đi theo, cô ấy đành phải ở lại chờ. Diệp Vô Phong, Thủy Tinh, Ông Viên, ba người nhớ đi đường cẩn thận. Nếu thật không tìm thấy được Kim Lân thì hãy lập tức quay về. Lâm Thư Âm dặn dò với ba người. Ngày hôm sau, ba người Diệp Vô Phong xuất phát đường đến núi kỳ lân thật sự là rất khó đi ba người họ phải cố gắng vô cùng mới có thể tiến lại gần chân núi kỳ lân ba người đi đến khu vực con kim lân kia từng xuất hiện họ bắt đầu tìm kiếm nhưng kiếm mãi đến chưa cũng không thấy được dù chỉ cái bóng của con kim lân thủy tinh nói anh vô phong phía trước có một cái hang rất lớn ông nội em từng nói trong cái hang động đó có rất nhiều hiện tượng kỳ quái rất có thể đó là chỗ con kim lân kia lẩn trốn chúng ta cùng vào đó tìm kiếm thử xem diệp vô phong đáp lời được chúng ta cùng vào đó đi cái hang động này này rất lớn càng đi sâu vào thì càng rộng ra nhiệt độ không khí trong hang cũng ngày càng thấp đi đi được một đoạn thì diệp vô phong bỗng phát hiện ở một khu đất cao cách phía trước cách bọn họ không xa có một con vật đang nằm yên ở đó trên thân nó bốc lên ngọn lửa màu vàng rực ngoại hình con vật này trông rất giống con kỳ lân kích cỡ của nó chỉ lớn chừng một con thỏ rừng cặp mắt thì lại to tròn như hai cái chuông màu vàng trong hang động đen ngòm này thì cặp mắt của nó trông bắt mắt vô cùng trời ạ à, là kim lân diệp vô phong nhịn không được mà hô to lên còn chờ cái gì mau chóng bắt lấy nó ông lão nhà họ viên là người đầu tiên xông lên ông lão nhà họ viên vung vẩy thanh đao bản nhỏ ông ta nhắm ngay con kim lân mà ra đòn lưỡi đao mỏng manh mạnh mẽ chém lên người nó con thú nhỏ kia kêu lên một tiếng đầy sợ hãi nhưng mà lớp phải quanh người nó cứng vô cùng loại đao bản nhỏ phổ thông này không thể khiến cho nó bị thương khi con kim lân thấy có người tấn công nó thì lập tức tìm cách trốn đi diệp vô phong sớm đã chuẩn bị chặn lấy đường lui của nó chúng ta nhất định phải bắt được nó nhưng động tác của con kim lân này lại nhanh hết sức đặc biệt nó còn có sức phòng thủ cản phá được đao kiếm muốn bắt nó quá mức khó khăn con kim lân này chạy loạn khắp nơi khiến ba người bọn họ không cách nào bắt được có mấy lần diệp vô phong suýt chút nữa đã bắt được nó nhưng rồi vẫn luôn bị nó tránh thoát được anh vô phong cho anh thứ này nè thủy tinh lấy ra một món đồ từ trong ba lô ra rồi cô ấy vung tay lên diệp vô phong bắt được rồi hỏi đây là cái gì thủy tinh đáp lời đây là lưới kim ti mà ông nội đã đưa cho em anh dùng cái lưới này bắt lấy con kim lân thì nó sẽ không thoát ra được diệp vô phong rất là vui vẻ hiện tại anh cũng đang rất cần một món đồ như vậy. Chỉ cần dùng cái lưới này bao phủ con kim lân lại thì nó sẽ không thể trốn thoát nữa. Cảnh tượng bao vây trận đánh lại tiếp tục diễn ra, cuối cùng Diệp vô phòng đã thành công. Anh đã dùng cái lưới vàng óng mỏng manh như sợi thủy tinh kia để tóm chặt lấy con kim lân. Diệp vô phong nhấc túi lưới lên rồi thắt một nút thòng lọc. Anh dơ cao con kim lân lên mà cười nói. Rốt cuộc cũng bắt được mi. Ông lão nhà họ Viên lấy tay lau qua cái đầu đầy mồ hôi mà nói: "Thật sự là không dễ dàng gì, rất may là chuyến đi lần này không hề uổng phí. Diệp Vô Phong, vợ của cậu đã được cứu rồi." Diệp Vô Phong lại càng hưng phấn hơn, anh đã quên hết thảy mệt nhọc, chỉ là thầm cầu nguyện trong lòng. "Thật sự là ông trời có mắt." Chương 233: Bốc thuốc đúng bệnh. Ba người cùng nhau xuống núi, họ đi theo con đường cũ mà quay về lại thôn Miêu. Lúc về tới thôn Miêu đã là hơn 10 giờ tối. Sao cơ, đã bắt được kim lân rồi. Bác sĩ Miêu cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Diệp Vô Phong lấy cái túi lưới kim ti ra, bác sĩ Miêu nhìn qua con kim lân thì gật đầu nói tiếp. Quá tốt rồi, có thứ này thì con sâu trong đầu cô Lâm cũng sẽ được giải quyết. Chỉ là, Diệp Vô Phong, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Diệp Vô Phong hỏi, Bác sĩ Miêu có chuyện gì à? Bác sĩ Miêu trả lời, tôi sẽ lấy đủ số vải kim lân cần thiết dùng để điều trị bệnh tình cho vợ của cậu. Chỉ là, tôi đề nghị cậu thả con kim lân này đi. Một con thần thú sống cả trăm năm như nó không thể chết trong tay tôi được, cũng không thể ở ngay tại cái thôn này mà chết. Nếu không nơi này của chúng tôi sẽ bị trời phạt. Diệp vô phong suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi cũng đồng ý với ông, cứ theo lời của bác sĩ Miu đi, tôi sẽ phóng sinh nó thế là bác sĩ miêu cắt bỏ đủ số vải kim lân cần dùng rồi mở tấm lưới kim ti ra con thần thú này lập tức được tự do nhưng khi nó đã được thả ra thì cũng không lập tức chạy trốn đi mà nó đứng trên đầu tường vây quanh nhà bác sĩ miêu sau khi con kim lân cúi đầu chào với bác sĩ miêu xong thì thân thể nó chấp nhoáng chạy mất dạng vào sâu trong núi mọi người cũng phải thốt lên quả nhiên là một con vật có trí khôn đã có được vải của kim lân bác sĩ Miêu lập tức bắt đầu điều chế thuốc cho Lâm Thư Âm. Những dược liệu khác đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn thiếu mỗi vải kim lân. Sau khi mài nhuyễn vài chiếc vải của kim lân ra thành bụi thì bác sĩ Miêu trộn đều với các nguyên liệu khác, cuối cùng là cho Lâm Thư Âm uống. Bác sĩ Miêu còn nói, trong tối hôm nay tôi sẽ điều chế cho xong số lượng thuốc cần dùng. Vào ngày mai, khi các cậu rời đi là có thể đến lấy thuốc. Khi về nhà chỉ cần uống thuốc đúng cứ, rèn luyện thân thể đúng bài bản thì không quá một tháng bệnh của cô ấy cũng có thể khỏi hẳn. Diệp vô phong cảm ơn dối rít anh còn nói tiếp. Ông bác sĩ, để biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với ông, tôi sẵn lòng hỗ trợ 10 vị giáo viên cho thôn miêu, sau khi về tới nhà tôi sẽ thu xếp xong chuyện này. Các giáo viên cũng sẽ không lấy của ông quá nhiều thời gian để hòa nhập với thôn miêu đâu. Ông bác sĩ ra cảm động mà nắm chặt lấy tay Diệp vô phong. Thế thì quá tốt rồi tôi thay mặt đám trẻ trong thôn miêu cảm ơn cậu. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm tạm thời về lại nhà của đội sản xuất để nghỉ ngơi. Ngay bữa sáng ngày hôm sau Diệp Vô Phong đã tự thân đi đến nhà bác sĩ Miêu để lấy thuốc. Khi định đi tới sân nhà bác sĩ Miêu thì Diệp Vô Phong cảm thấy có gì sai sai. Anh nép người qua một bên mà dò xét thì phát hiện ra, trong sân nhà bác sĩ Miêu có mười mấy chiếc xe mô tô Việt dã đang đỗ. Có mười người mặc áo đen trông rất thần bí ở trong sân đầu họ đội nón đen, tay cần vũ khí đứng chờ. Ngay lúc đó có một người phụ nữ mặc áo khoác trắng bước ra khỏi nhà. Người phụ nữ này mặc dù đã dùng khăn lụa trắng để che khuôn mặt lại, nhưng Diệp Vô Phong lại biết rất rõ thân phận cô ta. Chỉ cần nhìn sơ qua dáng người là anh đã nhận ra người phụ nữ đó chính là Mạc Vân Sương. Diệp Vô Phong xông vào sân mà quát lên. Mạc Vân Sương cô đang muốn làm gì? Mạc Vân Sương thấy Diệp Vô Phong xông đến từ bên ngoài thì có hơi giật mình. Diệp Vô Phong, bị anh bắt gặp rồi thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Anh muốn để cái ông bác sĩ Miêu này chữa bệnh cho vợ anh chứ gì, nằm mơ đi. Anh đã hại tôi nhà tan cửa nát, tôi cũng muốn anh lấy máu để trả món nợ này. Mạc Vân Sương, tôi là đã khoan nhượng khi xuống tay với cả nhà họ Mạc mấy cô rồi. Giờ cô lại không biết tốt xấu lấy oán trả ơn thì đừng trách tôi không nương tay nữa. Diệp Vô Phong tiến lên từng bước một, anh đang muốn hành động thì lại thấy Mạc Vân Sương khoát tay chặn ngang sau đó thì có hai gã lực lưỡng dẫn bác sĩ Miêu bị trói gô đi ra. Diệp vô phong dừng bước, anh chỉ tay về phía cô ta mà nói. Mạc Vân Sương, ông lão này có gây thù gì với cô không? Đây là chuyện giữa hai người chúng ta, có bản lĩnh thì nhầm vào tôi này. Mạc Vân Sương cười lạnh. Anh rể tôi đã về hưu rồi mà anh vẫn không buông tha. Anh chạy tới đây kiên quyết gây chuyện khiến anh rể tôi phải vào tù ngồi. Ba tôi bị anh chọc cho tức ngã bệnh hiện tại dù anh có nói cái gì thì cũng vô ích, tôi phải trả thù anh. Ông già này chỉ có chút bản lĩnh mà đã dám muốn đi giúp Lâm Thư Âm rồi. Mà cả đám các người đều cùng một ruột, cho nên tôi mới không thể tha cho một người nào. Thấy sao, làm như vậy cũng không tính là bất công ha. Các người đều đáng chết, tôi chỉ khiến các người phải chết thôi. Mạc Vân Sương khoát tay ra lệnh cho một tên tay sai kéo bác sĩ Miêu ra rồi ấn đầu ông ta xuống. Thanh đao giết ngựa được dơ cao lên, chỉ chờ Mạc Vân Sương ra lệnh là lập tức vung xuống chặt đầu bác sĩ Miêu. Ông bác sĩ già dù không hiểu rõ những lời Mạc Vân Sương nhắc tới là gì, nhưng ông đã không còn sợ gì cái chết rồi. Bác sĩ Miêu cười lạnh một tiếng. Thứ nhãi danh như cô cứ việc giết tôi đi, cổ lão già này cứng lắm, đau cô mềm thế thì chém không nổi đâu. Trong lòng Diệp vô phong âm thầm bội phục tâm lý của ông bác sĩ già họ Miêu này nhưng cũng chỉ vì anh mà đã liên lụy một nhà ông ta khiến anh cảm thấy bất an và xấu hổ. Mạc Vân Sương, cô dám giết bác sĩ Miêu thì tôi sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn. Mạc Vân Sương cắn nhẹ môi, tay cô ta vừa hạ xuống thì gã lực lưỡng mặc áo đen đứng sau cô ta cũng đã vung thanh đao nhắm ngay cổ bác sĩ Miêu mà chém xuống. Ánh đao lóe qua, máu tươi vung vẩy, đầu người lăn lông lốc. Nhưng cái đầu đang lăn trên đất lại không phải đầu của bác sĩ Miêu, mà là đầu của gã cầm đao kia. Mạc Vân Sương không thể ngờ được một màn này, cô ta tung người nhảy qua phía bên cạnh, Mạc Vân Sương chăm chú quan sát thì thấy có một người phụ nữ mặc áo khoác màu đen đang đứng phía sau gã cầm đao kia. Người phụ nữ này có dáng người thon gọn, khuôn mặt rất có cá tính. Nét mặt người phụ nữ này chẳng những lạnh lùng mà lúc ra tay còn nhanh như chớp. Khoảnh khắc vừa rồi, ngay lúc gã cầm đao kia vung tay xuống thì cây roi dài trong tay người phụ nữ kia cũng kịp thời được vung ra. Cây roi quấn lấy đầu lưỡi đao mà vẽ ra một vòng tròn, thanh đao giết ngựa cũng cắt ngược ra sau chém rơi đầu gã cầm đao. Mạc Vân Sương tất nhiên là đã nhận ra người vừa xuất hiện này. Cô ta nhịn không được kêu lên thành tiếng. Bạch Nhạn Phi, sao lại là cô? Diệp Vô Phong thấy Bạch Nhạn Phi kịp thời chạy tới thì vui mừng trong lòng. Nhưng tình hình trước mắt vẫn còn đáng lo, trước tiên anh cần giải quyết hết đám người này đã. Diệp Vô Phong lên tiếng. Nhạn Phi cô tới thật đúng lúc cô hãy bảo vệ cẩn thận người trong nhà này. Hiện đã không còn gì phải lo lắng nữa, thân hình Diệp Vô Phong nhảy cao lên, anh lao thẳng tới chỗ Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương thấy kế hoạch của cô ta lại thất bại một lần nữa thì giận dữ vô cùng. Cô ra rút một thanh đao ra từ bên hông mà đón đánh Diệp Vô Phong. Hai người họ chiến đấu kịch liệt, đám tay sai quèn của Mạc Vân Sương thì chia ra hỗ trợ cô ta đối phó Diệp Vô Phong, số còn lại thì bao vây bạch nhạn phi đám tay sai mạc phân xương mang đến có phần lớn là cao thủ cấp bậc tinh anh nhưng người đám đó đối mặt là bạch nhạn phi một nhân vật cấp bậc võ sư hai phía bọn họ hoàn toàn không thể đặt lên cân để ước lượng được chỉ trong khoảnh khắc mà bạch nhạn phi đã xử lý xong bốn tên sát thủ mấy tên còn lại đều đang nằm gào thét ở ngoài xa chứ không dám tới gần bạch nhạn phi vừa đánh vừa lui cô ấy bảo vệ bác sĩ miêu quay trở lại nhà xong thì sau đó lại cầm cây roi dài chặn ngay cửa Bạch Nhạn phi cùng với Diệp Vô Phong phối hợp chiến đấu, đám tay sai của Mạc Vân Sương đã không cầm cự được nữa rồi. Diệp Vô Phong hận Mạc Vân Sương đến thấu xương nên khi ra tay đã không còn kiêng nể gì nữa. Tốc độ đánh của anh ngày càng nhanh, bóng dáng bàn tay anh bay đầy trời bao vây Mạc Vân Sương lại. Mạc Vân Sương đau khổ chống cự được mười mấy chiêu thì rơi vào thế bí. Mạc Vân Sương nhìn trộm qua phía bên cạnh, bên phía đó bạch nhạn phi đối phó với đám tay sai của cô ta còn thành thạo điêu luyện hơn bên này không được nếu tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ mình phải bỏ mạng lại đây mạc vân sương là một người phụ nữ khôn khéo hết cả phần thiên hạ cô ta xét thấy khả năng chiến thắng trong tình huống hiện tại đã không còn thế là cô ta chọn rút lui để giữ mạng chờ sau này bàn bạc kỹ hơn có hai tên sát thủ ôm lòng bảo vệ chủ nhân hai tên đó liều chết xông lên tấn công diệp vô phong một trong hai tên đó vừa mới chạy tới gần là đã bị Diệp vô phong táng cho một cái bay thẳng ra ngoài. Thân thể của gã ta văng một mạch ra khỏi tường rào ngoài sân. chương 234, nhảy xuống vách núi. Tên còn lại thì đứng đơ ra đó ngẩn ngơ. Diệp vô phong nhân lúc đó xông về phía trước một bước đá ra một cước thẳng vào bụng hắn ta. Thằng cha đó bị đá bay xa 7-8 mét rồi nằm sụi lơ trên đất không đứng dậy nổi. Hai tên sát thủ hợp lực trợ chiến giúp cho Mạc Vân Sương có cơ hội tạm nghỉ. Mạc Vân Sương lặng lẽ vùng thanh đao lên, tốc độ của cô ta nhanh như chim cắt nhảy vút qua tường rào. Cô ta nhảy qua bờ tường rồi nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe mô tô Việt giã. Sau đó cô ta đạp chân ga nổ máy chạy đi mất. Không thể để cô ta trốn thoát, dù cô có trốn đến tận cùng trái đất tôi cũng phải bắt cô bằng được. Trong lòng Diệp Vô Phong âm thầm hạ quyết tâm. Diệp Vô Phong nhấc chân chạy ra bên ngoài, anh vừa chạy theo vừa nghiêng đầu nói. Bạch Nhạn Phi, cô hãy bảo vệ cho cả gia đình bác sĩ Miêu, tôi sẽ đuổi theo Mạc Vân Sương. Sau khi nói xong thì Diệp vô phong nhảy vụt lên một chiếc mô tô Việt giã khác rồi nhắm ngay hướng Mạc Vân Sương chạy đi mà đuổi theo. Đội hình bị tan giã chỉ còn lại đám các két tay sai. Bọn chúng thấy Mạc Vân Sương chạy vào khu hoang vắng thì hoảng loạn mất trật tự rồi giải tán. Bạch Nhạn Phi không định đuổi theo, cô ấy quay người đi vào nhà để bảo vệ bác sĩ Miêu. Chiếc mô tô Việt giã diệp vô phong đang lái chạy vun vút trên đường, anh đuổi theo phương hướng Mạc Vân Sương chạy đi. Hai người một trước một sau dí nhau không dứt ra được. Từ đầu tới cuối xe của cả hai vẫn giữ nguyên khoảng cách 100 mét hơn. Mạc Vân Sương thấy chạy mãi không thoát được Diệp Vô Phong thì mắng thầm ở trong lòng. Xem như anh lợi hại, nếu không sợ chết thì cứ bám theo đi. Nghĩ khi tới đây thì Mạc Vân Sương vặn mạnh tay ga, bẻ lái chạy theo hướng đi sâu vào trong núi. Diệp Vô Phong hoàn toàn không sợ mà tiếp tục đuổi theo. Khoảng cách giữa anh và Mạc Vân Sương càng lúc càng gần. Mạc Vân Sương cũng bắt đầu lo lắng hơn. Chiếc mô tô Việt giã cô ta bỗng dưng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, rồi chiếc xe nhảy vọt lên về phía trước. Xe của Mạc Vân Sương đang theo quán tính phóng đến trước thì đột nhiên có một cây gậy dài bằng gỗ từ đâu vào tới. Cây gậy như thể có mắt, nó đâm thẳng vào bánh xe của Mạc Vân Sương. Một tiếng giòn giã vang lên, cây gậy bị kẹt gãy, nhưng chiếc xe Mạc Vân Sương đang lái cũng bị đánh lệch khỏi quỹ đạo. Mạc Vân Sương bị hất văng khỏi yên xe, thân thể cô ta bay trong không trung, sau khi cô ta bị hất bay khỏi đó mười mấy mét hơn thì mới rơi xuống đất. Lần này Mạc Vân Sương không thể chờ người để đáp đất nên cô ta cũng rơi bẹp xuống như người bình thường khi bị rơi tự do. Mạc Vân Sương gần như là đã bị gãy lưng, cơn đau xém chút khiến cô ta ngất đi. Mãi lúc sau cô ta mới nhịn đau đứng dậy được. Mạc Vân Sương bò dậy, Cô ta đang muốn tìm chiếc xe mô tô Việt Dã thì bỗng phát hiện có người núp sau đám cây. Cô ta quan sát kỹ bên đó thì thấy được Tiết Phi. Tiết Phi lặng lẽ mai phục trong rừng và anh ta đã đánh lén thành công. Nhưng anh ta biết Mạc Vân Sương rất đáng gờm, anh ta không thể nào đánh lại cô ta nên đã tiếp tục trốn trong đám cây chứ không xông ra. Nhưng Tiết Phi vẫn bị Mạc Vân Sương phát hiện ra. Cô ta bước từng bước đến gần Tiết Phi, Mạc Vân Sương muốn giết Tiết Phi, trong lòng cô ta thầm nghĩ: được lắm, thằng gà này muốn chết nên mới dám chọc giận bà mày đúng không? Đợi đã, thằng gà này xuất hiện từ chỗ nào? Đàn em của Bạch Nhạn Phi vẫn luôn dám sát mạc Vân Sương. Khi Bạch Nhạn Phi nhận được báo cáo là Mạc Vân Sương dẫn theo một đám người chạy thẳng đến núi Quan Vân thì ngay lập tức Bạch Nhạn Phi đã đoán ra Mạc Vân Sương là muốn ám sát Diệp Vô Phong. Thế là Bạch Nhạn Phi lập tức mang theo Tiết Phi đi hỗ trợ. Lúc đến chân núi thì xe hơi không chạy lên được nữa nên hai người họ đành phải đi bộ mà Bạch Nhạn Phi có nội công thâm hậu nên chạy bộ vẫn nhanh hơn Tiết Phi. Kết quả là Tiết Phi lạc đường. Tiết Phi đang ngồi dưới tán cây thở hổn hển lấy lại sức thì bỗng thấy hai chiếc xe mô tô Việt Dã lao vun vút tới. Hai chiếc xe một trước một sau chạy trên con đường quanh co từ trên núi xuống. Tiết Phi có thể thấy rõ chiếc xe sau là do Diệp Vô Phong lái, nếu vậy thì chiếc xe chạy đằng trước là của kẻ địch rồi. Thế là Tiết Phi tìm một khúc gỗ làm gậy mai phục trên con đường mà hai chiếc xe phải chạy ngang qua này. Trong khoảnh khắc chiếc xe chạy phía trước lao ngang qua cái cây Tiết Phi đang ẩn núp thì anh ta cũng phóng cây gậy gỗ ra đánh phá chiếc xe mô tô Mạc Vân Sương đang lái. Lúc Mạc Vân Sương văng ra khỏi yên xe thì Tiết Phi mới kịp nhận ra người lái xe là bà Trần Tinh Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương bị ngã đau đến tức ngực, cô ta nén nhịn cơn đau, điều chỉnh lại nhịp thở rồi bò dậy khỏi mặt đất sau đó Mạc Vân Sương hầm hầm đi tới chỗ Tiết Phi như ác quỷ muốn giết người. Lúc này thì chiếc xe mô tô Việt giã Diệp Vô Phong lái đã chạy tới. Diệp Vô Phong nhảy khỏi chiếc mô tô mà chặn ngay trước mặt Mạc Vân Sương. Giọng của Diệp Vô Phong lạnh lùng. Còn muốn gương oai, cô đã chạy không thoát. Mạc Vân Sương không tiếp tục tiến lên nữa. Cô ta đứng thẳng người lại rồi dùng cặp mặt lạnh lẽo nhìn Diệp Vô Phong. Đột nhiên cô ta nói. Anh thắng diệp vô phong anh có dám tha mạng cho tôi lần này hay không diệp vô phong cũng lạnh lùng như một tảng băng mà đáp lời mạc vân sương tôi không thể tha cho cô lần này cô nhất định phải đi theo tôi về sở cảnh sát mà khai báo ra tất cả mọi chuyện hiện tại tôi đang nghi ngờ cái chết của hai bố con nhà họ mã có liên quan đến cô mạc vân sương cười lạnh đáp lời được thôi nếu đã như vậy thì ra tay đi hôm nay hai chúng ta liều mạng đấu một trận sống mái với nhau vừa dứt lời thì Mạc Vân Sương bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Thấy Mạc Vân Sương không có lấy một chút sám hối nào, Diệp Vô Phong cũng quyết tâm liều mạng. Anh hét lớn một tiếng, cơ thể anh bước về trước một bước rồi bày ra tư thế hổ vồ mồi mà vung mạnh bàn tay đến phía đỉnh đầu của Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương nghiêng người tránh né, thân hình cô ta nhanh như chấp vọt đến trước người Diệp Vô Phong. Bàn tay cô ta móc từ mạn dưới lên chụp đến phía trái tim của Diệp Vô Phong hai người họ đều đấu tay đôi chứ không dùng vũ khí. Phó công của Mạc Vân Sương cũng có sự tranh lệch rất lớn với Diệp Vô Phong nên khi không có vũ khí trong tay thì không phải là đối thủ của anh. Hai người cũng chỉ mới đánh được 10 đòn thì Mạc Vân Sương đã bị Diệp Vô Phong đá ngang phang trúng bụng. Mạc Vân Sương kêu rên đau đớn, cơ thể cô ta văng ra ngoài. Diệp Vô Phong bước chậm tới chỗ Mạc Vân Sương. Hai con mắt của Diệp Vô Phong nhìn chằm chằm cô ta một cách hung dữ, anh nói. Mạc Vân Sương, có bản lĩnh gì thì lấy hết ra đi." Mạc Vân Sương hét lên một tiếng, rồi cô ta đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Nhưng dù Mạc Vân Sương có dùng hết toàn lực thì sức mạnh giữa hai người cũng có sự chênh lệch lớn vô cùng. Mạc Vân Sương không kéo dài thêm được mấy chiêu nữa thì lại bị bàn tay của Diệp Vô Phong đập trúng đầu vai. Cô ta lại té lăn ra đất một lần nữa. Mạc Vân Sương còn chưa đứng lên thì Diệp Vô Phong đã bước đến trước một bước mà dẫm mạnh một chân lên lưng cô ta anh ép cô ta nằm gục tại chỗ không thể động đậy mà quát to một câu không phải tôi không muốn tha cô lần này nhưng mà mạc vân sương cô trốn ở trong bóng tối âm mưu hại chết quá nhiều người cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn diệp vô phong đạp lên một huyệt quan trọng trên lưng mạc vân sương khiến toàn thân cô ta tê cứng tay chân cũng không nhấc lên được cô ta chỉ có thể chừng đôi mắt phượng mà oán hận diệp vô phong hàm răng trắng bị cắn chặt mạc vân sương nghiến răng nói Diệp Vô Phong, dù tôi có chết cũng không chịu thua anh. Có bản lĩnh thì anh thả tôi đi, sau này tôi sẽ tìm anh đấu lại một trận." Diệp Vô Phong cười ha hả. "Cô có khích tướng cũng vô dụng, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô." Mạc Vân Sương lại chế giễu. "Tôi thấy là anh đang nhát gan nhưng không dám nhận ấy. Không dám thả tôi thì cứ giết quách tôi đi, sao nào, bà này không sợ đâu." Nói xong thì Mạc Vân Sương nhắm mắt lại, Mạc Vân Sương đã chọc cho Diệp Vô Phong giận thật. Diệp Vô Phong giơ tay lên, anh đang định nhắm ngay huyệt đại trùy phía sau gáy cô ta để ra tay. Diệp Vô Phong lạnh lùng, không còn nương tay kiêng nể người đẹp gì nữa, anh thật sự muốn lấy mạng Mạc Vân Sương. Đột nhiên Mạc Vân Sương mở to mắt ra. Đợi đã. Diệp Vô Phong ngừng tay mà hỏi lại. Cô còn âm mưu gì nữa đây? Mạc Vân Sương trả lời số thuốc anh nhờ ông bác sĩ miêu điều chế ra để chữa bệnh cho vợ đã bị tôi giấu đi rồi mà chắc anh cũng chẳng biết đâu ha nếu giờ anh không thả tôi đi tôi sẽ cắn lưỡi tự sát tôi muốn cho lâm thư âm chết cùng với tôi diệp vô phong vô cùng bất ngờ rồi anh bắt đầu thả lỏng người mà không để ý đến mạc phân xương đang nằm dưới chân anh đã vùng thoát ra được diệp vô phong cũng không tiếp tục ra tay với mạc phân xương nữa vì anh biết ở trong hoàn cảnh núi rừng hoang vu này Mạc Vân Sương không cách chi mà chạy thoát được anh. Mạc Vân Sương cười to, tiếng cười của cô ta lạnh lẽo kinh dị. Rồi cô ta chậm rãi đi đến vách núi ở gần đó mà nói. "Diệp Vô Phong, tôi sẽ không để cho anh có được thứ anh muốn." Diệp Vô Phong hoảng sợ rồi, anh sợ Mạc Vân Sương nhảy vực tự sát. Diệp Vô Phong hô to, "Cô đừng có." Tà áo khoác trắng của Mạc Vân Sương tung bay trong gió. Cô ta cúi đầu nhìn xuống vách núi treo leo sâu không thấy đáy ở dưới chân cô ta. Rồi Mạc Vân Sương nghiêng đầu qua nói: "Diệp Vô Phong, tạm biệt, à không, là vĩnh biệt, lần gặp cuối nên cũng coi như là tôi tặng cho anh một câu, tôi hận anh." Vừa dứt lời, Mạc Vân Sương thả người nhảy vọt lên cao, rồi cô ta cắm đầu xuống vách đá sâu hun hút. "Cô, dừng lại." Tay Diệp Vô Phong hơi vươn ra trước, nhưng là đã không kịp. Diệp vô phong đi đến chỗ vách núi mà nhìn xuống dưới. Phía dưới vách núi là một vực sâu thăm thẳm đen nghịt một màu. Diệp vô phong không khỏi thở dài. Cô ta thật sự nhảy xuống rồi sao? mươi 235, Mạc Tam ra ói ra máu. Diệp vô phong và Tiết Phi cùng nhau đi xuống đáy vực. Hai người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy xác của Mạc Vân Sương. Diệp vô phong nói. Người đàn bà mày cũng sống dai thật cái vách núi cao như vậy mà nhảy xuống vẫn chưa chết được. Đoán chừng cô ta đã bị thương nhưng vẫn chạy thoát. Rồi Diệp vô phong lo chuyện mấy gói thuốc. Anh sở thuốc bác sĩ Miêu điều chế cho Lâm Thư Âm đã bị Mạc Vân xương giấu đi thật nên nhanh chóng chạy về lại nhà của bác sĩ Miêu. Lúc này thì ông lão nhà họ Viên và Lâm Thư Âm cũng đã có mặt. Họ đang bàn bạc chuyện này cùng với Bạch Nhạn Phi. Bác sĩ Miêu nói: "Các cô cậu yên tâm, đúng là vừa nãy cô gái kia đã cướp được mấy gói thuốc từ trong tay tôi. Nhưng cô ta cũng không biết, số thuốc cô ta cướp được chỉ là số lẻ tôi chuẩn bị thêm cho Lâm Thư Âm. Phần thuốc chính vẫn còn ở đây. Nói rồi bác sĩ Miêu mở ngăn kéo lấy ra một cái giỏ sách. Bên trong đó có 30 gói thuốc, bác sĩ Miêu tự tay giao thuốc cho Diệp vô phong mà dặn dò. Sau này cứ mỗi ngày uống một lần thuốc, sau 3 ngày thuốc thì cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu trong một khoảng thời gian ngắn đó là do con sâu trong đầu cô ấy bị thuốc ảnh hưởng mà quậy phá. Khi cô ấy cảm thấy đau đầu thì có thể uống một liều thuốc ngủ mà ngủ say một giấc. Thêm ba ngày nữa là con sâu đó sẽ chết. Khi đó cơ thể của con sâu sẽ bị hòa tan dần dần rồi bị đào thải ra ngoài. Khi uống hết liệu trình một tháng cũng là lúc bệnh của vợ cậu được chữa dứt điểm. Đến lúc này thì Diệp vô phong mới yên lòng. Ông bác sĩ, thật sự là rất cảm ơn ông. Diệp vô phong khăng khăng muốn để lại 30 tỷ làm quà cảm ơn nhưng dù có nói cỡ nào thì bác sĩ Miu cũng không chịu nhận. Cuối cùng thì Diệp vô phong đưa lại số tiền cho trưởng thôn. Trưởng thôn, ông hãy nhận lấy số tiền này đi, dùng số tiền này để sửa đường, xây trường học, nếu có dư ra thì lập nên một quỹ học bổng. Ông trưởng thôn cảm ơn Diệp vô phong dối rít. sau đó Diệp vô phong còn nói tiếp. Sau khi trở về tôi sẽ lập tức tuyển dụng 10 giáo viên đến đây, tôi nói được thì làm được lúc nhóm người diệp vô phong chuẩn bị rời khỏi thôn miêu thì thủy tinh mang một chùm hoa tươi tới thủy tinh tặng hoa cho lâm thư âm lâm thư âm thì ôm lấy tay thủy tinh mà nói thủy tinh ông nội của em chính là bác sĩ tài ba nhất thế giới này chị cũng mong sau này em có thể trở nên giống ông nội em trở thành một bác sĩ giỏi cứu chữa cho mọi người thủy tinh đáp lời chị dâu anh vô phong em đã rõ diệp vô phong cũng nói thêm thủy tinh em nhớ giữ gìn sức khỏe khi rảnh rỗi anh sẽ đến thăm nhà em. Chuyến đi đến thôn Miêu đã kết thúc, nỗi lo đè nặng trái tim Diệp Vô Phong cũng vơi được phần nào. Đầu tiên là Diệp Vô Phong đưa ông lão nhà họ Viên về lại nhà. Rồi anh đi cùng Lâm Thư Âm, Bạch Nhạn Phi và Tiết Phi về lại thành phố Tam Giang. Lúc Diệp Vô Phong về thành phố, anh cũng mang theo thanh đao Mạc Vân Sương dùng để ám sát anh về. Trong cuộc đụng độ ngày hôm đó Diệp Vô Phong đã phát hiện ra thanh đao này có độc. Diệp Vô Phong đưa thanh đao cho cơ quan công an làm kiểm tra, khi họ xét nghiệm thì xác nhận đúng là thanh đao có độc. Mà loại độc này cũng hoàn toàn khớp với chất độc có trên thanh đao dùng để giết chết Mã Không Đoàn kia. Qua đó đã đủ chứng minh hung thủ đứng đằng sau hai vụ án giả dạng Diệp Vô Phong giết chết Mã Không Đoàn ở nhà máy bỏ hoang ngày đó và quả bom ám sát Mã Chính Vinh đều có liên quan mật thiết đến Mạc Vân Sương. Phía bên cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã Mạc Vân Sương. Chỉ là dù cảnh sát có tìm khắp thành phố Tam Giang thì cũng không thấy được dù chỉ cái bóng của cô ta. Cảnh sát đã cho đóng cửa công ty của Mạc Tam gia khiến cho Mạc Tam gia tức đến ói ra máu dẫn đến chuyện bệnh tình của Mạc Tam gia càng thêm nghiêm trọng hơn. Không lâu sau đó Mạc Tam gia cũng không gắng gượng được thêm tí nào nữa mà lên bàn thờ ăn nhang. Cả dòng họ nhà Mạc trước đây từng là một dòng tộc giàu có bậc nhất ở thành phố Tam Giang, đến cuối cùng đã bị xóa sổ không còn lại một vết tích gì. Người chết cứ chết, người trốn được vẫn tiếp tục trốn những xí nghiệp thuộc nhà họ mạc thì bị chính phủ tịch thu kết quả sau một hồi đấu giá thì tất cả sản nghiệp nhà họ mạc đều rơi vào trong tay diệp vô phong bến tàu chở khách theo lịch định kỳ ở vịnh bích la loan của thành phố tam giang cuối cùng cũng bị hai người lâm thư âm và bạch nhạn phi cùng nhau đoạt được từ đó nhà họ lâm chính thức trở thành dòng họ giàu có bậc nhất của thành phố tam giang cả gia đình lâm thư âm lại chuyển qua căn biệt thự trên núi nhạn tây sống một lần nữa bệnh tình của lâm thư âm cũng ngày một tốt hơn có một ngày lâm thư âm nhìn thấy diệp vô phong đứng ngoài ban công biệt thự nhìn về điểm cuối của dòng sông lớn nơi xa cô ấy không nhịn được hỏi một câu chồng ơi có phải anh đang muốn đầu tư vào thành phố hoa hải không diệp vô phong cười đáp lời cô vợ yêu quả nhiên là rất hiểu anh giữa anh và du kinh hồng đã có một ước định anh phải giúp cô ta tìm được tấm bản đồ kho báu kia nhưng cũng tiện thể anh muốn tặng cho em một món quà đặc biệt. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, rồi thành phố Hoa Hải có nền kinh tế phồn vinh nhất kia sẽ trở thành nơi Lâm Thư Âm em lập nghiệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 236, Kỵ sĩ bảo vệ công chúa. Thành phố Hoa Hải lớn thật, chúng ta đã lái xe được 2 tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi. Lâm Thư Âm đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe BMW X5 cô ấy nhịn không được mà nghiêng đầu nói với Diệp Vô Phong đang ngồi ở bên ghế phụ. Diệp Vô Phong mở to mắt ra nhìn cảnh tượng phồn hoa phía ngoài cửa xe, anh đáp. Hưng, ông già mộ dung hào giang này cũng giỏi thật đấy. Ông ta đóng chiếm cái thành phố Hoa Hải được mấy chục năm rồi, bao nhiêu vinh hoa phú quý đều riêng mình ông ta hưởng cả. Lâm Thư Âm tiếp lời. Mộ Dung Hào Giang đã làm kinh doanh lâu như vậy, chúng ta muốn mạnh mẽ xâm nhập vào xã hội ở đây để ảnh hưởng đến địa vị của ông ta cũng không phải là chuyện dễ gì. Em sợ sao? Diệp vô phong mỉm cười hỏi lại. Có anh ở đây thì em tại sao phải sợ? Từ đó tới nay Lâm Thư Âm vẫn luôn hết mực tin tưởng Diệp vô phong. Chỉ là, nếu là chúng ta phải bắt đầu từ con số không, dù là có phát triển thương nghiệp thì cũng không cách nào có thể thể so sánh được với cả một ngành công thương nghiệp dưới tay mộ dung hào giang được diệp vô phong giơ ngón tay chỉ lên trần xe đáp lời cô em yên tâm chúng ta được trên đó ủng hộ nên mộ dung hào giang chỉ có thể bay màu thôi để mà nói ngưỡng quyền lực thuộc về mộ dung hào giang mà lâm thư âm hiểu biết cũng chỉ mới dừng tại phương diện hoạt động kinh tế nhưng diệp vô phong lại biết bên người mộ dung hào giang còn có một vị cao thủ mạnh kinh khủng tên thường gọi của người đó là bát tý hải thần có người này đứng ra bảo vệ thì địa vị của mộ dung hào giang trong thế giới ngầm của thành phố hoa hải mới có thể vững chắc được mấy chục năm qua sẽ phải ở phía trước giọng nói của chị google phát lên đều đều chỉ đường cho người lái đến rồi lâm thư âm dừng xe lại nhìn qua trời ạ à, cái khách sạn này quả thật là xa hoa quá đi đây là nhà hàng mỹ thụ loan nổi tiếng sao diệp vô phong ngẩng đầu nhìn qua khá lắm phải cao mấy chục tầng đó cũng không trách được, khách sạn ở một cái thành phố lớn như Hoa Hải này là cần có sự hoành tráng. Người bạn học của Tần Vũ gì đó của em là mời em tới đây để tham buổi tiệc họp mặt kia hả? Lâm Thư Âm gật đầu. Đúng vậy, vị trí Tần Vũ gửi cho em chính là ở chỗ này. Cũng may là chúng ta đã đến kịp lúc, vừa đúng 11 giờ 30 trưa rồi. Hai người vừa bước vào cánh cửa to lớn của khách sạn thì đã thấy một tấm bảng chỉ dẫn đặt ở trên sảnh tầng trệt. Tấm bảng thông báo bữa họp mặt ở tầng 12. Hai người dùng thang máy lên tầng trên, khi cửa thang máy vừa mở ra đã có ngay một cô gái xinh đẹp sắc sảo mang nét dân địa phương Hoa Hải với đôi mắt to tròn đi đến chỗ Lâm Thư Âm. "Ôi chao, cục cưng Thư Âm sau mấy năm trời không gặp lại đẹp lên rồi." Cô gái cao gầy kia chạy ù đến ôm lấy Lâm Thư Âm khiến cho không khí bị khuấy động tạo ra một làn gió thơm. Cô gái kia không những ôm mà còn hôn một cái lên khuôn mặt của Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm có hơi xấu hổ mà cẩn thận dò xét Diệp Vô Phong đang đứng bên cạnh, cô ấy ngại ngùng nói. Tần Vũ, cậu vẫn không hề đứng đắn thêm tí nào cả. Tần Vũ cười khanh khách lên, đôi mắt đẹp của cô ta hơi nhíu nhìn qua Diệp Vô Phong mà hỏi. Ôi chào ơi, người này là chồng cậu nhỉ, tối nay tôi muốn ngủ chung với Lâm Thư Âm, ông cũng không nên ghen tuông với tôi đâu nha. Diệp Vô Phong nhún vai đáp. Không thành vấn đề, tôi bán Thư Âm lại cho cô đó nhể, dân buôn người à. Tần vũ đá lông nheo với Diệp vô phong, rồi cô giữ chặt tay Lâm Thư Âm mà nói. Cậu nhanh chân lên nào, các bạn lớp cũ đều đến rồi. Diệp vô phong bỗng giang rộng hai tay mà chào đón Tần Vũ. Người đẹp, tôi còn tưởng vừa nãy là phong tục tiếp khách của Hoa Hải các cô nha. Hóa ra là không có bao gồm tôi à. Đôi mắt đẹp của Tần Vũ chợt lấp lánh, cô ta nói. Thư âm, mình chợt nhận ra anh chồng của cậu cũng không đàng hoàng lắm đó nha. Khi họ bước vào sảnh lớn, Tần Vũ chợt lên giọng. Mọi người xem này, người đẹp thành phố Tam Giang vất vả đường xa đến đây, Lâm Thư Âm đến rồi. Mọi người chào đón cô ấy đi. Một chàng vỗ tay vang lên, có một người đàn ông mặc bộ trang phục sang trọng đi lên phía trước. Người đàn ông này có làn da trắng nõn, mắt hai mí, cặp môi mỏng, mái tóc anh ta còn rất óng ánh suôn mượt anh ta dùng một tư thế anh ta tự cho là nhã nhận mà giang hai tay ra trước mặt chào hỏi Lâm Thư Âm. "Ai nha, trong khoảng thời gian học đại học thì Lâm Thư Âm em chính là người tình trong mộng của anh. Hôm nay rốt cuộc anh đã được gặp lại em, nào nào, ôm một cái nào." Lâm Thư Âm lùi về sau nửa bước theo bản năng, nhưng người đàn ông đang giang rộng vòng tay kia lại không hề biết kiêng nể là gì mà bước lên trước một bước. Quách Trấn Vũ, chồng của người ta cũng đang có mặt kia, Tần Vũ chừng mắt nhìn người đàn ông kia. Chồng cô ấy có mặt thì liên quan gì chứ? Hai chúng tôi là anh em nối khố với nhau nha. Da mặt của người đàn ông tên Quách Trấn Vũ này quả thật không thể gọi là dày một cách bình thường. Quách Trấn Vũ vừa đưa mắt nhìn quanh rồi lại vừa bước lên ôm chầm lấy Lâm Thư Âm. Nhưng không ai ngờ, người Quách Trấn Vũ ôm là Diệp Vô Phong. Mà Diệp Vô Phong còn cười nói. Anh Quách nè, anh gấp rút ôm tôi như vậy khiến tôi phải nghi ngờ xu hướng tính dục của anh có vấn đề hay không đó ha 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 mọi người quanh đó lập tức cười to đặc biệt là tần vũ cô ta cười đến cong cả lưng kém chút nữa là cười đến sốc hông rồi anh nét mặt quách chấn vũ thay đổi như thể anh ta bị con bọ cạp trích phải quách chấn vũ buông diệp vô phong ra rồi chừng mắt nhìn diệp vô phong một cách hung dữ nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn qua Lâm Thư Âm thì lại biến thành nụ cười vui tươi, anh ta cười nói. Thư Âm, người tình trong mộng của anh, em biết gì không? Anh đã bao chọn cái tầng này cho bữa họp mặt ngày hôm nay. Trong hôm nay, toàn bộ tầng 12 này là của anh, anh cũng không cho phép người ngoài đến quấy rầy chúng ta đâu. Ha ha ha, nhìn tên khùng này khoe khoang như như mấy con công diêm rúa mà Diệp vô phong chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt. Anh bình tĩnh đứng kế bên Lâm Thư Âm, là một kỵ sĩ bảo vệ công chúa, Diệp Vô Phong không thể trách cái tên Quách Trấn Vũ có thái độ như chư bát giới thấy gái mà thèm thuồng nữ thần lâm thư âm của anh được. Trấn Vũ, nhà anh thật có tiền nha. Cũng không nhiều lắm, mới có năm 600 tỷ mà thôi. Hôm nay anh bao hết tầng này thì cũng phải tốn kha khá tiền nhỉ. Không nhiều lắm, muốn bao hết tầng này chỉ mới tốn 600 triệu chứ mấy, mà còn chưa tính tiền rượu. Khi Quách Trấn Vũ nghe những cô bạn lớp cũ gần đó hỏi han thì anh ta lại càng hăng hái trả lời hơn. "Ôi trời, nhoáng cái đã tiêu hết tiền lương cả một năm của tôi." Một cô bạn lớp cũ nhìn như một nhân viên văn phòng cảm thán, đôi mắt cô ta lấp lánh như sao. "Bạch Xuân Yến cô đang làm ở đâu vậy? Tiền lương chỉ có nhiêu thôi hả?" Quách Trấn Vũ không hề che giấu sự kiêu ngạo của anh ta. Bạch Xuân Yến thở dài đáp lại, "Chỉ là một công ty nhỏ." tôi cũng vừa bỏ công ty cũ mà tới. Lương cứng là 18 triệu, tiền thưởng cũng chỉ có cỡ 9-10 triệu chứ nhiêu. Tiền lương một năm của tôi còn không đủ cho anh tiêu xài một ngày, trời ơi. Thê thảm vậy sao, Bạch Xuân Yến, nếu như cô có được ngoại hình như Lâm Thư Âm thì tôi nhất định sẽ bao nuôi cô. Nói rồi Quách Trấn Vũ đưa mắt nhìn qua chỗ Lâm Thư Âm. Chỉ là anh ta thấy Diệp Vô Phong vẫn đứng bên người Lâm Thư Âm thì càng cảm thấy Diệp Vô Phong quá trướng mắt. Bạch Xuân Yến cười nói tiếp. Vậy giờ anh hãy bao nuôi em đi nha. Tần Vũ giang tay ôm lấy Bạch Xuân Yến từ phía sau mà nói. Ôi chao, hôm nay là buổi họp lớp chứ không phải buổi xem mặt nha. Mấy người cũng ra dáng tí đi. Ánh mắt Bạch Xuân Yến vẫn nhìn chằm chằm quách chấn Vũ, cô ta đáp. Ai ra, chúng ta cũng chỉ mới được 10 người có mặt, quách Trấn Vũ bao cả một tầng này thì thật là lãng phí. Tần Vũ tiếp lời nghe nói công ty của nhà Quách Trấn Vũ gọi là công ty Hoa Cường, có thể là tài sản lên đến hàng trăm tỷ thật. Nhưng tôi thấy cô vẫn là không có cửa đâu. Không phải Quách chấn Vũ vừa nói Lâm Thư Âm mới chính là người tình trong mộng của anh ta à? Bạch Xuân Yến trợn mắt trừng Tần Vũ một cái. Tần Vũ, cô đừng có coi thường người khác, Lâm Thư Âm đã có chồng rồi. Tất nhiên là Quách Trấn Vũ sẽ được ngồi ở vị trí chủ tọa anh ta gấp gáp mời Lâm Thư Âm ngồi vào vị trí khách mời danh dự ở bên phải chủ tọa nhưng Lâm Thư Âm kiên quyết không ngồi đó nên Tần Vũ đã ngồi vào thay Lâm Thư Âm. Khi Bạch Xuân Yến muốn ngồi xuống vị trí danh dự bên trái ghế chủ tọa thì Quách Trấn Vũ đưa tay bắt lấy vai của cô ta mà nói. Đi chỗ khác đi Bạch Xuân Yến, cô mà biết dùng não nhiều hơn thì có tốt không chứ? Người ngồi ở đây tất nhiên phải là lớp trưởng Lưu Đại Xuân của chúng ta rồi. Đại Xuân, đến đây ngồi nào? Mang thức ăn lên. Quách Trấn Vũ hô lớn một tiếng, lập tức có những cô nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu đỏ chót, rực rỡ như hoa mà mang thức ăn lên. chương 237, làm chủ hoa cường. Tần Vũ nâng ly rượu lên ra hiệu với Lưu Đại Xuân rồi nói. Xin cảm ơn vị triệu phú Quách chấn Vũ này đã cho chúng ta một cơ hội để họp mặt. Nào nào, mọi người cạn ly. Quách Trấn Vũ nâng ly rượu lên mà nói bằng một giọng điệu phách lối. Không cần phải cảm ơn, hôm nay mọi người hãy vui chơi cho thật thoải mái. Cả cái tầng này coi vậy chứ chất lượng phục vụ giải trí rất tốt nha. Hôm nay chúng ta không cần rời khỏi đây, ăn uống xong thì cứ thỏa thích ca hát nhảy múa. Mệt mỏi thì cứ tìm đại một phòng để ngủ. Ha ha. Rồi quách chấn vũ chỉ ra phía ngoài hành lang. Phòng khách sạn của nguyên cái tầng này đều có thể dùng. Nếu ai muốn nghỉ ngơi xin cứ tự nhiên đi. Nào, chúng ta cạn ly nào. Ánh mắt Bạch Xuân Yến lấp lóe, cô ta đang nghĩ hôm nay cô ta có cơ hội được hưởng sái quách chấn vũ hay không. Nói thật, lúc còn học đại học, những người có thành tích tốt nhất chính là đám người tần vũ, Lưu Đại Xuân và Lâm Thư M. Thành tích học tập của Bạch Xuân Yến cũng không tệ lắm nhưng cô ta vẫn mãi không thể đuổi kịp ba người này. So sánh với bọn họ, thành tích học tập của Quách Trấn Vũ quả thật là nát bét. Anh ta suốt ngày chỉ biết đi tán tỉnh mấy cô đàn em lớp dưới. Bốn năm đại học mà Quách Trấn Vũ đổi hơn 10 cô bạn gái lúc đó Bạch Xuân Yến còn đang cảm thấy Quách Trấn Vũ trướng mắt. Nhưng hiện tại thấy Quách Trấn Vũ đã là một công tử nhà giàu thì tâm trạng Bạch Xuân Yến bỗng có sự chuyển biến. Quách Trấn Vũ uống một hơi cạn rượu trong ly rồi nói. Đây chính là quốc tử, là rượu mao đài đó. Các người đẹp, uống cạn ly nha, chén thứ nhất này tôi không cho phép mọi người cầm ly làm cảnh đâu. Rồi Quách Trấn Vũ bất ngờ đứng lên liếc nhìn một vòng. Lâm thư em mờ, ly rượu đó em nhất định phải uống hết đến cả nhấp môi em cũng chưa nhấp thử một lần là sao? Đây là rượu mao đài chính hãng nổi danh đó. Lâm thư em mờ có hơi ngượng ngùng đáp. Quách Trấn vũ, tử lượng của tôi không được. Diệp vô phong chen ngang. Để tôi uống thay cô ấy. Quách Trấn vũ nhíu mày, anh ta đưa tay ra ngăn lại mà nói. Không được, anh vốn dĩ cũng không phải bạn cùng lớp của chúng tôi thì sao có thể thay em ấy uống rượu đây? Lâm thư M, em mờ, em nể mặt anh uống ly rượu này đi. Bạch Xuân Yến nói: Lâm thư em mờ, Trần Vũ đã mua được loại rượu ngon như vậy, nếu cô không uống thì cũng thật không biết nể mặt gì người khác nha. Tần Vũ cũng tiếp tục châm thêm dầu vào lửa. Đúng, dù cho có nói thế nào thì ly thứ nhất cũng phải uống cho bằng được, không thể để người khác uống thay á. Diệp vô phòng đưa mắt ra hiệu cho Lâm thư em mờ thấy an tâm hơn, ý bảo cô ấy cứ uống đi, có anh ở đây thì sẽ không có việc gì lâm thư em m đúng là cũng có lo lắng đến chuyện danh dự cô ấy bất đắc dĩ mà nâng ly rượu lên trước mặt đám người hò reo huyên náo lâm thư em m ngửa cổ uống cạn ly rượu quách trấn vũ ngồi đối diện lâm thư em m dùng ánh mắt tham lam mà chăm chú nhìn cô ấy uống ly rượu trong lòng quách trấn vũ nghĩ thầm một bông hoa nhài đẹp như vậy đáng tiếc lại cắm bãi phân heo mặc dù diệp vô phong bày ra bộ dạng lạnh nhạt không để ý nhưng quách trấn vũ bảy ra ý đổ dòm ngó lâm thư em mờ rõ như ban ngày thật khiến anh không nhìn cũng biết trong lòng diệp vô phong nói thầm cái tên mắc dịch kia thật sự cũng dám có ý đồ với lâm thư em mờ lại thêm mấy lần mời rượu không chỉ có lâm thư em mờ mà các cô gái khác trong lớp như tần vũ cũng là mặt đỏ như hoa đào biểu cảm và động tác của bọn họ dần mất kiểm soát đặc biệt là bạch xuân yến cô ta mượn men say mà vờ lắc lư cái cơ thể cao gầy mềm yếu của cô ta lượn vòng quanh người quách chấn vũ, bám dính lấy anh ta để mời rượu. Bên phía các bạn học nam như Lưu Đại Xuân thì tản ra đi mời rượu từng người một. Hơn một tiếng sau, nhóm người trong sảnh lớn đều đã ăn uống no say, ai ai cũng nhao nhao nói chuyện trông rất hỗn loạn. Bạch Xuân Yến thì ôm lấy eo quách chấn vũ, cô ta bám dính vào ngực quách chấn vũ, anh ta muốn dứt cũng không được được. Quách chấn vũ rất là ghét Bạch Xuân Yến anh ta đẩy mấy lần mà Bạch Xuân Yến vẫn không chịu buông thì đứng dậy nói lớn. Mọi người đi hát karaoke nào, hát mệt rồi thì lại về ăn uống, dù sao hôm nay tôi cũng bao trọn bộ. Nên là muốn ăn lúc nào thì ăn nha. Lúc đến phòng karaoke, Quách Trấn Vũ sai nhân viên phục vụ đi lấy bốn gói thuốc lá Trung Hoa chia cho bốn bạn học nam mỗi người một gói, chỉ có Diệp Vô Phong là không có. Bởi vì mọi người đều đang nói chuyện nên cũng không có chú ý quá nhiều tới chi tiết này nhưng lâm thư em mờ dù cho đã ngà ngà say vẫn luôn để ý xung quanh lâm thư em mờ đi đến bên cạnh diệp vô phong cô ấy nắm chặt tay anh mà nói một cách rất là ái náy anh đừng để tâm chuyện đó diệp vô phong cười một cách thờ ơ với cô rồi anh áp sát tai cô mà đáp lời chỉ cần cậu ta không có ý xấu gì với em thì anh sẽ không thể nào cảm thấy tức giận được với thứ họ nhà côn trùng đó đâu bên người quách trấn vũ có bạch xuân yến và hai cô bạn học khác ngồi quanh còn quách chấn vũ thì đang lên giọng chém gió. Sượng của tôi là mộ dung đông, chính là người nhà mộ dung đó. Các cô biết không, ở thành phố Hoa Hải này mà bám dính được người nhà mộ dung thì dù không muốn giàu cũng khó đó. Nếu ai có ý định bỏ công ty cũng đi chỗ khác làm thì cứ đến công ty của tôi. Tôi dám đảm bảo sẽ cho các cô hưởng chế độ quyền lợi tốt nhất. Giọng của Quách Trấn Vũ rất lớn, mà anh ta còn đang cố ý nói cho Lâm Thư em mờ nghe. Nhưng khi thấy Lâm Thư M không hề phản ứng lại thì Quách Chấn Vũ lập tức đứng lên nói. "Lâm Thư M, nghe nói em đang lăn lộn trong cái thành phố Tam Giang nhỏ bé kia à? Không bằng em ở lại Hoa Hải đi, đã đến rồi thì đừng về nữa. Chỉ cần em vào công ty Hoa Cường của nhà anh thì anh sẽ mời em lên làm giám đốc với mức lương cứng là 90 triệu. Em thấy sao?" Khi nói đến đó Quách Chấn Vũ còn đưa mắt qua khiêu khích Diệp Vô Phong. Chỉ là Quách Trấn Vũ lại thấy được mỗi cảnh Diệp Vô Phong nửa nằm nửa ngồi trên ghế lông mà nhìn chăm chú cái màn hình tần Vũ. Diệp Vô Phong hoàn toàn không nghe Quách Trấn Vũ nói câu nào. Lâm Thư Em Mơ lắc đầu đáp. Mặc dù là tôi đến thành phố Hoa Hải để phát triển, nhưng tôi không có ý định gia nhập công ty Hoa Cường của nhà anh. Mục đích của tôi chỉ là muốn thử một lần chứng minh năng lực của bản thân chứ không muốn dựa vào các mối quan hệ để thăng tiến. Bạch Xuân Yến thật sự không thể hiểu nổi Lâm Thư Em Mơ chẳng lẽ đầu óc cô ta có vấn đề rồi à? Quách Trấn Vũ cho cô ta điều kiện tốt như vậy mà cũng từ chối được. Thế là Bạch Xuân Yến không chút do so dự nói ngay. Trấn Vũ, anh chỉ cần cho tôi mức lương 60 triệu thôi, tôi sẽ lập tức bỏ công ty mà chạy qua Hoa Cường. Quách Trấn Vũ nghiêng đầu nhìn qua Bạch Xuân Yến, rồi lại lắc đầu nói. Đi hát bài cô chọn đi. Thế mà Bạch Xuân Yến lại càng cương quyết hơn, cô ta mạnh bạo giữ chặt cánh tay của Quách Trấn Vũ mà nói trấn vũ nếu bên công ty anh có thiếu người thì hãy cân nhắc qua tôi một lần nhé quách trấn vũ dứt khoát đi đến bên cạnh diệp vô phong vì không gian xung quanh ồn ào quá mức nên anh ta phải nói lớn tiếng ở thành phố hoa hải này công ty hoa cường của chúng tôi là một công ty rất lớn có rất nhiều người chen nhau vỡ đầu để được vào mà tôi cũng chẳng thèm để ý đến kia diệp vô phong anh suy nghĩ một chút xem tôi có thể cho lâm thư em mờ điều kiện phát triển tốt hơn còn anh thì sao anh có thể cho cô ấy cái gì diệp vô phong cười ha hả trả lời tôi có thể cho cô ấy cảm giác an toàn phụt quách trấn vũ vừa uống một ngụm bia xong thì lập tức phun ra anh ta cười to há há cảm giác an toàn không phải tôi đang đả kích anh nhưng bất kỳ người đàn ông nào đều có thể khiến cho người phụ nữ của anh ta cảm thấy an toàn bây giờ anh không để cô ấy làm việc cho hoa cường thì tương lai anh nhất định sẽ hối hận hả thật ra lúc nãy Diệp Vô Phong có gửi tin nhắn cho Bạch Nhạn Phi để nhờ cô ấy tìm kiếm vài tin tức liên quan đến công ty Hoa Cường. Diệp Vô Phong vừa nhìn qua thử kết quả, trong lòng cũng đã tính xong kế hoạch. Thế là anh nhìn thẳng vào mắt Quách Trấn Vũ mà nói. Đến làm cho Hoa Cường sao, cũng có thể cân nhắc. Hả, thật sao, thư em mờ, em đi làm cho Hoa Cường đi, anh thật sự sẽ để em lên làm giám đốc. Quách Trấn Vũ vừa nghe Diệp Vô Phong nói xong thì mừng như điên tất nhiên là Diệp Vô Phong đã nhìn thấu cái lòng dạ nhỏ mọn của Quách chấn Vũ. Quách Trấn Vũ nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Lâm Thư M vào Hoa Cường thì anh ta nhất định sẽ có cơ hội tiếp cận Lâm Thư M. Lâm Thư M nhìn qua Diệp Vô Phong, cô ấy thật sự không hiểu nổi Diệp Vô Phong đang có ý đồ gì. Diệp Vô Phong nói, Quách chấn Vũ, tôi muốn sửa lại lời vừa rồi, Lâm Thư M nhà tôi không phải sẽ đến làm việc cho Hoa Cường, mà là sẽ đến làm chủ Hoa Cường ý định ban đầu của tôi là để cô ấy lên làm giám đốc mà. Quách Trấn Vũ cười nói tiếp. Nhưng, chủ nhân của Hoa Cường là nhà họ Quách chúng tôi. Điều này thì không thể thay đổi. chương 238, một cuộc đánh cược ha ha. Diệp vô phong cũng không hề tranh luận gì thêm nữa. Tiếp sau đó lại là cảnh tượng hỗn loạn. Những bạn cùng lớp khác dù cũng biết hò hét, nhưng khi hát thì lại là giọng ca vịt được khiến người nghe thả chết còn hơn chỉ có Tần Vũ là ra dáng hát hò, hiển nhiên là cô ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Quách Trấn Vũ cướp cái micro. Chọn cho tôi bài, chúng ta không giống nhau. Lúc Quách Trấn Vũ đắm chìm trong bài hát cũng là lúc Diệp Vô Phong phát hiện, thằng mắc dịch này cũng đã bỏ ra không ít công sức để luyện giọng, lúc hát lên rất có cảm xúc. Hơn thế nữa, khi Quách Trấn Vũ hát tới câu, chúng ta không giống nhau, thì anh ta còn dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn qua Diệp Vô Phong một cách rất là kiêu ngạo. Bạch Xuân Yến ra sức vỗ tay khen ngợi, những người khác cũng hùa theo vỗ tay. Dù gì thì hôm nay người bỏ tiền của là Quách Trấn Vũ mà. Cả nhóm họ hết hơn một giờ rồi mệt lử người ra. Sau đó bọn họ về lại sảnh lớn để bàn ăn khi nãy thì thấy đồ ăn lại được bưng ra một lần nữa. Quách Trấn Vũ cười nói. Mọi người ăn tiếp nào, ăn uống mạnh vô, tuyệt đối đừng có khách sáo. Tất cả đều được thanh toán rồi, nhưng không thể mang về nhà nha. Ha ha ăn được một lúc thì quách trấn vũ tiếp tục nhai lại kịch cũ lâm thư âm khi nào em chuẩn bị đến làm cho hoa cường lâm thư âm bị anh ta dây dưa mãi thì cũng hết cách chỉ là cô ấy không định để quách trấn vũ mất mặt nên đáp lại chuyện này còn là để tôi suy nghĩ thêm rồi nói quách trấn vũ dưng dưng tiếp lời còn phải suy nghĩ thêm cái gì chỉ cần em đến thì em sẽ được làm bà chủ tần vũ vội vàng nhắc nhở ôi chao quách trấn vũ lại quá phận rồi chồng của lâm thư âm còn đang ở đây kìa quách trấn vũ đáp trả một cách ngạc nhiên kết hôn rồi thì không thể ly hôn được sao chồng em ấy ở đây thì sao chứ lâm thư âm là bị thằng đó lừa nên mới lấy chẳng qua là lâm thư âm ở trong thành phố tam giang nên có tầm nhìn hạn hẹp nếu em ấy đến hoa cường của bên tôi thì nhất định sẽ lập tức đá thẳng thằng chồng đó đi không khí dần có mùi thuốc súng lưu đại xuân cũng phải cau mày nói Trấn Vũ. Diệp vô phong cười nhạt ngắt lời. Quách Chấn Vũ, có thể là lúc còn ở trong phòng karaoke anh đã nghe không rõ. Khi đó tôi nói, chỉ mấy ngày nữa thôi tôi sẽ để Lâm Thư Âm đến làm chủ hoa cường. Cái gì cơ, con mẹ anh lặp lại một lần xem. Quách Trấn Vũ đột nhiên đứng bật dậy, anh ta hung dữ chừng mắt với Diệp vô phong. Dù cho Quách Trấn Vũ muốn để Lâm Thư Âm làm giám đốc, nhưng chủ tịch vẫn phải người nhà họ Quách. Diệp vô phong cười lạnh lỗ tai anh có vấn đề sao? Tôi nói là sẽ để Lâm Thư Âm đến làm chủ Hoa Cường, trở thành chủ tịch của Hoa Cường. Cốp! Quách Trấn Vũ cầm ly lên ném thẳng xuống tấm thảm nhưng chiếc ly vẫn chưa vỡ. Thằng khốn, mày cho rằng mày là ai? Công ty Hoa Cường là của nhà họ Quách chúng tao. Mày có hoanh hoang thì cũng đừng cưa bom như thế. Tao coi như phải phục tài nghệ chém gió của mày rồi. Tần Vũ vội vàng đứng lên giảng hòa. Ôi chao, Quách Trấn Vũ, anh dùng từ ngữ cho đúng mực nha. Mọi người còn đang rất vui vẻ nè, đừng có gây chuyện chứ. Sau đó Tần Vũ lại nhìn qua Diệp vô phong mà cười khổ. Diệp vô phong, lời anh nói ra cũng thật thiếu độ đáng tin. Mọi người cùng đừng tranh cãi tiếp được không vậy? Bạch Xuân Yến tiếp lời. Đúng vậy đó, Diệp vô phong thật biết khoác lác. Cái miệng của anh ta, môi trên thì chống trời, môi dưới lại phá đất, anh ta chém gió đến mức bay cả da mặt rồi. Diệp Vô Phong vốn dĩ cũng đã không coi trọng Bạch Xuân Yến. Anh vẫn nhìn chằm chằm quách chấn vũ mà nói. Tôi là người ra sao cũng không quan trọng, chuyện quan trọng là vị trí chủ tịch công ty Hoa Mạch sẽ bị thay thế sớm thôi. Tần Vũ đưa mắt qua nhìn Lâm Thư Âm tìm sự giúp đỡ. Thư Âm, cậu nói gì với anh ta đi? Lâm Thư Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nét mặt cô ấy rất lạnh lùng. Trong lòng quách chấn vũ đã cháy bừng bừng rồi, anh ta không áp chế cơn giận nổi nữa được được lắm diệp vô phong vậy thì sao hai ta không làm một ván cược trước mặt cả nhóm bạn học ở đây chứ cược gì thật sự thì diệp vô phong không có hứng thú chút nào thấy cả hai đã đối chọi nhau gay gắt đến vậy tần vũ và lưu đại xuân cũng đành nhìn nhau rồi lại lắc đầu cười khổ hai người họ cảm thấy là đã không thể can ngăn được nữa rồi cơ mặt quét trấn vũ căng cứng nổi lên thấy rõ anh ta cắn nghiến răng lại mà nói diệp vô phong hai ta hãy cược xem, nếu như trong 10 ngày sau mà anh có thể thu mua cả cái công ty hoa cường của nhà họ quét tôi thì vào ngày thứ 11 tôi sẽ dập đầu xin lỗi anh tại ngay cái sảnh tiệc này. Diệp vô phong mỉm cười đáp lời. 10 ngày à, cũng được. Tất cả mọi người có mặt ở đó bất kể nam nữ đều tỏ ra lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ cái cậu Diệp vô phong không đáng chú ý này lại là một thuyên tử phú giàu sụ? Nhìn không giống tí nào nha. Quách Trấn Vũ giận giữ chừng mắt nhìn Diệp Vô Phong. Nhưng mà, nếu Diệp Vô Phong anh thua thì sao? Diệp Vô Phong thờ ơ trả lời. Anh đưa ra điều kiện đi. Ha ha! Quách Trấn Vũ giận quá hóa cười. Rất tốt, nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không cần khách khí. Vào ngày thứ 11 kể từ hôm nay, mọi người nhớ kỹ đó, mọi người hãy có mặt ở đây để chứng kiến ván cược lần này. Khi mà Diệp Vô Phong thua, anh ta phải giao lâm thư âm cho tôi điều kiện này vô cùng quá đáng nhưng lưu đại xuân và tần vũ cũng chỉ đành nhíu mày chứ không nói gì cả lâm thư âm khẽ hừ một tiếng quách trấn vũ anh đừng có ảo tưởng diệp vô phong cũng nói quách trấn vũ điều kiện anh đưa ra rất quá đáng không phải với một điều kiện quá phận như vậy thì vụ dập đầu xin lỗi của anh có quá nhẹ nhàng rồi không quách trấn vũ gật đầu nói tiếp cũng đúng Vậy nếu trong vòng 10 ngày mà công ty Hoa Cường chúng tôi bị đổi chủ thì quách chấn vũ tôi đây sẽ dập đầu nhận anh là bố. Diệp vô phong lại lắc đầu. Tôi không muốn có một thằng con vô công rồi nghề như anh. Mọi người muốn cười nhưng lại không dám cười. Ván cược này nhìn thì không có gì, nhưng lại liên quan đến một công ty trị giá cả nghìn thuyên tử như Hoa Cường. Đáng giá để gọi là một lần đánh cược. Quách Trấn Vũ tiếp tục trừng mắt nhìn Diệp vô phong mà nói. Nếu anh thua, tôi sẽ với lâm thư âm trước mặt anh há há anh hiểu phải không thật ra quách trấn vũ không hề hay biết chỉ vì hôm nay anh ta dám vô lễ với lâm thư âm nên mới khiến diệp vô phong muốn đối phó công ty hoa cường nếu không nói thật thì diệp vô phong còn thấy cái công ty hoa cường này không đáng để anh ra tay dù sao trong cái thành phố hoa hải giao thương cả quốc tế này thì số lượng công ty như hoa cường là nhiều vô số kể diệp vô phong lạnh lùng nói quách trấn vũ Tôi mong là 10 ngày sau anh còn có thể cười được. Nói rồi anh kéo tay Lâm Thư Âm. "Thư Âm, chúng ta đi thôi." Lâm Thư Âm không chút do dự đứng lên, Tần Vũ lại vội vàng nói. "Thư Âm đừng đi chứ, đã mấy năm rồi hai ta chưa được gặp nhau, còn hẹn ngủ chung nữa mà." Lâm Thư Âm quay đầu lại cười đáp lời Tần Vũ. "Hay là để hôm khác đi, có thể là mình cũng cần phải ở lại thành phố Hoa Hải này một thời gian ngắn." Tần Vũ đứng nhìn hai người Diệp Vô Phong đi vào trong thang máy, trong lúc nhất thời cô ta cũng không biết cần phải nói gì. Thế là Tần Vũ lặng lẽ về lại chỗ ngồi. Quách Trấn Vũ hung dữ nói to. Tất cả mọi người thấy rồi đó, thằng chồng khuyết tật não của Lâm Thư Âm đã quá cản rỡ rồi. Lần này tôi nhất định phải dạy cho thằng đó một bài học. Mười ngày sau mọi người đến đây là chứng đấy nhé. Bạch Xuân Yến cũng mở lời phụ họa theo cũng có vài người khác nói hùa theo quách chấn vũ nhưng lại không nói lớn tiếng. Tần vũ cười khổ lắc đầu nói. Quách chấn vũ, với địa vị bây giờ của anh mà còn phải xoắn suýt với một lâm thư âm sao? Chẳng lẽ anh không thể bày ra thái độ của một người có học hơn được à? Để mà nói, lâm thư âm người ta đã lập gia đình rồi, anh nhất định phải chia rẽ vợ chồng người ta vậy có ý nghĩa gì không? Lời của Tần Vũ có khen mà cũng có chê, cũng coi như là một cách thuyết phục với trình độ khá cao. Lưu Đại Xuân lại nói, "Tất cả mọi người giải tán nào, buổi họp mặt hôm nay kết thúc, chương 239 của đi thay người." Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, khi đi đến chiếc xe BMW X5 thì Diệp Vô Phong bất ngờ nói, "Thư Âm, để anh lái xe." Lâm Thư Âm đã uống không ít rượu, lúc đầu cô ấy có hơi rụt rè, sau đó lại buông bỏ để thuận theo mọi người. Lâm Thư Âm nghe vậy thì ngồi qua ghế phụ, diệp vô phong xem kính chiếu hậu ở trong xe thì nhìn thấy có hai người còn rất trẻ đang lái hai chiếc xe mô tô khác nhau chạy chậm đến chỗ này diệp vô phong thời dài dù đi tới đâu cũng đều có những người không biết dùng mắt để nhìn lâm thư âm nói một cách áy náy em rất xin lỗi anh là bạn học của em đã khiến anh chịu thiệt thòi diệp vô phong ngắm nhìn khuôn mặt quyến rũ của lâm thư âm anh lắc đầu cười nói không một ai muốn nói lời xin lỗi với người kẻ đó yêu yên tâm đi, với cái thể loại sâu bọ như quách chấn vũ này anh thật sự không hề để trong lòng. Chỉ cần nhịn một chút là mọi chuyện sẽ thành mây bay. Nhưng tên này cũng thật quá đáng, anh không thể làm được gì khác trừ việc thu mua công ty hoa cường của hắn ta. Lâm Thư Âm ngạc nhiên nói. Anh đừng vì mấy chuyện đấu võ mồm đó mà thu mua công ty của Quách Trấn Vũ thật nha. Tất nhiên là không rồi, dù gì công ty Hoa Cường vẫn còn một ít giá trị với anh. Em cứ yên tâm là được rồi, anh sẽ không đưa ra những quyết định mù quáng đâu." Diệp Vô Phong nói một cách vô cùng tự tin. Khi mà hai người họ tìm đại một khách sạn khác để ở lại thì hai người trên hai chiếc xe mô tô cũng xuống xe đỗ lại ở gần đó để quan sát. Diệp Vô Phong hoàn toàn không để ý đến hai người kia, bởi vì từ lúc anh và Lâm Thư Âm đi vào khách sạn thì cả hai cũng chưa từng rời khỏi đó một lần. Thật kỳ quái, cậu quách, cậu sai chúng tôi đi giám sát hai người Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhưng từ khi hai người bọn họ bước vào một khách sạn ở ven biển khoảng chiều ngày hôm qua thì đến tận chiều ngày hôm nay họ vẫn mãi chưa chịu đi ra quách trấn vũ cũng cảm thấy bực tức trong lòng hai người kia dù là vợ chồng thì cũng không nên ham mê hưởng thụ như vậy chứ tại sao cả một ngày trời mà hai người họ cũng không chịu xuất hiện hả chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng quách trấn vũ vẫn đưa ra mệnh lệnh tiếp tục theo dõi hai người bọn họ chỉ cần bọn họ dám xuất hiện thì ngay lập tức nghĩ biện pháp nào đó để gây chuyện với cả hai người đó. Tốt nhất là có thể khiến cả hai người họ bị cảnh sát bắt lại, để bọn họ không có thời gian rảnh rỗi nữa. Đây là kế hoạch của Quách Chấn Vũ. Dù cho là Diệp Vô Phong thật sự có khả năng như anh ta nói, nhưng muốn thu mua công ty Hoa Cường vẫn cần thời gian, mà còn cần gom góp tiền bạc nữa. Đâu hề dễ như Diệp Vô Phong nói đâu. Thế là Quách Chấn Vũ không để cho bọn họ có thời gian để hành động tất nhiên là để đề phòng bất chắc, Quách Trấn Vũ cũng đã gọi điện cho bố của anh ta để hỏi thăm rõ tình hình hiện tại của công ty. Sau khi xác nhận không có biến động gì xảy ra thì Quách Trấn Vũ mới chịu yên lòng. Vào lúc hoàng hôn, hai người Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Lâm Thư Âm ăn mặc rất đơn giản, cô ấy mặc một bộ trang phục trông rất phổ biến. Diệp Vô Phong cũng chỉ mặc quần jean với áo thun trắng bình thường. Hai người cùng nhau đi trên vỉa hè. Báo cáo cậu Quách, rắn độc đã rời hang. Rất tốt, hai người bám theo họ, tiếp tục báo cáo vị trí của cả hai bên. Trong lòng Quách Trấn Vũ rất là vui mừng. Thằng khốn này mày ngon lắm, cái thành phố Hoa Hải này chính là địa bàn của ông mày có biết chưa? Diệp vô phong đi chưa được bao xa thì đã cảm thấy có bốn người đang theo dõi hai người họ. Mà khoảng cách giữa hai bên chỉ được chừng có chưa đủ 10 mét bởi vì bên người còn đang có mặt lâm thư âm nên diệp vô phong cũng không tăng tốc độ di chuyển mà chỉ nói nhỏ với cô ấy có người đang theo dõi chúng ta hẳn là người của quách trấn vũ lâm thư âm cau mày đáp lời anh cái tên quách trấn vũ này thật sự là chẳng là ra làm sao cả thế mà còn chơi xấu sau lưng nhau diệp vô phong lại nói không nên quay đầu lại mà cứ tiếp tục đi tới trước thôi được rồi Hai người họ bước đi trông vô cùng thảnh thơi, rồi bọn họ đi vào một cửa hàng. Hai người trẻ tuổi kia cũng đi theo, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Hiện tại cửa hàng này cũng đang có rất nhiều khách nên hai tên bám đuôi không hề có ý định che giấu hành động của bản thân chúng. Hai người Diệp Vô Phong đi vòng qua vòng lại mấy cái kệ trưng bày trong cửa hàng. Rồi bỗng nhiên Diệp Vô Phong kéo tay Lâm Thư Âm một cái, tiếp theo đó anh cũng nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Lâm Thư Âm. A à, hai người trẻ tuổi kia vốn là đang chạy vò tới chỗ lâm thư âm nhưng lâm thư âm bất ngờ bị diệp vô phong kéo ra khỏi vị trí cũ khiến cho bọn bám đuôi tông hụt cô dầm dầm rầm mấy cái kệ trưng bày bị hai tên bám đuôi tông đổ hai người bọn chúng trông thê thảm vô cùng chúng đang bị mấy gói thực phẩm bao bì các loại phủ đè lên có chuyện gì hà ngay sau đó có một nhân viên bán hàng chạy đến kiểm tra mấy người có vấn đề gì hà tại sao lại tông đổ hàng hóa của chúng tôi thế kia? Một người trẻ tuổi khổ sở lắm mới đứng dậy được, tên này đã văng một món đồ đóng hộp rồi chỉ tay đến chỗ hai người Diệp vô phong mà nói một cách giận dữ. Là hai người họ, chính hai người họ đã đẩy cho chúng tôi ngã. Khi Lâm Thư Âm muốn lên tiếng phản bác lại thì Diệp vô phong mỉm cười lắc đầu, anh ra hiệu cho cô không lên tiếng cãi lại hai người này. Diệp vô phong không hề mở miệng đáp trả gì hai tên bám đuôi, anh chỉ đứng đó nhìn bọn chúng diễn xiếc nhân viên bán hàng dù cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng cô ấy không thấy được mọi chuyện nên không dám kết luận vô căn cứ. Thế là cô nhân viên bán hàng đi đến trước mặt Diệp Vô Phong mà hỏi một cách lễ phép. Xin hỏi, rốt cuộc vừa này là có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Vô Phong trả lời. Hai chúng tôi đang đi dạo trong cửa hàng, có ai ngờ hai người bọn họ tự dưng xuất hiện tông đổ kệ hàng, còn khiến chúng tôi giật cả mình. Dối trá, rõ ràng là hai người đẩy ngã chúng tôi tên bám đuôi tiếp tục vụ oan cho Diệp Vô Phong. Tôi là quản lý của cửa hàng này. Hai người đã tông đổ kệ hàng của bên chúng tôi, theo quy định của cửa hàng chúng tôi thì hai người phải bồi thường một triệu rưỡi. Xin hãy phối hợp làm việc đi. Một người thanh niên đeo tấm thẻ quản lý xuất hiện mà lễ phép nói với hai tên bám đuôi. Mấy người dựa vào cái gì mà nói là do chúng tôi làm? Là hai người họ đẩy chúng tôi ngã nên mới va chúng mấy kệ hàng hai tên bám đuôi tiếp tục bám vào cái lý do giả này quản lý cửa hàng tiến đến gần diệp vô phong lúc đó diệp vô phong mới mở miệng nói hai người bọn họ đang vụ oan cho chúng tôi anh quản lý đây chỉ cần cho người đi kiểm tra lại camera giám sát trong cửa hàng là sẽ biết rõ đầu đuôi mọi chuyện thôi thế là người quản lý cửa hàng kêu bốn người bảo vệ đến trông chừng bốn người diệp vô phong rồi sau đó anh ta dùng bộ đàm gọi cho phòng giám sát để bên đó kiểm tra camera ở khu vực bên này hai tên bám đuôi kia cảm thấy tình hình không ổn thì lập tức muốn bỏ trốn. Có một tên trong đó mới vừa người đi thì đã bị Diệp vô phong bắt lấy cổ tay mà nói. Này người anh em, tông đổ kệ hàng của người ta xong giờ lại muốn chạy hả, đâu dễ vậy đâu. Hai tên bám đuôi bất đắc dĩ phải lấy điện thoại di động ra hoàn thành thủ tục chuyển khoản. Sau khi bồi thường cho cửa hàng một triệu rưỡi thì bọn chúng còn bị đuổi khỏi chỗ đó. Lâm Thư Âm vẫn luôn mang vẻ mặt buồn cười hai tên theo dõi này thật là xui xẻo quá mà diệp vô phong cũng cười đáp của đi thay người khi quét trấn vũ nghe xong báo cáo về chuyện này thì tức giận quát mắng hai tên thiếu não kia một trận con bà mẹ tụi bay đều là một lũ óc chó có chút chuyện nhỏ như vậy mà còn làm không xong chẳng những thế mà còn phải bồi thường thêm một triệu rưỡi một lũ óc chó chỉ có chó mới đi bám nuôi lũ tụi bay bám theo tụi nó tiếp cho tao cho một thằng chạy lên tụi thằng khốn kia một dao Tao không tin thằng đó còn có thể né được. Hai người Diệp Vô Phong tiếp tục đến khu ẩm thực đường phố. Đang là lúc mặt trời lặn nên khu phố này cũng rất đông khách, mà người ở trong đây cũng tạp nham vô cùng. Dù sao thì Lâm Thư Âm cũng có Diệp Vô Phong đi theo bảo vệ nên cô ấy không hề sợ hãi gì. Lâm Thư Âm lặng lẽ đứng trước một quầy hàng, cô ấy đang muốn nếm thử một tô mì lạnh. Đột nhiên Diệp Vô Phong cảm giác được trong tầm mắt của anh có một bóng đen đang dần to ra. Ra là có một tên to con đang phóng thẳng tới chỗ Diệp Vô Phong để tấn công anh. Khi Diệp Vô Phong có ý định né người qua một bên thì anh nhận diện được một mối nguy hiểm khác. Hóa ra ở đằng sau Diệp Vô Phong còn có một người trẻ tuổi mặc đồ thể thao đang cầm trong tay con dao bỏ túi mà đâm về phía lưng anh. Một cao thủ cấp chiến thần như Diệp Vô Phong tất nhiên không hề để ý gì đến đòn tấn công vụng về sơ sài của hai con tép này. Anh còn cố ý lùi về phía sau nửa bước. Người trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao thấy vậy thì vô cùng vui vẻ mà nghĩ thầm. Thằng khốn, mày không né sang bên cạnh thức là mày đang chọn cái chết. Thế là người trẻ tuổi nhắm ngay lưng Diệp vô phong mà dùng lực đâm mạnh con dao vào. Nhưng vì tên này sợ hãi nên đã nhắm mắt mà đâm. chương 240, không cần tiền. Tên to con đâm Diệp vô phong, chính là đồng bọn với tên mặc trang phục thể thao. Anh ta đã có mưu đồ từ trước, khiến Diệp vô phong tránh cũng không thể tránh được, để đồng bọn nhân lúc hỗn loạn đâm Diệp vô phong một dao rồi nhanh chóng chạy trốn. Tên to con nhìn dao của đồng bọn sắp đâm trúng lưng của Diệp vô phong, anh ta đưa tay ra phối hợp với đồng bọn bắt lấy Diệp vô phong. Nhưng, tay của anh ta lại bắt trúng một khoảng không. Diệp vô phong đáng lẽ đã không có cách nào trốn thoát, lúc này đột nhiên lại biến mất. Ngay cả những người xung quanh đều không để ý đến tình huống này, dao trong tay của người mặc đồ thể thao lại cắm thẳng vào cơ ngực của người đàn ông to lớn a à, tôi phát, mày bị đuôi à, lại đâm chúng ông đây. Tên to con đau đớn, hét lên mắng tên đồng bọn, con dao đâm vào trên người anh ta, độ sâu ít nhất là một tấc, nó còn đang đong đưa, máu đã tuôn ra. a à, tên đồng bọn mặc đồ thể thao cũng hoảng sợ, anh đông, em không cố ý, thằng nhóc kia biến đi đâu rồi. ba một cái tát của Diệp vô phong đánh vào mặt tên thanh niên mặc đồ thể thao, bọn mày ngu ngốc như thế này, cũng dám đột kích đánh tao à. Cút, lập tức cút. Tên to con lấy tay che chỗ bị thương lại, còn muốn vu khống Diệp vô phong, Diệp vô phong đột nhiên xông tới, đánh một trường vào sau gáy của anh ta, cút. Cút được bao xa thì cút đi. Tất cả những người xung quanh đều sửng sốt, còn không biết sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thư Âm vẫn như cũ đang ăn bát bì lạnh, rất ung dung, bởi vì cô biết, có Diệp vô phong ở đó, không một ai có thể làm cô bị thương. Hai tên côn đồ kia lập tức chạy thục mạng, Tên to con ngay cả con dao cắm trong ngực vẫn còn chưa rút ra, anh ta cũng chạy giống như vậy, tất cả những người xung quanh đều bị dọa cho sợ rồi. Trời ơi, con dao còn cắm trước ngực của người này đấy. Đổ máu rồi, giết người rồi. Những người đang ăn vặt trên đường phố cũng chạy loạn lên, đều ồn ào muốn chạy trốn. Ông chủ nhỏ bán mì lạnh, lúc này cũng biết chuyện gì đang xảy ra, đã hoàn toàn ngây người. Trong mắt ông ta Lâm Thư Âm là một vị phú bà đến đây ăn các món ăn vặt đường phố và trải nghiệm cuộc sống, còn Diệp Vô Phong là vệ sĩ của cô. Nhìn thấy dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thư Âm, lại nhìn thái độ bình tĩnh khi nhân viên bảo vệ của mình bị tập kích, phong thái này không một người nào có. Diệp Vô Phong đứng bên cạnh Lâm Thư Âm mỉm cười, nhìn cô ăn từng miếng từng miếng bị lạnh, nhìn về phía ông chủ cười nói, không sao đâu, mọi người nên làm việc gì thì hãy làm việc đó đi. Vài phút sau, cuối cùng Lâm Thư Âm cũng ăn xong bát bì lạnh, đứng lên rời đi, Diệp Vô Phong vội vàng trả tiền, ông chủ nhỏ của quán bì lạnh luôn miệng nói, không cần đâu. Tiền của bát bì lạnh tôi không lấy, tặng hai người đấy. Lâm Thư Âm nói, các người làm ăn buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng, sao tôi có thể ăn không được chứ? Ông chủ nhỏ nói, thân thủ của vị bảo vệ này tốt như thế, tôi rất bội phục, thật sự không cần phải trả tiền. Ông chủ nhỏ hiểu rõ, nếu như không phải Diệp Vô Phong né tránh kịp thời, hóa giải trận đột kích này của hai tên côn đồ kia, nếu như Diệp Vô Phong thật sự bị thương ở đây, đừng nói là việc kinh doanh đêm nay của ông chủ nhỏ không thể tiếp tục, chỉ sợ là còn phải phối hợp điều tra với cục cảnh sát. Nhìn thấy ông chủ nhỏ khăng khăng không chịu lấy tiền, Diệp Vô Phong đành phải luôn miệng nói lời cảm ơn, tiếp tục ăn vặt và đi dạo trên đường phố cùng Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm nói, vừa nãy em không nhìn rõ, con dao cắm trước ngực tên to con đó không phải là do anh đâm sao diệp vô phong lắc đầu thật sự không phải anh đâm con dao đó tuyệt đối không có dấu vân tay của anh nếu không em cho rằng hai người bọn họ có thể chạy thoát sao lâm thư âm thổi phù một tiếng cười nói hai tên này cũng thật là xui xẻo gặp phải cao thủ giống như anh lại tự mình đâm đồng bọn một dao diệp vô phong cười lạnh lùng đây là do bọn họ tự chuốc lấy trong lòng anh thầm nghĩ nếu như một dao đó là do anh đâm chỉ sợ là tên to con đó không sống nổi mất Mười phút sau, trong trạm y tế gần chợ ăn vặt, tên to con đang băng bó vết thương, tên mặc đồ thể thao đứng bên cạnh, vẻ mặt đau khổ, quách chấn vũ từng bước từng bước tiến vào, tắt tên mặc đồ thể thao một cái, khiến anh ta lảo đảo, thằng khốn, ngày thường ba hoa lợi hại như thế nào, để mày làm chút chuyện nhỏ như thế, lại tự đâm vào người của mình. Mày chính là đồ ăn hại. Vâng vâng vâng, quách thiếu, tôi là đồ ăn hại, tôi không có tài cán gì, tôi là đồ não tàn, tên mặc đồ thể thao hận không thể tìm được một nơi để chui vào. Quách Trấn Vũ buồn bực ra khỏi trạm y tế. Anh ta lập tức gọi điện thoại, tiểu tam tử, những tên não tàn mà anh phái đến, thật là làm chậm chế việc của tôi. Việc nhỏ như thế mà anh cũng làm không xong, nhanh chóng phái người theo dõi tiếp cho tôi. Sau đó tạo ra một tai nạn xe, tung vào đôi nam nữ đó, cái gì cũng không cần quan tâm đến. Vâng, cậu Quách, cậu yên tâm đi, tôi bảo đảm lần này sẽ là ngày tàn của bọn họ. Tiểu Tam Tử hung dữ nói. Tiểu Tam Tử lập tức sắp xếp bốn tên lái xe, cũng phái người giám sát hướng đi của hai người Diệp vô phong. Chỉ cần đến chỗ đã được dự tính, bốn tên lái xe sẽ cùng nhau phát động. Không tin lần này Diệp vô phong còn có thể may mắn đến như vậy. Tinh thần quét chấn Vũ bất an ngồi trong xe porsche của mình, đợi tin tốt từ Tiểu Tam Tử. Trong không gian nhỏ hẹp của xe đã lượn lờ xương khói. Bọn họ tới rồi bốn người bọn mày cần phải sốc lại tinh thần, nếu như lần này không đụng được bọn họ, bọn mày tự tìm miếng đậu hũ đập đầu vào chết đi. Tiểu Tam Tử thông qua điện thoại, ra lệnh cho bốn tên tài xế. Vâng, anh ba yên tâm, lần này bảo đảm sẽ tông chúng bọn họ. Bốn tên tài xế cùng nhau bảo đảm. Lâm Thư âm nhìn trước nhìn sau, chuẩn bị đi ra đầu phố, lần này chắc sẽ không bị tập kích nữa chứ. Chắc là Quách Trấn Vũ đã dừng tay rồi. Diệp vô phong lắc đầu, bây giờ vẫn nên duy trì cảnh giác. Vù vù, bốn chiếc xe đồng thời tăng tốc, động tĩnh này có hơi lớn nha. Không ổn rồi, Diệp vô phong lập tức ý thức được tình huống đặc biệt, thân kinh bách chiến, lập tức phán đoán chuẩn xác tình thế, biết rằng bốn chiếc xe ở đầu phố chính là dùng để đối phó bọn họ. Diệp vô phong bình tĩnh không hoảng hốt, đem chính mình che chắn phía trước lâm thư âm thấp giọng dặn dò nói, đừng sợ. Trong lòng Lâm Thư Âm lại vô cùng căng thẳng, nhưng cô nói, yên tâm đi, ở bên cạnh anh, thần kinh của em cũng đều luyện thành sắt thép rồi. Vù vù, một chiếc xe tiên phong xông đến hai người Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong phản ứng rất nhanh, cánh tay trực tiếp ôm chặt eo của Lâm Thư Âm, tại thời điểm xe jeep xông tới, anh mang Lâm Thư Âm phóng thẳng ra ngoài ba thước, khéo léo tránh được sự va chạm của xe jeep. Loảng xoảng, xe jeep phanh lại không kịp, đụng vào cái cột điện chính giữa hai người Diệp Vô Phong đầu xe lập tức bị móc vào, cột điện bị đâm lung lay một chút, sau đó ngã xuống. Chân ga của xe Jeep không đóng lại được, lại bị kẹt cứng chỗ cột điện, không thể di chuyển được. Hai chiếc xe taxi, một trái một phải, xông tới Diệp Vô Phong đang đứng bên cạnh xe Jeep. Sợ rồi sao? Diệp Vô Phong hỏi, ngôn tình tổng tài. Không sợ, trong lòng lâm thư âm sợ hãi, nhưng ngoài miệng đương nhiên không thốt ra. Tốt lắm, Diệp vô phong móc ngón tay trái về phía tên tài xế taxi trong tư thế khiêu khích, tay phải ôm eo Lâm Thiển Thiển, không hề có ý định né tránh. Tên tài xế taxi này nhìn hai người ở trước mặt, cười gần một tiếng, tiếp tục điên cuồng nhấn ga. Khi xe lao tới lề đường, tài xế taxi nhìn thấy rõ ràng, Diệp vô phong ôm chặt Lâm Thư Âm, đột nhiên nhảy lên. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 240